Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, bản dịch chuẩn. Chương 256, Yến hội. Diệp Linh lễ đính hôn tại Hoa Nhài hội sở tổ chức, tiệc đứng hình thức. Theo thời đại biến thiên, loại kia chung quy chung của yến hội hình thức càng ngày càng không được hoan nghênh, tương đối tự do tiệc đứng tụ hội đại hành kỳ đạo. Hoa Nhài hội sở thu phí cực kỳ đắt đỏ, thậm chí so một chút khách sạn 5 sao tiệc đứng sảnh thu phí còn muốn đắt đỏ, nhưng cái này không quan hệ. Một chút cũng không ảnh hưởng hội sở sinh ý, tương phản càng ngày càng nóng nảy. Quý tốt, quý chẳng phải đại biểu cho một loại nào đó thân phận a? Tiêu Phàm một mình lái đại bôn đi, Tân Lâm nhất định phải lưu tại chỉ thủy xem. Uyển Thiên Thiên tại dưỡng thương, cơ bản không có sức chiến đấu, lại thêm một cái nữ tiến sĩ gió mẹ kế, Tân Lâm không ở lại chỉ thủy xem tọa chấn, Tiêu Phàm cũng không phải yên tâm như vậy. Trước khi lên đường, Tiêu Phàm cho Trần Dương gọi điện thoại, muốn mời nàng cùng một chỗ tham gia cái này tụ hội. Tiêu Phàm là thật sợ hãi lão mụ lại cho mình giới thiệu đối tượng, kêu lên Trần Dương, làm cái tấm mộc tác dụng. Chí ít Trần Dương trước mắt vẫn chưa lấy bạn gái của hắn tự cho mình là. Không ngờ Trần Dương lại không có thời gian, đối Lý Thanh Thái thẩm vấn tiến vào mấu chốt giai đoạn, Trần Dương không tốt tự ý rời. Tiêu Nhất Thiếu đành phải cô đơn chiếc bóng đi Hoa Nhài hội sở. Đại Bôn vừa mới chạy đến Hoa Nhài hội sở cổng, liền có chuyên môn nhân viên phục vụ phụ trách dẫn đạo, hết thảy đều an bài phải ngay ngắn rõ ràng. Đang phục vụ sinh dẫn dắt phía dưới, Tiêu Phàm hướng về tiệc đứng sảnh đi đến. Thoảng qua vượt quá Tiêu Phàm dự kiến chính là, Diệp Linh vẫn chưa tại cửa nhà hàng miệng đón khách, chỉ có một vị thân mặc màu đen đồ vest, trang phục phải cực kỳ tề chỉnh nam tử trẻ tuổi đứng ở nơi đó, vẻ mặt tươi cười tiếp đãi khách nhân. Nghe hắn tự giới thiệu, tên là Lâm Tịch Phàm, Tiêu Phàm giật mình, vị này chính là Diệp Linh vị hôn phu. Ở trong điện thoại đầu, Giản Tú Hoa hướng Tiêu Phàm giới thiệu sơ lược qua Diệp Linh nhà chồng tình huống. Nghĩa rộng đi lên nói, Lâm gia cũng là kinh sư hào môn thế gia, tại y dược hệ thống vệ sinh có rất mạnh nhân mạch quan hệ. Cải cách mở ra nhất là chữa bệnh cải cách về sau, Lâm gia tinh lực chủ yếu chuyển hướng thương nghiệp hệ thống. Diệp Linh vị hôn phu Lâm Tịch Phàm trước mắt kinh doanh một nhà quy mô rất lớn dân doanh y dược công ty, sinh ý làm được phong sinh thủy khởi. Đại Hào Môn, Tiêu Phàm. Bản dịch chuẩn. Có tổ tông bậc cha chú tại chữa bệnh hệ thống vệ sinh giao thiệp quan hệ tại kia chống đỡ, cái này y dược công ty nếu là kinh doanh không được, kia mới gọi quái sự. Khó trách Diệp Khí Vân đồng ý bọn hắn tại Hoa Nhài câu lạc bộ tư nhân cử hành lễ đính hôn hội. Diệp Khí Vân là kiềm chế bản thân rất nghiêm lãnh đạo cao cấp cán bộ, lập thân rất chính, đạo đức cá nhân không tồi, con cái của hắn không có kinh thương, đều ở đơn vị làm việc. Nhưng tương lai con rể là công ty tổng giám đốc. Có tiền, như vậy tốn hao một chút cũng không có gì. Chỉ cần tiền này là từ chính đạo kiếm được là được. Mà lại làm y dược công ty, cũng coi là nhân tâm nhân thuật, đẳng cấp rất cao. Lâm tiên sinh, người tốt, ta là Tiêu Phàm, là Diệp Linh cao trung đồng học. Diệp Linh không tại, Tiêu Phàm hướng Lâm Tịch Phàm giới thiệu thân phận của mình. À, Tiêu một ít, chào ngươi, cửu ngưỡng đại danh, vẫn luôn nghe lanh canh nhắc tới ngươi. Nghe xong Tiêu Phàm tự giới thiệu. Lâm Tịch Phàm song mi lập tức dương lên, trở nên càng thêm nhiệt tình, song tay cầm thật chặt Tiêu Phàm tay, liên tục lay động. Cứ việc Lâm Tịch Phàm thân phận bây giờ là công ty lớn tổng giám đốc, nhưng dễ bên trên hay là con em thế gia, đối với Tiêu gia vị này đích trưởng tôn, tự nhiên hết sức quen thuộc. Bất quá từ hắn đối Tiêu Phàm xưng hô bên trong cũng có thể nhìn ra được, Lâm công tử đối kinh sư hoàn khố vòng tròn bên trong đại sự cũng 10 điểm hiểu rõ. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Tiêu Nhất Thiếu danh chấn kinh sư. Hoàn khố vòng tròn bên trong một vị mới đại lão hoành không xuất thế. Xem ra Lâm gia vị này người nối nghiệp, cũng không phải thuần túy trên ý nghĩa thương nghiệp nhân sĩ. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, không có quá nhiều hàn huyên. Tại dạng này trường hợp, nên nắm nhất định phải nắm, bởi vì ở đây hắn là Tiêu Nhất Thiếu, đại biểu cho lão Tiêu gia mặt mũi. Nếu như không phải là bởi vì Diệp Khí Vân, đơn thuần dựa vào Lâm gia mặt mũi, nhưng không mời nổi Giản Tú Hoa cùng Tiêu Phàm đến đây cổ động. Lâm Tịch Phàm tự mình dẫn lĩnh Tiêu Phàm tiến vào phòng ăn. Này, bỗng nhiên một tiếng quát, làn gió thơm phun trào, một đạo hắc ảnh từ đâm nghiêng bên trong giết ra, đem Lâm Tịch Phàm giật mình kêu lên. Tiêu Phàm không khỏi nở nụ cười. Tại dạng này trường hợp cũng dám tránh ở một bên ngầm thi đánh lén, trừ Phương Du Mỹ, không có người khác. Tiểu nha đầu chính là như vậy họ cách, yêu như thế nào liền như thế nào, ai cũng cầm nàng không có cách. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới. Ngay cả Phương Du Mỹ cũng tới tham gia cái yến hội này. Tiêu Phàm ca ca, làm sao ngươi tới phải muộn như vậy a? Phương Du Mỹ vào tới Tiêu Phàm trước mặt, khúc kha khúc khích liền kêu la,
ngẩng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, tràn đầy hưng phấn chi ý, đen lúng liếng mắt to tựa như trên trời tinh tinh, chiếu sáng rạng rỡ, nói không nên lời đẹp mắt đáng yêu. Cũng không có tốt muộn a. Tiêu Phàm giơ cổ tay lên nhìn một chút thời gian, còn không muộn a, chúng ta đều đến một hồi lâu, nghe Giản A Di nói ngươi cũng muốn đến, ta cố ý ở đây chờ ngươi, đều nhanh không đợi được kiên nhẫn. Lại không dọa được ngươi, không tốt đẹp gì chơi. Tiểu nha đầu nói liên miên lại nhải của trách, đỏ chói tiểu trụy quyệt. Ngược lại là hù đến Lâm Tịch Phàm. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, đưa tay vuốt vuốt Phương Du Mỹ cái đầu nhỏ, mặt mũi tràn đầy đều là yêu thương chi ý. Phương Du Mỹ mặc áo sơ mi trắng, màu xanh da trời váy ngắn, màu trắng giày chơi bóng, khắp nơi đều hiện lộ rõ ràng nàng ở trường tiểu nữ sinh thân phận, thực tế cùng trường hợp này có chút không đáp giới. Khách nhân khác ai không phải y quan sợ sở, nhưng đối với Phương Du Mỹ mà nói, những này căn bản là không quan trọng. Ở đây cơ hồ tất cả nữ khách, vô luận tuổi tác trang phục, liền không có ai có thể so Phương Du Mỹ càng thêm chói lóa mắt. Đoan trang trời sinh, người khác trừ đố kỵ, cũng chỉ còn lại có ao ước. Nhắc tới cũng kỳ, Tiêu Phàm như thế khẽ vươn tay, tiểu nha đầu lập tức liền cười hì hì, trở nên thập phần vui vẻ, tiến lên giữ chặt Tiêu Phàm tay, thật giống như dính người tiểu muội muội. Cũng không ai cảm thấy có cái gì không đúng. Nàng lúc đầu như vậy thiên chân khả ái. Phương Thúc Thúc cũng đã đến rồi sao? Tiêu Phàm tùy ý nàng cầm bàn tay của mình, theo miệng hỏi. Không, cha ta tại cửa sắt đâu, bận rộn công việc. Mẹ ta đến, Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu. Nhiều Vũ Đình giao du rộng lớn, cùng Lâm Tịch Phàm trưởng bối hoặc là cùng Diệp Khí Vân vợ chồng quan hệ mật thiết, hoàn toàn có khả năng. Vượt quá Tiêu Phàm dự kiến chính là, trước tới tham gia cái yến hội này thế gia hào môn trưởng bối thật đúng là không ít, chẳng những Nhiêu Vũ Đình đến, thậm chí ngay cả hắn lão tử Tiêu Trạm Tiêu bộ trưởng đều lộ mặt, còn có Lục Hồng cũng tại. Gần bên trong hai cái bàn lớn chung quanh, ngồi những trưởng bối này, Diệp Khí Vân tự mình tiếp khách. Mặc dù là tiệc đứng sảnh, nhất định phải chia nhỏ, chỗ ngồi cũng có chủ thứ chi phân. Diệp Khí Vân, Tiêu Trạm, Lục Hồng bọn người, gì ngang phần. Nói thế nào cũng phải có chỗ khác nhau. Phòng ăn phương diện liền dùng loại phương thức này đến hiển lộ rõ ràng cái này hai bàn khách nhân tôn quý. Trừ cái đó ra, còn có một thứ cũng là không giống bình thường, cái này hai cái bàn tử chung quanh, đứng mấy tên người mặc đồng phục nhân viên phục vụ, tùy thời chuẩn bị vì khách nhân cung cấp phục vụ. Cái này cũng là bình thường tiệc đứng sảnh không có hạng mục, vì mấy vị này đại lão lâm thời tăng thêm phục vụ. Mắt thấy nhà mình khuê nữ cùng Tiêu Phàm tay nắm đi tới, Nhiêu Vũ Đình hơi mở miệng cười chào hỏi, Tiêu Phàm đến rồi. Nhiêu A Di tốt, Tiêu Phàm vội vàng hướng Nhiêu Vũ Đình cúi đầu làm lễ. Giản Tú Hoa nhìn thấy nhi tử, tự nhiên là mặt mày hớn hở, Tiêu Trạm lại nhíu mày. Người tới thì tới tốt, cùng người ta tiểu cô nương tay cầm tay làm gì? Phương Du Mỹ mặc dù ngây thơ lãng mạn, tổng cũng 16-17 tuổi, tại cái này táo bạo xã hội, 16-17 tuổi cũng không thể tính là hoàn toàn tiểu cô nương. Mấu chốt song Phương gia thế còn tại đó, nếu là lan truyền ra ngoài. Nói Tiêu gia cái kia đạo sĩ đang đánh người ta Phương gia tiểu nha đầu chủ ý, lại gọi Tiêu Trạm một gương mặt mo để nơi nào. Tiêu gia cái này bất tranh khí đích trưởng tôn, chẳng những hồ nháo xuất gia, hiện tại còn không bằng cầm thú, mục tiêu nhắm ngay thiếu nữ vị thành niên. Bất quá nhiều Vũ Đình tựa hồ cũng không có không vui, Tiêu Trạm cũng không thể tùy tiện phát tác. Có một số việc, không thể làm đoàn người mặt phát tác, nếu không liền làm phải không dễ thu thập, chỉ có thể trong âm thầm đóng cửa lại để giáo huấn. Xem chừng Nhiêu Vũ Đình cũng là ý tứ như vậy, trên mặt không có gì, trong đầu không biết cỡ nào phẫn nộ. Lão Tiêu nhà chỉ có ngần ấy gia giáo, mặc dù không có trước mặt mọi người phát tác, Tiêu Phàm cho lão tử nhà mình cúi người chào vấn an thời điểm, Tiêu Trạm một gương mặt hay là tấm xuống dưới, nhẹ nhàng hừ một tiếng, xem như cho cái này ra hỏa đề tỉnh một câu. Đối với Tiêu Trạm không vui, Tiêu Phàm tự nhiên là lòng dạ biết rõ, lại không thật nhiều chỗ giải thích. Lúc này giải thích, coi như làm bị thương Phương Du Mỹ mặt mũi, tiểu nha đầu được nhiều không có ý tứ. Trừ Tiêu Trạm bên ngoài, mấy vị khác trưởng bối đối Tiêu Phàm thái độ cũng khác hẳn khác thường. Diệp Khí Vân mỉm cười gật đầu, xem như cho Tiêu Phàm đáp lễ. Bất quá mặc cho ai nấy đều thấy được, Diệp Khí Vân cái này mỉm cười cùng khách khí đều là thuần lễ tiết họ, hoàn toàn là xem ở Tiêu Trạm cùng lão Tiêu gia trên mặt mũi, đối với Tiêu Phàm bản nhân, Diệp Khí Vân thái độ vẫn giống như trước kia. Diệp Khí Vân không phải Tiêu gia thân thích, đối Tiêu Phàm cũng liền chưa nói tới cỡ nào căm hận, nhưng cũng tuyệt không thân cận. Diệp Khí Vân làm người đoan chính, làm việc chính phái, chỉ sợ cùng Tiêu Trạm đồng dạng, tại ở sâu trong nội tâm đối lão Tiêu nhà vị này trưởng tôn ly kinh phản đạo rất xem thường.
ngươi liền quy củ dựa theo trong nhà an bài làm cái cán bộ không tốt sao? Tương lai làm sao cũng có thể hỗn cái không lớn không nhỏ lãnh đạo. Không phải như thế lập dị, đi học cái gì nói. Ngược lại là Tiêu gia nhị tiểu tử, rốt cục cải tà quy chính, xuống nông thôn rèn luyện đi. Cái này liền rất tốt sao? Đây mới là lão Tiêu gia tử tôn, mà Lục Hồng đối Tiêu Phàm thái độ, hoàn toàn khác biệt, cứ việc cũng chỉ là mỉm cười cho Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nhưng mọi người cũng nhìn ra được, Lục Hồng cái này mỉm cười là xuất phát từ nội tâm, 10 điểm thân thiện. Tiêu Phàm, đến, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Cao chủ nhiệm, Cao Thiên nhìn giáo sư. Nổi tiếng trung y chuyên gia, đến phiên Lục Hồng bên người một vị tóc trắng phơ lão tiên sinh thời điểm, Lục Hồng rất nhiệt tình cho Tiêu Phàm giới thiệu. Cao giáo sư, ngài tốt, Tiêu Phàm hơi hơi có chút mờ mịt, thực tế có chút không nhớ nổi, vị này Cao Thiên nhìn giáo sư là thần thánh phương nào. Ngược lại cũng không phải nói, mỗi một vị trung y chuyên gia, Tiêu Phàm đều nhất định phải nhận biết hoặc là nghe nói qua, nhưng người này xuất hiện tại Diệp Linh đính hôn trên yến hội, còn công nhiên cùng Diệp Khí Vân, Tiêu Trạm, Lục Hồng cùng tỉnh bộ cấp quan lớn ngồi cùng một chỗ, nghiễm nhiên cao nhân, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, có thể thấy được là vị nhân vật không tầm thường. Làm sao Tiêu Nhất Thiếu đối Cao giáo sư thật không có gì ấn tượng. Chương 257, ngạo khí Cao giáo sư. Cao giáo sư rất ngạo khí, vị này trung y chuyên gia nhìn qua tuổi chừng tại 65 tuổi đến 80 tuổi ở giữa, râu bạc trắng tóc trắng, mặt đỏ lên, tinh thần quắc thước, hướng Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu, thần thái ngạo nghễ, tựa hồ không thế nào đem vị này Tiêu gia vãn bối để vào mắt. Lục Hồng vội vàng nói, Cao giáo sư, Tiêu Phàm là quốc gia tông giáo cục trưởng phòng. Đối trung y châm cứu rất có nghiên cứu. Đặt trước kia, đối Tiêu Phàm cái này tông giáo cục cái gọi là trưởng phòng thân phận, đoàn người đều giữ kín như bưng, tránh chi duy sợ không kịp. Hiện tại Lục Hồng trước mặt mọi người nói ra, cũng tuyệt đối là một mảnh hảo tâm. Từ khi Tiêu Phàm chữa khỏi đầu của hắn đau nhức bệnh dữ về sau, tại Lục Hồng trong mắt, Tiêu Phàm cũng không tiếp tục là giả thần giả quỷ thần côn, mà là hàng thật giá thật quốc học nhà nghiên cứu, thậm chí có thể xưng cao nhân đắc đạo. Đã làm trung y cao giáo sư có thể cùng bí thư tỉnh ủy, các bộ và ủy ban trung ương thủ trưởng đặt song song, như vậy Tiêu Phàm cũng lẽ ra đạt được vốn có tôn trọng. Châm cứu, cao giáo sư cười ha ha một tiếng, có chút xem thường. Trung y vẫn là phải giảng cứu vọng văn vấn thiết, kiến thức cơ bản vững chắc. Về phần cái khác kỹ xảo, cuối cùng đều là tiểu đạo, không đáng tốn hao quá nhiều tinh lực đi nghiên cứu, tối đa cũng liền làm cái phụ trợ tác dụng đi. Ha ha, Tiêu trưởng phòng tuổi còn trẻ. Cũng đã là cán bộ lãnh đạo, tiền đồ bất khả hạn lượng A. Cái này một câu cuối cùng là khích lệ Tiêu trưởng phòng một phen. Bất quá rất rõ ràng, tại Cao Thiên nhìn xem ra, Tiêu Phàm cũng chỉ có cái này quan phương lãnh đạo chức vụ đáng giá hắn khen bên trên một câu, về phần cái gọi là châm cứu chi thuật, để người ta cao giáo sư dùng con mắt nào đến xem đâu. Tiêu Phàm ngược lại cũng không giận, gật đầu nói, cao giáo sư nói rất có đạo lý, vọng văn vấn thiết là trung y chẩn bệnh cơ sở. Trung y thường dùng thuốc cứ như vậy mấy chục vị, không đến 100 vị, hàn chứng dùng những này thuốc, chứng nhiệt cũng dùng những này thuốc, dùng đối liền trị bệnh cứu người, dùng sai liền khá là phiền toái. Mấu chốt còn tại ở chẩn bệnh chính xác, bất quá lời nói này, Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không trước mặt mọi người nói ra được. Tiêu Nhất Thiếu nhưng thật ra là rất người phúc hậu, hiển nhiên vị này cao giáo sư cũng là bởi vì hắn học vấn cùng học thuật địa vị mới được cùng đại tướng nơi biên cương bộ vị thủ trưởng bình khởi bình tọa. Tiêu Nhất Thiếu tự nhiên sẽ không đi cùng người ta tranh đoạt cái này học thuật địa vị. Người đều đã là lão Tiêu gia tử đệ, coi như cái gì cũng không biết, nơi này cũng có người một chỗ cắm rùi, cần gì phải lại đi nện bát ăn cơm của người khác. Nhưng là Lục Hồng hiển nhiên không cho là như vậy. Hắn cố ý đem Tiêu Phàm dẫn giới cho Cao Thiên nhìn, là muốn để Tiêu Phàm tại đoàn người trước mặt có mặt mũi, các ngươi đừng ở đem Tiêu gia vị này đích trưởng tôn xem như ly kinh phản đạo thần côn A, người ta học chính là trung y châm cứu, chính tông quốc túy. Nhưng cái này họ cao gia hỏa không phối hợp A, vậy mà ngay trước Tiêu Trạm cùng Giản Tú Hoa mặt nắm bên trên, Lục Hồng nhưng liền có chút xấu hổ, làm không tốt, Tiêu Trạm cùng Giản Tú Hoa còn tưởng rằng hắn cùng cái này Cao Thiên nhìn hát đôi, cố ý gọt Tiêu Phàm ra mặt, thay đổi biện pháp sơ Tiêu Trạm mặt mũi. Cao giáo sư, cũng không thể nói như vậy, bất kỳ cái gì đồng dạng kỹ thuật, chỉ cần học được nhà, có thể học để mà dùng, đó chính là tốt kỹ thuật. Không nói gạt ngươi, ta trước kia có cái bệnh nhức đầu. Nhìn không ít bác sĩ, trung y tây y đều nhìn qua, đều không hiệu quả gì. Về sau là Tiêu Phàm dùng châm cứu cho ta trị tốt, rất linh, triệt để trị tận gốc, đến bây giờ cũng không có tái phát. Lục Hồng vừa cười vừa nói, nhìn về phía Cao Thiên nhìn ánh mắt, nhiều ba phân nghiêm khắc.
Ai ngờ Cao Thiên nhìn tựa hồ căn bản liền nhìn không hiểu Lục Hồng ánh mắt, lập tức nói, Lục Bộ trưởng, đối trung y mà nói, chỉ cần không có sinh khối u, đau đầu không phải cái gì thói xấu lớn, ngược lại là Tây y sẽ làm rất bệnh nghiêm trọng chứng mà đối đãi. Lục Bộ trưởng nhìn không ít bác sĩ, chỉ sợ đều không có tìm đối thích hợp. Lời này ngụ ý chính là nói, ngài muốn là lúc trước trực tiếp tìm ta, ta đã sớm cho ngài chữa khỏi, cần phải cái gì châm cứu. Lục Hồng sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút không dễ nhìn. Cái này họ Cao, niên kỷ cũng lão đại không tiểu, làm sao như vậy không có ánh mắt. Coi như người thật sự là thiên cổ khó cầu thần y, ngươi cho ta cái mặt mũi, khích lệ Tiêu Phàm vài câu, cứ như vậy khó a. Có thể thiếu ngươi một miếng thịt, nhất định phải dạng này cùng ta vặn lấy. Diệp Khí Vân mỉm cười nói, Lục Bộ trưởng, Cao giáo sư là chiều nay y dược công ty tổng cố vấn, quốc gia trung y viện nghiên cứu viên. Kinh nghiệm là rất phong phú. Ta người trong nhà nếu là có cái đau đầu nhức óc mau bệnh, bình thường đều là mời Cao giáo sư cho cái toa thuốc, rất hữu hiệu. Mắt thấy Lục Hồng thần sắc không vui, Diệp Khí Vân không thể không ra mặt tới giải vây. Cái gọi là chiều nay y dược công ty, đúng là hắn con rể Lâm Tịch Phàm kinh doanh cái kia y dược công ty, cái này Cao Thiên nhìn mấy năm gần đây thường xuyên tại trên TV lộ diện, khắp nơi làm tọa đàm, danh khí rất lớn, trùng hợp cho Diệp Khí Vân nhìn qua một lần bệnh. Có chút hiệu quả, liền trở thành Diệp gia chỗ ngồi khách quý, Lâm Tịch Phàm tại Diệp gia cùng Cao Thiên nhìn nhận biết về sau, hai người trò chuyện vui vẻ, liền là thuê Cao Thiên nhìn vì y dược công ty tổng cố vấn. Làm người ngạo khí, ngược lại là Cao Thiên nhìn bệnh cũ, cũng không phải là hôm nay mới có. Bất quá tại Diệp Khí Vân xem ra, Cao Thiên nhìn ngạo khí đó cũng là có bản lĩnh biểu hiện, một chút có năng lực người, thường thường cũng có tính tình. Tổng so Tiêu Phàm dạng này muốn tốt. Về phần Tiêu Phàm dùng thuật châm cứu cho Lục Hồng chữa khỏi bệnh nhức đầu, Diệp Khí Vân vẫn chưa tận mắt nhìn thấy, nói thực ra không phải như vậy tin tưởng. Cho dù có chuyện như vậy, cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. Chẳng lẽ Tiêu Phàm tại y thuật bên trên tạo nghệ, còn có thể so Cao Thiên nhìn càng cao không được. Cùng Tiêu ra cái khác trưởng bối đồng dạng, Diệp Khí Vân đối Tiêu Phàm rất không tán đồng. Đương nhiên, nếu Tiêu Phàm cùng Uông gia trưởng tôn Uông Thuật đều như thế, đi con đường hoạn lộ, từ lại coi là chuyện khác. Diệp Khí Vân tự mình ra mặt vì Cao Thiên nhìn chỗ dựa, Lục Hồng lại có đầy bụng khó chịu cũng chỉ có thể mạnh tự kiềm chế, gật đầu cười, không cần phải nhiều lời nữa. Lại vô luận như thế nào cũng không chịu theo Diệp Khí Vân câu chuyện, cũng đối Cao giáo sư thần kỹ tán thưởng vài câu. Luận đến ngạo khí, Lục Bộ trưởng so với ai khác kém. Lục Hồng khó chịu, Phương Du Mỹ càng khó chịu, tiểu nha đầu rất không khách khí chừng Cao Thiên liếc mắt một cái, nếu như không phải là bởi vì nàng đối trung y thực tế nhất khiếu bất thông. Chỉ sợ sớm đã gia nhập chiến đoàn, hướng về phía Cao Thiên nhìn lại. Ai, ngươi sẽ châm cứu a? Bất quá chừng Cao Thiên liếc mắt một cái về sau, tiểu cô nương hứng thú lập tức liền bị châm cứu hấp dẫn, lôi kéo Tiêu Phàm ống tay áo, thấp giọng hỏi, hết sức tò mò dáng vẻ. Người này thật sự là thần kỳ, liệu sự như thần, thân thủ cao siêu, hiện tại ngay cả châm cứu cũng sẽ. Tại tiểu nha đầu trong mắt, Tiêu Phàm quả thực thành một cái bảo khố. Không chừng lúc nào liền có thể ra bên ngoài móc ra điểm chưa bao giờ thấy qua bảo bối tới. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, kia, châm cứu đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Nguyên lý làm việc là cái gì? Tiểu nha đầu hóa thân trở thành một vị rất có nghiên cứu tinh thần học sinh tốt. Tiêu Phàm thuận miệng giải thích nói, châm cứu chính là lấy đặc chế kim châm kích nhân thể huyệt vị, đạt tới chữa bệnh mục đích. Vậy ta về sau nếu là bệnh, liền tới tìm ngươi, ngươi dùng châm cứu chữa bệnh cho ta có được hay không? Tiêu Phàm không khỏi bật cười, tiểu cô nương tư duy thật đúng là nhảy vọt họ. Nhiều Vũ Đình sáng giọng, tiểu Mỹ, chứ có nói hưu nói vượt, người như vậy nhỏ, sẽ xảy ra bệnh gì? Phương Du Mỹ lập tức phản bác mẹ, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, người đừng như vậy mê tín có được hay không? Nào có người cả một đời không sinh bệnh, hiện đặt vào một cái tốt lang trung tại, ta khẳng định phải sớm hẹn trước a. Miễn cho đến lúc đó tiêu thần y bận quá, không có thời gian xem bệnh cho ta. Tiêu thần y, người nói có đúng hay không? Tiêu Phàm không khỏi giận xem líu lưỡi. Làm sao không cẩn thận, mình lại trở thành tiêu thần y rồi. Bất quá Phương Du Mỹ bảo vệ cho hắn nỗi khổ tâm, lại là rõ ràng. Vũ Đình a, tiểu Mỹ rất hoạt bát rất đáng yêu. Ngồi tại Diệp Khí Vân yêu bên người thân một vị trung niên nữ sĩ, liền cười đối nhiêu Vũ Đình nói. Nhìn qua, Lâm Tịch Phàm tướng mạo cùng vị này trung niên nữ sĩ giống nhau đến mấy phần, hẳn là Diệp Khí Vân bà thông gia. Nghe nàng đối nhiều Vũ Đình xưng hô, tựa hồ lẫn nhau ở giữa cũng là rất quen thuộc. Nhiều Vũ Đình nói, nàng a, chính là bị làm hư, thích hồ nháo.
Phương Du Mỹ liền nhếch miệng, cũng lười cùng lão mụ lý luận, chỉ là duỗi ra tinh xảo đầu ngón tay tại Tiêu Phàm trong lòng bàn tay móc ngứa. Tiêu Phàm sẽ tới tham gia đêm nay yến hội, tại Phương Du Mỹ mà nói, thực tế là niềm vui ngoài ý muốn. Tiểu cô nương hiện tại lòng tràn đầy vui vẻ, bình thường sự tình, không thèm để ý. Đối cùng loại tụ hội, Tiêu Phàm hứng thú kỳ thật cũng không lớn. Hắn là cố ý vì lão Tiêu nhà phát triển nhân mạch, lại không có nghĩa là hắn sẽ rất tình nguyện tham gia những này tụ hội. Nói thật, Tiêu chân nhân thật lãng phí không dậy nổi nhiều thời gian như vậy. Mắt thấy Phương Du Mỹ đối Tiêu Phàm rất là không muốn xa rời, Nhiều Vũ Đình liền hỏi, Tiêu Phàm a, Trần Dương đâu? Hai người kết giao phải thế nào rồi? Bất kể nói thế nào, Trần Dương là Nhiều Vũ Đình cho Tiêu Phàm giới thiệu đối tượng, thân là bà mối, tổng cũng phải quan tâm một chút mới đúng. Lại nói, chỉ cần xác định Tiêu Phàm cùng Trần Dương tại yêu đương, Phương Du Mỹ cùng Tiêu Phàm thân cận một điểm cũng không có cái gì. Tiểu hài tử tâm tính mà, nhưng nếu như Tiêu Phàm cùng Trần Dương ở giữa không có tiếp tục, vậy coi như muốn đề cao cảnh giác, cẩn thận một chút. Người tuổi trẻ bây giờ, sớm rất quen thuộc, cứ việc Nhiều Vũ Đình đối Tiêu Phàm cùng Phương Du Mỹ đều rất tin được, nhưng mà mọi thứ không sợ nhất vạn liền sợ vạn nhất, nhất là nam nữ trẻ tuổi ở giữa, tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Tiêu Phàm vội vàng đáp, Nhiều A-di, Trần Dương tối nay có nhiệm vụ, không có thời gian. À, làm việc quan trọng, Nhiều Vũ Đình liền thở phào nhẹ nhõm, nói. Mặc dù Tiêu Phàm không trả lời thẳng vấn đề của nàng, nhưng từ Tiêu Phàm lời này bên trong cũng có thể phân tích được đi ra, Tiêu Phàm cùng Trần Dương ngay tại kết giao, không phải Tiêu Phàm có thể nào đối Trần Dương tình huống quen thuộc như vậy. Ngay cả tối nay có nhiệm vụ đều rất rõ ràng, nếu là không có nhiệm vụ, có lẽ Tiêu Phàm liền cùng Trần Dương cùng đi có mặt cái yến hội này. Giản Tú Hoa lại là có chút không vừa ý, nhíu mày nói, làm sao bọn hắn an toàn bộ môn, trong đêm đều sẽ có nhiệm vụ. Nữ hài tử ra nhà, vẫn là phải sinh hoạt quy luật một điểm mới tốt. Có quan hệ Trần Dương tình huống, Nhiều Vũ Đình đã sớm hướng Giản Tú Hoa thông báo qua. Cho Giản Tú Hoa giới thiệu con dâu, sao có thể đem nhà gái tình huống giấu giếm người ta cái này bà. Không có đạo lý như vậy. Giản Tú Hoa lại là đang lo lắng, về sau Tiêu Phàm cùng Trần Dương kết hôn, Trần Dương hay là như thế sinh hoạt không có quy luật, coi như không tốt. Ai tới chiếu cố con trai của nàng? Tiêu Phàm mỉm cười nghe các trưởng bối nói chuyện, bỗng nhiên lòng bàn tay truyền đến một trận nhói nhói, vội vàng quay đầu nhìn lại, lại chỉ thấy Phương Du Mỹ mân mê miệng nhỏ, nghiêng đầu đi, tựa hồ là sinh khí. Chương 258, chứng nhiệt hàn chứng. Tiêu Phàm lập tức lại nhức đầu, cứ việc tại chuyện nam nữ bên trên, Tiêu chân nhân là thái điểu, nhưng Tiêu chân nhân tuyệt đối không phải đồ đần, Phương Du Mỹ vì sao bỗng nhiên sinh khí, Tiêu Phàm hay là biết nguyên nhân. Xem ra bất luận lớn tuổi nhỏ, ăn dấm là nữ nhân họ gốc. May mà Diệp Linh kịp thời lộ diện, hóa giải bạn học cũ xấu hổ. Lễ đính hôn, Diệp Linh một mực không có lộ diện, xác thực có mấy phân cổ quái. Hiển nhiên khách nhân đều không khác mấy đến đông đủ, yến hội sắp chính thức bắt đầu, thân là đêm nay nhân vật nữ chính, Diệp Linh cũng là không phải lộ diện không thể. Diệp Linh một thân vừa vặn hoa hồng tử lễ phục dạ hội, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, cùng Lâm Tịch Phàm có thể xưng trai tài gái sắc, 10 điểm xứng. Diệp Khí Vân cô nương, vốn là dáng dấp không xấu. Bất quá tại toàn bộ quá trình bên trong, Diệp Linh một mực không có mở miệng nói chuyện, chỉ là mặt mang mỉm cười, lộ ra tương đương thục nữ. Nhìn chăm chú lên bạn học cũ tướng mạo, Tiêu Phàm song mi có chút nhau. Diệp Linh bệnh, cái này liền khó trách tại mình ở lễ đính hôn, nhân vật nữ chính vì cái gì một mực không lộ diện. Nghi thức tương đối đơn giản, dù sao cũng là đính hôn không phải kết hôn. Mà lại nam nữ song phương gia trưởng đều không phải nhân vật bình thường, đương nhiên sẽ không đem một cái lễ đính hôn sẽ nghi thức làm cho quá phức tạp. Diệp Khí Vân sở dĩ đồng ý tổ chức cái này lễ đính hôn sẽ, hơn phân nửa hay là từ tự thân hoạn lộ phương diện đến cân nhắc. Căn cứ Tiêu Phàm hướng lão gia tử nói ra đề nghị, Tiêu Hệ đang chuẩn bị đối người bên trong sự tình tiến hành một lần điều chỉnh cả, Diệp Khí Vân sắp phụng điều vào kinh, tiếp nhận Tiêu Trạm trung tâm vị trí, gánh vác toàn bộ đại phái hệ ở giữa cân đối trách nhiệm. Mà Tiêu Trạm thì có khả năng ngoại phóng bí thư tỉnh ủy, biên giới một phương, thi triển mình chính trị khát vọng. Đã lập tức liền muốn vào kinh, như vậy ở thời điểm này, mượn Diệp Linh đính hôn nghi thức, cùng kinh thành thân bằng hảo hữu tụ hội một phen, liên lạc một chút tình cảm, liền hợp tình hợp lý. Diệp Khí Vân cùng Tiêu Trạm họ cách không giống, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, rất am hiểu xử lý các loại quan hệ nhân mạch. Đương nhiên, cái này có cái tiền đề, đó chính là không trái với nguyên tắc. Tỷ như cái này lễ đính hôn, nếu như không phải là bởi vì Lâm Tịch Phàm mình rất có tiền,
Diệp Khí Vân là sẽ không đồng ý tại hoa nhài hội sở tổ chức. Cái này quá xa hoa, lãng phí quá nhiều. Lâm Tịch Phàm thậm chí đem toàn bộ hoa nhài hội sở đều bao xuống dưới. Tối hôm nay, hoa nhài hội sở không mở cửa bán, chỉ vì Lâm công tử phục vụ. Nếu Diệp Linh hai ngày trước không đột nhiên sinh bệnh, tối nay lễ đính hôn chính là hoàn mỹ không một tì vết. Nghi thức kết thúc về sau, Diệp Linh bồi tiếp phụ thân trở lại bàn ăn bên trên, hướng Tiêu Phàm nở nụ cười xinh đẹp, gật đầu làm lễ. Nói thật, Diệp Linh cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm có thể tới tham gia nàng lễ đính hôn hội. Cứ việc Diệp gia cùng Tiêu gia quan hệ 10 điểm mật thiết, ngày lễ ngày Tết thường xuyên đi lại, từ khi tốt nghiệp trung học về sau, Diệp Linh cũng rất ít lại cùng Tiêu Phàm gặp mặt qua. Trước đây ít năm, Tiêu Phàm cơ hồ không có tại kinh sư thế gia hào môn vòng tròn bên trong bốc lên quá mức. Cao trung lúc đó, thông minh hiếu học, khiêm cung lễ phép mà lại anh tuấn tiêu sái nghi đồng hồ đường đường Tiêu Phàm, thế nhưng là rất nhiều nữ đồng học thầm mến đối tượng. Chỉ có về sau Tiêu Phàm kiên trì ghi danh đạo giáo học viện, mới khiến cho các bạn học giật nảy cả mình, coi là Tiêu Phàm đầu óc ra mau bệnh. Lâm Tịch Phàm liền rất xin lỗi hướng những khách nhân giải thích, thật xin lỗi a, các vị, Tiểu Linh bỗng nhiên yết hầu đau nhức, ngay cả lời đều nói không được, thật có lỗi thật có lỗi. Diệp Linh cũng liền đi theo gật đầu, mặt mũi tràn đầy áy náy, nhìn ra được, nàng đang cố gắng kiềm chế nỗi thống khổ của mình. Nơi này không phải có một vị trung y giáo sư sao? Yết hầu đau nhức cũng không phải cái gì bệnh nặng a. Một thanh âm rất đột ngột vang lên, đoàn người theo tiếng kêu nhìn lại, chính là Phương Du Mỹ, tiểu cô nương mắt to chừng phải tròn căng, thẳng tắp chăm chú vào Cao Thiên nhìn trên mặt, mang theo rất rõ ràng khiêu khích chi ý. Liền vừa rồi, Cao Thiên nhìn tại Tiêu Phàm trước mặt nắm, đã triệt để đem Phương đại tiểu thư đắc tội. Đã ngươi như vậy bản sự, vì cái gì không cho người ta tân nương tử thanh trị hết bệnh đâu? Ngươi hay là Lâm Tịch Phàm y dược công ty tổng cố vấn đâu? Lần này xem như cho tiểu nha đầu đợi cơ hội. Lập tức không chút do dự kêu lên tấm tới. Tiểu Mỹ, Nhiều Vũ Đình lập tức nhăn đầu lông mày, rất không vui quát lớn một tiếng. A, Cao giáo sư đã mở đơn thuốc, phục qua thuốc. Loại này hư hỏa lên cao chứng bệnh, tổng phải từ từ thanh hỏa giải độc, cần phải mấy ngày mới có thể trị tận gốc. Lâm Tịch Phàm vội vàng nói. Cao Thiên nhìn ngóc lên đầu, nói Tịch Phàm, yên tâm tốt, khoang miệng loét, yết hầu sưng đau nhức đều chỉ là vấn đề nhỏ, kiên trì uống thuốc, rất nhanh liền sẽ khỏi hẳn. Đúng vậy, vấn đề lớn không lớn. Lâm Tịch Phàm luôn miệng nói, tựa hồ đối với Cao Thiên nhìn 10 điểm tin phục. Tiêu Phàm nhìn kỹ một chút Diệp Linh tướng mạo, đột nhiên hỏi, Diệp Linh, người có phải hay không có ngoan cố họ khoang miệng loét? Diệp Linh liên tục gật đầu, đưa tay khoa tay, cũng không dám mở miệng. Thực tế cổ họng của nàng bộ vị đã sưng như cái quả đào, ngay cả nửa điểm thanh âm đều không phát ra được. Người kia yết hầu sưng đau nhức gần 2 năm có phải là cũng nhiều lần phát tác? Tiêu Phàm thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng lên, hỏi. Diệp Linh lại gật đầu cuống quýt. Diệp Khí Vân người yêu nhịn không được nói, Tiêu Phàm, làm sao ngươi biết? Nhà ta Tiểu Linh phải cái này khoang miệng loét rất nhiều năm, đi qua không ít bệnh viện, nhìn qua không ít bác sĩ, trung y tây y đều có, lặp đi lặp lại, luôn luôn biết bao. Ai nha, nhưng bị tội. Gần 2 năm, lại tăng thêm cái này yết hầu sưng đau nhức, cũng là lặp đi lặp lại, thật không biết là chuyện gì xảy ra. Lấy ở đâu lớn như vậy hỏa khí a? Nói, liền lắc đầu liên tục, nhịn không được thở dài, thần sắc rất là phiền não. Tiêu Phàm nghiêm mặt nói, a di, khoang miệng loét cùng yết hầu sưng đau nhức nhưng chưa chắc nhất định là hỏa khí nặng. Nhiều khi, thân thể quá hư nhược cũng giống vậy sẽ có cùng loại chứng bệnh xuất hiện. Nhất là ngoan cố họ khoang miệng loét cùng nhiều lần phát tác yết hầu sưng đau nhức, càng thêm có thể là thận âm khô kiệt đưa tới. Tiêu Phàm một câu chưa tất, Cao Thiên nhìn liền cười ha hả. Vuốt vuốt tuyết trắng sợi dâu, nghiêng liếc Tiêu Phàm, nói Tiêu trưởng phòng cái này lý luận thật đúng là tương đối mới lạ. Chiếu ngươi nói như vậy, yết hầu sưng đau nhức không phải chứng nhiệt, ngược lại là hàn chứng rồi. Cái này ta vẫn là lần đầu nghe nói, lập tức liền có người gật đầu phụ họa Cao Thiên nhìn. Thực tế dựa theo trung y lý luận đến nói, yết hầu sưng đau nhức, khoang miệng loét đều là mạnh mẽ chứng nhiệt, cũng chính là dân gian tục ngữ nói phát hỏa. Tại người thế hệ trước bên trong, đây cơ hồ thành một loại nào đó thưởng thức. Tiêu Phàm liếc nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói, Cao giáo sư, nếu như ngươi ngay cả cái này lý luận đều chưa nghe nói qua lời nói, ta thật đúng là có chút kỳ quái. Thận âm suy yếu, thì dương khí vô chỗ phụ thuộc, tất nhiên xông lên, phản ứng ra triệu chứng, liền có khả năng là chứng nhiệt. Không có kinh nghiệm bác sĩ rất dễ dàng chẩn đoán là phát hỏa, cái gì nghiêu hoàng, khổ bách, sưng tê đều dùng tới đi, vậy liền hoàn toàn ngược lại, sẽ chỉ hỏng việc.
Lâm Tịch Phàm mặt bên trên lập tức hiện lên một vòng 10 điểm thần sắc cổ quái, nhìn Cao giáo sư một chút. Cao giáo sư cho Diệp Linh mở đơn thuốc bên trong, nhưng không phải liền là dùng những này khổ hàn dược vật a. Hiện tại dựa theo Tiêu Phàm thuyết pháp này, Cao Thiên nhìn hoàn toàn làm ngược, là lầm xem bệnh ngộ phán. Bất quá Lâm Tịch Phàm rất mau đem ánh mắt thu hồi lại. Vô luận như thế nào, Cao Thiên nhìn mới là đường đường chính chính lão trung y, Tiêu Phàm lại là tại tông giáo cục đi làm, tin ai không tin ai, cái này không bày rõ ra a. Mắt thấy Tiêu Phàm nói năng lỗ mãng, chỉ trích mình, Cao Thiên nhìn lập tức cũng liền không chút khách khí, cười lạnh một tiếng, nói, nguyên lai Tiêu trưởng phòng ngay cả trung y cũng tinh thông như vậy, ngược lại là ta cô lậu quả văn. Chiếu Tiêu trưởng phòng thuyết pháp này, phát hỏa bệnh nhân còn muốn cho hắn ăn nhâm sâm đương quy, thập toàn đại bổ rồi. Tiêu Phàm song mi nhăn lại, không còn để ý không hỏi Cao Thiên nhìn, đối Diệp Linh nói, Diệp Linh, ta cho ngươi tay cầm mạch đi. Vị này Cao giáo sư xem ra là cái cực kỳ tự phụ lại cực kỳ cố chấp người, Tiêu Phàm không muốn cùng hắn làm vô vị miệng lưỡi chi tranh. Diệp Linh lập tức liền do dự, hướng Diệp Khí Vân ném đi cầu trợ ánh mắt. Nói thật, nàng cũng không tin Tiêu Phàm y thuật so Cao giáo sư còn lợi hại hơn. Chỉ là ngay trước Tiêu Trạm cùng Giản Tú Hoa trước mặt, Diệp Linh cũng không biết nên làm cái gì. Nếu thật là trực tiếp cự tuyệt Tiêu Phàm, Tiêu Thúc Thúc cùng Giản A Di trên mặt cần không dễ nhìn. Lúc này, Lục Hồng mở miệng, nói, Diệp Linh a, ngươi để Tiêu Phàm cho ngươi tay cầm mạch, Lục Thúc Thúc có thân thể sẽ, Tiêu Phàm y thuật rất lợi hại. Lục Bộ trưởng đã sớm nhìn Cao Thiên nhìn không vừa mắt. Quả nhiên, Lục Hồng lời vừa nói ra, Cao Thiên nhìn một trương mặt đỏ lập tức biến thành màu gan heo. Nhìn ra được, Cao giáo sư ở sâu trong nội tâm đã 10 điểm phẫn nộ. Nhưng Lục Hồng như thế nào lại để ý hắn phẫn nộ không phẫn nộ? Cũng không nhìn hắn cái nào. Lục Hồng cái này mới mở miệng, Diệp Linh lại không có bàng hoàng do dự chỗ trống. Cái này nếu là không đi qua lời nói, coi như không chỉ là đắc tội Tiêu Phàm, ngay cả Lục Hồng đều muốn trực tiếp đắc tội. Hậu quả như vậy, liền ngay cả Diệp Khí Vân cũng đau đầu hơn. Diệp Khí Vân cười nói, Tiểu Linh, ngươi cùng Tiêu Phàm là bạn học cũ. Bạn học cũ cho ngươi tay cầm mạch, kia là chuyện tốt nha. Diệp Linh mỉm cười gật đầu, chậm rãi đi tới Tiêu Phàm bên người, duỗi ra nhỏ bé yếu đuối thủ đoạn. Diệp Linh là thật gầy yếu, trên cánh tay gầy chưa cả xương, không có thanh xuân nữ lang vốn có loại kia đầy đặn mềm dẻo. Tiêu Phàm duỗi ra ngón tay dài nhọn, khoác lên nàng mạch trên cổ tay, song mi lập tức lại nhíu lên đến, ước chừng thời gian uống cạn nửa chén trà, Tiêu Phàm mới buông ra Diệp Linh mạch cổ tay, mời nàng há mồm. Nhìn một chút lưỡi của nàng rêu, nhưng không có nhìn yết hầu. Tất cả mọi người kìm lòng không đặng dừng lại cúp lấy, rất chân thành nhìn qua Tiêu Phàm. Mạch mảnh mà số, đây là điển hình âm hư. Nói đùa cái gì, mạch số là đại nhiệt, đây là trung y trần bệnh thường thức có được hay không? Tiêu Phàm một câu nói còn chưa dứt lời, Cao Thiên nhìn lập tức không chút khách khí liền cắt đứt, sụ mặt, rất không cao hứng. Tiêu trưởng phòng, người nguyện ý nghiên cứu trung y, đây là chuyện tốt, người trẻ tuổi hiếu học. Hẳn là khẳng định. Nhưng trung y là rất nghiêm túc khoa học, cũng không thể tùy tiện có kết luận. Chẩn bệnh nếu là sai, đằng sau tất cả biện pháp đều đi theo sai. Mạch số làm sao có thể là chứng hư đâu? Tiêu Phàm trầm giọng nói, Cao giáo sư, bình thường đến nói, mạch số đúng là chứng nhiệt. Nhưng người nếu như rất hư nhược thời điểm, nguyên khí lớn hư, mạch này cũng là đếm được. Đây là y thánh tấm trọng cảnh tại tổn thương hàn luận bên trong minh bạch nói ra. Đại Minh tấm cảnh nhạc tại cảnh nhạc toàn thư bên trong cũng nói tới qua dạng này mạch tượng. Chỉ bất quá hậu thế trung y, có rất ít người đi chú ý đầu này thôi. Không nói những cái khác, Diệp Linh hiện tại gầy thành bộ dạng này, đây cũng là nguyên khí lớn hư biểu hiện bên ngoài. Lại dựa theo chứng nhiệt đi trị, muốn xảy ra vấn đề lớn. Chương 259, ứng nghiệm như thần. Lễ đính hôn sẽ nhàn rỗi ở giữa biến thành trung y học biện luận sẽ, xác thực vượt quá mọi người dự kiến. Vấn đề lớn, xảy ra cái vấn đề lớn gì đâu, chẳng lẽ rõ ràng như vậy chứng nhiệt, còn muốn thập toàn đại bổ. Cao giáo sư ngữ khí càng thêm không vui, bất quá vẫn là tận lực khống chế tâm tình của mình, đây đã là xem ở Tiêu gia trên mặt mũi, nếu là thay cái khác trường hợp, một cái không có danh tiếng gì tuổi trẻ tiểu hòa tử có can đảm dạng này chất vấn y thuật của mình, Cao giáo sư đã sớm giận tím mặt, phẩy tay áo bỏ đi. Dưới mắt nha, Cao Thiên nhìn từ sẽ không làm như thế. Chớ nhìn hắn một bộ rất cao ngạo dáng vẻ, tựa hồ ngay cả Diệp Khí Vân Tiêu Trạm Lục Hồng những này tỉnh bộ cấp thực quyền lãnh đạo đều không thế nào để vào mắt, kỳ thật chỉ là làm ra vẻ thôi. Cao Thiên nhìn vốn là cái đặc biệt để ý thế tục vinh hoa người. Sở dĩ đặc biệt ngạo khí, cũng bất quá là thủ đoạn nào đó thôi.
Hiện nay rất nhiều người liền dính chiêu này, người càng là giả thần giả quỷ, cao cao tại thượng, người khác càng là kính sợ có phép. Bình dị gần gũi lãnh đạo hoặc là chuyên gia, luôn luôn để người cảm thấy uy vọng không đủ. Tiêu Phàm, dựa theo người chẩn bệnh, Diệp Linh bệnh này muốn dùng cái gì thuốc? Lục Hồng không chút nào để ý Cao Thiên nhìn, trực tiếp đối Tiêu Phàm nói, lập tức lại tăng thêm một câu, mặc kệ mèo trắng mèo đen, bắt đến chuột chính là tốt mèo. Đã y thánh tấm trọng cảnh đều nói như vậy, khẳng định là có đạo lý. Kỳ thật có quan hệ y thánh tấm trọng cảnh quang huy sự tích, cũng chỉ là ở cấp 3 lịch sử sách giáo khoa bên trong đơn giản đề cập tới, không phải trung y học nhân sĩ chuyên nghiệp, ai có thể nhớ được những này. Nếu như không phải Tiêu Phàm nhắc lên, Lục Hồng đã sớm không nhớ rõ vị này Trương lão phu tử là thần thánh phương nào. Cao Thiên nhìn khẽ nói, Lục Bộ trưởng, đây cũng không phải là nói đùa. Cao Thiên nhìn lời nói còn chưa nói hết, hai mắt lại nhìn về phía Diệp Khí Vân cùng Diệp phu nhân, ý kia rất rõ ràng, hai vị, Diệp Linh thế nhưng là các ngươi khuê nữ, các ngươi là dự định để cho mình khuê nữ cho người ta làm thí nghiệm a. Cao giáo sư tự biết Lục Hồng đã rất không chào đón mình, đành phải hướng Diệp Khí Vân cầu viện. Lục Hồng có thể không nể mặt chính mình, quyết không thể không cấp Diệp Khí Vân mặt mũi. Diệp Khí Vân trầm ngâm không nói, Diệp phu nhân cũng đã lộ ra lo lắng thần sắc, rất uyển chuyển đối Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm a, ngươi là khách nhân, yến hội đã bắt đầu, có quan hệ những này thảo luận, cơm nước xong xuôi rồi nói sau. Đây là cho Tiêu Phàm một cái hạ bậc thang. Cuối cùng, Diệp phu nhân tự nhiên là tin tưởng Cao Thiên nhìn. Người ta kia là đứng đắn 800 trung y giáo sư nha. Tiêu Phàm lắc đầu, nói, A-di, Diệp Linh bệnh tình vốn là rất nghiêm trọng. Tăng thêm hai ngày này lại phục dụng khổ hàn thuốc hạ nhiệt, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nếu như không lập tức trị liệu, chỉ sợ thế nào, Tiêu Phàm, có chuyện nói thẳng. Ra ngoài ý định bên ngoài chính là, lúc này mở miệng nói chuyện vậy mà là Tiêu Trạm, thần sắc hết sức nghiêm túc, không quá đổi hướng Tiêu Phàm ánh mắt, lại hàm ẩn cổ vũ chi ý. Muốn nói phương diện khác, Tiêu Trạm chưa hẳn liền đối đứa con trai này rất có lòng tin, nhưng luận đến y thuật, từ lại coi là chuyện khác. Lúc trước lão gia tử bệnh tình trầm trọng như vậy, ngay cả tổng chuyên gia của bệnh viện tổ đều thúc thủ vô sách, đã dưới bệnh tình nguy kịch thông chi, kết quả bị Tiêu Phàm chữa khỏi. Mắt thấy Cao Thiên nhìn một bộ bình chân như vại dáng vẻ, Tiêu Trạm trong lòng cũng không phải thư thái như vậy. Coi như nhi tử ta là cái thuần túy thùng cơm, hiện đặt vào ta Tiêu Trạm ở đây, làm sao cũng phải cấp mấy phần mặt mũi. Huống chi Tiêu Phàm những cái kia thần kỳ thủ đoạn, Tiêu Trạm là tận mắt nhìn thấy. Trừ cái đó ra, Tiêu Trạm lúc này ra mặt, cũng có phương diện khác cân nhắc. Có lẽ ngay từ đầu, Tiêu Phàm là từ đối với bạn học cũ Diệp Linh quan tâm mới hỏi thăm đến Diệp Linh bệnh tình, nhưng sự tình phát triển đến dưới mắt, đã biến thành làm dối. Dựa theo Diệp phu nhân đề nghị, việc này như vậy dừng lại. Chỉ sợ sẽ tại Diệp Khí Vân vợ chồng trong suy nghĩ lưu lại phi thường ấn tượng xấu, cho rằng là Tiêu Phàm cố ý quấy rối. Đã như vậy, kia cũng không bằng thấy cái chân trương. Nếu như đúng là Tiêu Phàm sai, như vậy Diệp Khí Vân vợ chồng ở trong lòng trách tội tới hắn, cũng không tính oan uổng. Nếu Tiêu Phàm là chính xác, cái kia cao giáo sư chẩn bệnh xảy ra vấn đề, vậy liền chứng minh Tiêu Phàm không phải cố tình gây sự. Có lẽ Diệp Khí Vân vợ chồng đối Tiêu Phàm cảm nhận. Như vậy cải biến cũng không nhất định, Tiêu Bộ trưởng mặt mũi, nhưng cũng là rất quan trọng. Nếu như không lập tức trị liệu, chỉ sợ Diệp Linh chưa hẳn có thể chống nổi cái yến hội này. Tiêu Phàm chậm rãi nói, ngữ khí rất là ngưng trọng. Lời vừa nói ra, lập tức người người biến sắc, Tiêu tiên sinh, không đến mức A. Chốc lát, Lâm Tịch Phàm buồn bực hừ một tiếng, rất không vui nói. Mặc dù hắn đã rất cố gắng kiềm chế phẫn nộ của mình, lại vẫn là không thể tận che đậy. Thực tế cái này Tiêu Phàm quá không ra gì, đây không phải chú người A. Phải biết, hôm nay thế nhưng là Diệp Linh lễ đính hôn. Tại dạng này vui mừng trên yến tiệc, Tiêu Phàm ăn nói lung tung, không khỏi quá suối quẩy. Chẳng lẽ lão Tiêu gia tử đệ, tính cách đều như thế trương cuồng. Đối với Tiêu Phàm, Lâm Tịch Phàm chỉ là gần đây mới nghe nói qua tên tuổi của hắn, nhưng đối với Tiêu Nhị Ca, Lâm Tịch Phàm lại là nghe tiếng đã lâu, nghe nói là rất trương dương một vị hoàn khố đại ca. Xem ra hai anh em này tính cách là đồng dạng, tự cao tự đại, không thèm để ý chút nào người khác cảm thụ. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ta cũng hy vọng không đến mức, nhưng Diệp Linh mạch tượng biểu hiện, thân thể của nàng đã phi thường suy yếu, cao giáo sư lại cho nàng mở 10 điểm khổ hàn thuốc hạ nhiệt, hai lần một góp, xác thực rất nguy hiểm. Tiêu trưởng phòng, nói chuyện phải chịu trách nhiệm. Cao Thiên nhìn giận dữ, lập tức nói, sắc mặt đã âm trầm như nước.
Tiêu Phàm này bằng với là trực tiếp đang chỉ trích hắn là độc hại Diệp Linh kẻ cầm đầu, cái tội danh này lại như thế nào nhận gánh chịu nổi. Dù là biết rõ phải đắc tội Tiêu gia, cũng không thể không cho mình làm sáng tỏ. Trên yến tiệc bầu không khí lập tức trở nên hết sức khó xử. Diệp Khí Vân người yêu vội vàng cấp Lâm Tịch Phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn tranh thủ thời gian dẫn Diệp Linh rời đi nơi này, tránh khỏi trận này tranh luận không về không tiếp tục phát triển tiếp. Ngay trước Tiêu Trạm cùng Giản Tú Hoa trước mặt, nhưng cũng không thể tùy tiện quát lớn Tiêu Phàm. Chỉ có thể khai thác loại này rút củi dưới đáy nổi biện pháp. Lâm Tịch Phàm hiểu ý, đưa tay kéo Diệp Linh, trên mặt miễn cưỡng lộ ra tiếu dung, nói, Lanh canh, chúng ta đi cho những thân thích khác bằng hữu kính cái rượu. Diệp Linh gật gật đầu hướng lên đứng, thần sắc cũng có mấy phân xấu hổ. Thực tế không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này, làm cho tất cả mọi người rất vô vị. Mấu chốt một bàn này khách nhân, đều không phải bình thường. Mình lễ đính hôn sẽ làm thành cái dạng này, Diệp Linh trong lòng tự nhiên cũng rất không thoải mái, đẩy nguyên họa bắt đầu, tựa hồ cũng muốn trách đến Tiêu Phàm trên đầu. Ngoài ý muốn ngay tại Diệp Linh đứng dậy một khắc này phát sinh. Vừa mới đứng dậy, Diệp Linh chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, cả người đứng không vững, ngửa mặt lên trời liền ngã, may mà Lâm Tịch Phàm nhanh tay lẹ mắt, ôm Diệp Linh eo, cái này mới không có ngã xuống, trong chốc lát sắc mặt đại biến. Lanh canh, làm sao rồi? Trong lúc nhất thời, chuẩn tân lang chân tay luống cuống. Những người khác cũng đều hoảng hồn, nhất là hai vị mẫu thân, càng là luống cuống tay chân, thất kinh. Đều đừng hoảng hốt ra, để Tiêu Phàm ca ca cho Diệp Linh tỷ tỷ xem bệnh. Trong lúc bối rối, vang lên một cái thanh âm thanh thúy, lại là Phương Du Mỹ. Một cái bàn này quan lớn cự giả, không có chỗ nào mà không phải là sát phạt quyết đoán nhân vật lợi hại, thời khắc mấu chốt, thế mà còn không bằng một tiểu nha đầu đầu não thanh tình. Tinh tế tưởng tượng, cũng không kỳ quái. Đang ngồi đám người, chân chính không giữ lại chút nào mà tin tưởng Tiêu Phàm, thủ đẩy Phương Du Mỹ. Tiểu cô nương đối Tiêu Phàm ca ca, cơ hồ là khăng khăng một mực sùng bái. Gọi các ngươi không tin Tiêu Phàm. Thế nào, hiện tại ứng nghiệm đi. Lúc này, trừ Tiêu Phàm, các ngươi còn có thể tin tưởng ai đi? Chẳng lẽ còn tin tưởng kia cái gì cậu thí giáo sư không thành? Đúng đúng, Tiểu Phàm, tranh thủ thời gian, lập tức cho Tiểu Linh nhìn một cái. Lần này nói chuyện lại là Giản Tú Hoa, lúc này cũng chỉ có nàng mới tốt phân phó như vậy Tiêu Phàm, mặc dù mang theo mệnh lệnh ngữ khí, nhưng cũng ẩn ẩn hàm mấy phân đắc ý. Nói cho cùng, hay là mình nhi tử chính xác, kỳ thật không cần phân phó. Tiêu Phàm đã chuẩn bị xuất thủ, hàn quang lóe lên, trong tay nhiều ba cái chói liễu diệp tiểu đao. Lâm Tổng, đến, trước hết để cho Diệp Linh tại cái này nằm xuống. Ai, tốt tốt, Lâm Tịch Phàm này sẽ không cùng Tiêu Phàm trừng mắt, ngay lập tức đem vị hôn thê đặt ở một bên trên ghế salon nằm xong. Diệp Linh vẫn như cũ hôn mê, sắc mặt trắng bệch, khắp cả mặt mũi đều là đổ mồ hôi, bờ môi không có nửa điểm huyết sắc, khí tức 10 điểm yếu ớt. Tiêu Phàm đem liễu diệp tiểu đao đâm tiến vào Diệp Linh huyệt vị bên trong, Diệp Linh thân thể ưỡn lên, chậm rãi hồi tỉnh lại, có chút mở mắt, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ không máu, suy yếu vô so. Canh sâm, Tiêu Phàm ngắn gọn phân phó nói. Canh sâm, Lâm Tịch Phàm không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút, đây cũng không phải là tại bệnh viện, mà là tại hội sở, nhất thời bán hội, tới chỗ đó chiêu người tham gia đến nấu canh. Bất quá Lâm Tịch Phàm dù sao cũng là công ty lớn tổng giám đốc. Gặp thời quyết đoán năng lực còn là rất không tệ, lập tức liền nói, hảo hảo, ta lập tức gọi điện thoại để người tặng nhân sâm tới. Hắn mở ra một nhà y dược công ty đâu? Khỏi phải, ngươi để hội sở nấu canh sâm là được, bọn hắn nơi này có thượng hạng dã sơn sâm. Thật sao, có tất cả nhân sâm? Lâm Tịch Phàm còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Đúng, Tiêu Phàm gật gật đầu. Bình thường câu lạc bộ tư nhân chưa chắc có bên trên cùng dã sơn sâm, nhưng Chu lớn thường khẳng định có. Chu gia phụ tử, vốn cũng không phải là phổ thông đầu bếp. Mắt thấy Tiêu Phàm nói đến như thế chắc chắn, Lâm Tịch Phàm liền không chần chờ nữa, vội vàng hướng hội sở nhân viên phục vụ đưa ra nấu canh sâm yêu cầu. Nhân viên phục vụ lĩnh mệnh mà đi, Lâm Tịch Phàm ngẫm lại, cảm thấy không an toàn, lại cầm điện thoại di động lên phát cái tin tức, liệu hẳn là thông chi công ty thuộc hạ, tranh thủ thời gian tặng nhân sâm đến hoa nhài hội sở tới. Vạn nhất Tiêu Phàm đoán chừng sai lầm, cũng không đến nỗi chậm trễ Diệp Linh bệnh tình. Bất quá Lâm Tịch Phàm chiêu này chuẩn bị ở sau rõ ràng là vẽ rắn thêm chân, không đến một khắc đồng hồ, nhân viên phục vụ liền vội vã đầu một cái tinh xảo sứ thanh hoa chung đi tới, bên trong là tràn đầy một chung canh sâm. Nguyên bản chế biến canh sâm 10 điểm tốn thời gian, nhưng bây giờ chờ lấy cứu người, chỉ có thể chấp nhận một chút dùng nồi áp suất hầm canh sâm.
hiệu quả tự nhiên giảm bớt đi nhiều, nhưng cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Lâm Tịch Phàm vội vàng ôm lấy Diệp Linh đầu, đem một chung canh sâm chậm rãi cho nàng cho ăn xuống dưới. Đoàn người đều rất khẩn trương nhìn qua, nhất là Diệp phu nhân, càng là nhìn không chuyển mắt, sợ khuê nữ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. A Di, yên tâm đi, Tiêu Phàm ca ca rất lợi hại. Phương Du Mỹ liền ở một bên an ủi, cả phòng người, chỉ có nàng từ đầu đến cuối đối Tiêu Phàm lòng tin 10 phần. Chương 260, Tiêu Phàm ca ca bạn gái chính là ta a. Cao Thiên nhìn cũng rất khẩn trương, mặc dù hắn một mực tại cười lạnh, ánh mắt nhưng không có nửa khắc rời đi Tiêu Phàm cùng Diệp Linh. Kỳ thật tại Tiêu Phàm dùng ngân châm đâm huyệt chi pháp để Diệp Linh tỉnh lại thời điểm, Cao Thiên nhìn liền biết sự tình muốn hỏng việc. Nguyên lai tưởng rằng Tiêu Phàm chỉ là hơi thông y đạo, hiện tại xem ra, là 10 phần sai. Cuối cùng, hay là lão Tiêu nhà hàng hiệu tử lừa dối Cao Thiên nhìn, tại Cao Thiên nhìn xem ra, thế gia hào môn tử đệ không phải là không có người siêu quần bạt tụy, nhưng chịu tại trung y bên trên chịu khổ cực, còn chưa nghe nói qua. Muốn nói tại hoạn lộ bên trên bỏ công sức, vậy liền rất bình thường. Không ngờ cái này Tiêu Phàm thật đúng là thật sự có tài. Chân chính sốt sáng nhất, tự nhiên hay là Lâm Tịch Phàm. Làm Diệp Linh vị hôn phu, hắn rõ ràng nhất Diệp Linh bệnh tình, bởi vì yết hầu sưng đau nhức, Diệp Linh nuốt 10 điểm khó khăn, cứng rắn chất đồ ăn kia là không cần nghĩ, căn bản ăn không được. Uống nước đều đau đến khó chịu, thỉnh thoảng sẽ nôn mửa. Cái này đắng chát canh sâm, Lâm Tịch Phàm thật lo lắng Diệp Linh sẽ cho phun ra. May mà loại tình hình này vẫn chưa phát sinh, Diệp Linh rất khó khăn đem canh sâm uống vào, trong chốc lát, gầy gò trên gương mặt liền hiện lên hai đoàn đỏ ửng nhàn nhạt. Tựa hồ tinh thần nhiều, hướng Tiêu Phàm nỗ lực cười một tiếng, khàn khàn cuống họng nói Tiêu Phàm, tạ ơn. À, Tiểu Linh có thể nói chuyện. Diệp phu nhân lập tức mừng rỡ, kêu lên. Từ hôm qua bắt đầu, Diệp Linh cũng bởi vì yết hầu sưng đau nhức mà ngậm miệng không nói. Diệp phu nhân đã từng nghĩ muốn hủy bỏ cái này lễ đính hôn, cân nhắc đến mời Tiêu Trạm, Lục Hồng, nhiều vũ đình những người này, do dự mãi, mới quyết định đúng hạn tổ chức hiến hội. Đi bệnh viện kiểm tra qua. Cũng chỉ nói là phát hỏa, không có vấn đề quá lớn. Trung y Tây y đều nói như vậy. Diệp Linh nói như thế bốn chữ, người khác vẫn không cảm giác được phải. Diệp phu nhân ái nữ sốt ruột, nhưng liền biết, thực tế quá hiếm có. Tiêu Phàm khoát tay áo, mỉm cười nói, Diệp Linh, ngươi bây giờ còn chưa có khôi phục, chỉ là thoảng qua bổ sung một điểm nguyên khí. Không cần vội vã nói chuyện, ta cho ngươi thêm cho cái toa thuốc, hảo hảo điều trị một chút. Đúng đúng, Tiêu Phàm. Vậy liền làm phiền ngươi. Diệp phu nhân lại là luôn miệng nói, đối Tiêu Phàm thái độ khác hẳn khác thường. Sớm có nhân viên phục vụ dâng lên giấy bút, cung thỉnh Tiêu thần y cho toa thuốc. Tiêu Phàm nhấc bút lên đến, vung lên mà liền, hết thảy mở hai cái toa thuốc, đưa cho Lâm Tịch Phàm. Nhìn kỹ một chút, cũng không phải cỡ nào phức tạp, đều là chút thường gặp dược vật. Cái thứ nhất đơn thuốc bên trong, có thục địa, cây ngưu tất, thiêu đốt cam thảo, trạch tả, nhục quế, chế phụ tử. Cái thứ hai đơn thuốc thì là nhân sâm, thục địa, đương quy, trắng thuật, thiêu đốt cam thảo. Lâm Tịch Phàm dù sao cũng là y dược công ty tổng giám đốc, ngày bình thường đối trung y đơn thuốc cũng không phải hoàn toàn không biết gì. Nhìn hai cái này đơn thuốc, không khỏi hơi kinh ngạc, trần chờ nói, Tiêu trưởng phòng. Cái này, hai cái này đơn thuốc, đều là ấm bổ. Nói cho cùng, Lâm Tổng vẫn là không thể hoàn toàn tin tưởng, Diệp Linh là hàn chứng không phải chứng nhiệt. Chẳng lẽ khoang miệng loét cùng yết hầu sưng đau nhức đều không phải phát hỏa tạo thành. Cái này thật có chút phá vỡ mọi người thường thức a. Tiêu Phàm cười cười, nói, không sai, đây là hai cái ấm bổ đơn thuốc. Cái thứ nhất đơn thuốc là trấn âm sắc, người lập tức phái người bốc thuốc, lập tức sắc ra, dùng khối băng lạnh một chút, nhanh chóng để Diệp Linh uống hết. Cái này trấn âm sắc ăn ba phục, trời tối ngày mai đổi cái thứ hai đơn thuốc. Xem chừng có chừng 10 ngày, Diệp Linh bệnh cơ bản liền có thể khỏi hẳn. Về sau phải chú ý bảo dưỡng, ăn uống điều độ giảm béo những này, đều muốn vừa phải, không thể quá mức. Thấy Tiêu Phàm nói đến như thế chắc chắn, Lâm Tịch Phàm không còn dám chất vấn, liên tục gật đầu xưng là. Bất kể nói thế nào, là Tiêu Phàm dùng phương pháp châm cứu cứu tỉnh Diệp Linh, một chung canh sâm uống hết, Diệp Linh lập tức liền có thể mở miệng nói chuyện, sự thật bày ở trước mắt, không phải do Lâm Tịch Phàm không tin. Đơn thuốc cho ta xem một chút, Diệp Khí Vân bỗng nhiên nói. Lâm Tịch Phàm liền vội vàng đem đơn thuốc hai tay dâng lên. Ánh mắt của mọi người cũng đều rơi vào Diệp Khí Vân trên mặt, lại nhìn uy nghiêm nặng nề Diệp thư ký, đối này có gì ngôn từ. Diệp Khí Vân nhìn kỹ Tiêu Phàm mở hai tờ đơn thuốc, từ chối cho ý kiến, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm,
trầm ngâm nói, Tiêu Phàm, dựa theo ngươi chẩn bệnh, Diệp Linh bệnh này là hàn chứng, thân thể suy yếu đưa đến. Thế nhưng là, vì cái gì thể hư sẽ dẫn đến yết hầu sưng đau nhức cùng khoang miệng loét đâu? Đạo lý này, ngươi có thể hay không cho chúng ta giải thích giải thích? Tiêu Phàm liền hướng Diệp Khí Vân khom người một chút, không chậm không nhanh nói, được rồi, Diệp bá bá. Kỳ thật nguyên lý này cũng không phức tạp, dựa theo trung y lý luận, trong thân thể đều có âm dương nhị khí. Khi âm dương nhị khí cân bằng thời điểm, người chính là khỏe mạnh. Diệp Linh cái bệnh này, chủ yếu là thận âm hư. Âm khí không đủ, dương khí cũng liền vô sở quy theo, tại thận bên trong không ở lại được, liền chạy. Chạy chỗ nào đâu, đi lên trên, liền dẫn đến yết hầu nhiễm trùng, khoang miệng loét cùng triệu chứng xuất hiện. Ta nhìn Diệp Linh bệnh này không phải một năm hai năm, hẳn là thật nhiều năm, ngoan cố tính khoang miệng loét. Diệp Linh lập tức liền gật đầu cuống quýt, trên mặt lộ ra 10 điểm bội phục thần sắc. Rất nhiều bác sĩ đều có một cái tư duy xu hướng tâm lý bình thường, cho rằng khoang miệng loét, yết hầu sưng đau nhức những bệnh này khẳng định là phát hỏa, là chứng nhiệt. Kỳ thật cũng không nhất định, đoán chừng Diệp Linh nếm qua không ít thanh hỏa dược vật, kết quả liền đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thân thể càng ngày càng hư, dương khí đều chạy lên, bệnh tình này liền lặp đi lặp lại, càng ngày càng nghiêm trọng. Bất kỳ một cái nào bệnh, chẩn bệnh là bước đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất một bước này đúng, phía sau xử trí phương pháp mới chính xác. Chẩn đoán được sai, đằng sau tất cả biện pháp đều là sai. Thanh hỏa thuốc mở càng nhiều, phân lượng dưới phải càng nặng, đối thân thể tổn hại cũng lại càng lớn. Tiêu Phàm một nói đến đây, ánh mắt của mọi người đều kìm lòng không đặng hướng Cao Thiên nhìn sang. Chỉ thấy Cao giáo sư hai tay ôm ngực, ngẩng lên thật cao đầu, khắp khuôn mặt là khinh thường chi ý, lại là ngược lại con lửa không ngã đỡ. Bất quá hơi một cẩn thận, liền có thể nhìn ra được, Cao giáo sư thân thể đang không ngừng nhẹ nhàng run run, rất hiển nhiên Cao giáo sư nội tâm tuyệt không như hắn bên ngoài đồng hồ như thế bình tĩnh. Đúng vậy a, lang băm hại người, nhất định phải cẩn thận. Giản Tú Hoa lập tức phụ họa theo đuôi, Lá phu nhân đã từ Diệp Khí Vân trong tay tiếp nhận đơn thuốc, lại đưa cho Lâm Tịch Phàm, liên thanh thúc giục, nói Tịch Phàm, lập tức gọi người bốc thuốc, nhanh lên nhanh lên. Chiếu Tiêu Phàm vừa mới nói, tựa hồ thuốc này chỉ cần một ăn vào, hiệu quả kia là hiệu quả nhanh chóng. Diệp phu nhân mẫu nữ liên tâm, tự nhiên là nửa khắc cũng không nguyện ý trì hoãn, hận không thể khuê nữ lập tức liền khỏi hẳn. Được rồi tốt, Lâm Tịch Phàm cũng không dám thất lễ, liên tục gật đầu. Một bên phân phó nhân viên phục vụ đem Diệp Linh đỡ xuống đi nghỉ ngơi, một bên điện thoại triệu hoán công ty viên chức lập tức chiếu đơn bốc thuốc. Thật vất vả, rốt cục an yên tĩnh. Lâm Tịch Phàm phụ mẫu cùng Diệp Khí Vân vợ chồng liền chào hỏi khách khứa uống rượu dùng cơm, trong nhà ăn bầu không khí một lần nữa trở nên nhiệt liệt lên. Bất kể nói thế nào, hôm nay là Diệp Linh cùng Lâm Tịch Phàm lễ đính hôn, cũng nên chiêu đãi hiếu khách nhân tài là chính đạo. Ước chừng mấy mươi phút quá khứ, Lâm Tịch Phàm bỗng nhiên bồi tiếp Diệp Linh cùng một chỗ tới, Diệp Linh tái nhợt hai gò má có đỏ ửng, trên mặt cũng treo mỉm cười, cùng vừa rồi bộ dáng yếu ớt, quả thực tưởng như hai người. Lâm Tịch Phàm càng là vui vẻ ra mặt, mừng rỡ miệng không khép lại tới. Tiểu Linh, tốt rồi. Diệp phu nhân vừa mừng vừa sợ. Vừa mới uống thuốc, cảm giác tốt nhiều. Diệp Linh mỉm cười đáp, cứ việc thanh âm hay là mang theo khàn giọng, lại so vừa rồi phải tốt hơn nhiều, nói lời đã tương đối lưu loát. À, Tiêu Phàm ca ca thật tuyệt. Không đợi những người khác làm ra phản ứng, Phương Du Mỹ dẫn đầu vỗ tay hoan hô lên, tiểu nha đầu nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt. Càng là đầy cõi lòng ý sùng bái. Tiêu Phàm, cái này thế nhưng là thật không tầm thường, thần y a. Diệp phu nhân lập tức hướng Tiêu Phàm vươn ngón tay cái, chậc chậc có âm thanh. A di quá khen, thần y thật không dám nhận, trùng hợp mà thôi, Tiêu Phàm vội vàng khiêm tốn nói. Diệp phu nhân lắc đầu liên tục, nói Tiêu Phàm, ngươi liền khỏi phải khiêm tốn, cái này cũng không phải trùng hợp, cái này phải có bản lĩnh thật sự. Tiểu Linh cái bệnh này, nhiều năm, ngươi thần kỳ nhất. Một tờ đơn thuốc một bộ thuốc liền gặp hiệu. Lợi hại, Lục Hồng cười nói, là cái này lý, y học chi đạo, muốn xem hư thực, quang múa mép khua môi bảy lão tư cách cũng mặc kệ dùng. Tiêu Phàm, ta nhìn ngươi cũng khỏi phải tại tông giáo cục đi làm, điều ngành vệ sinh đi thôi, nếu không đi trung y nghiên cứu bộ môn cũng được. Nói, Lục Hồng hướng một bên liếc đi, lại chỉ thấy bên người vị trí đã sớm không, sớm tại Lâm Tịch Phàm lần nữa bồi tiếp Diệp Linh cùng một chỗ tới thời điểm. Cao Thiên nhìn giáo sư liền vô thanh vô tức chạy không thấy bóng dáng. Đợi tiếp nữa, chờ lấy bị người đánh mặt a. Nếu như trải qua sau chuyện này về sau, Cao giáo sư có thể đem lòng rộn ràng nghĩ thu hồi, ổn định lại tâm thần,
hảo hảo lại nghiên cứu một chút trung y học thuật, lại cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Chỉ bất quá giờ này khắc này, từ sẽ không có người đi quan tâm cao giáo sư sau này phải chăng nằm gai nếm mật, tức giận phấn đấu. Trên cơ bản đều bị Tiêu Thần Y tin phục, chỉ lo vây quanh Tiêu Phàm nói không ngớt. Giản Tú Hoa càng là mặt mày hớn hở, thần thái bay dương, không ngừng cho Tiêu Phàm gắp thức ăn, chỉ cảm thấy đứa con trai này thấy thế nào làm sao thuận mắt. Liền ngay cả Tiêu Trạm, cứ việc hay là thần sắc nghiêm túc, lại vô luận như thế nào đều khó mà tận che đậy trong mắt đắc ý. Tiêu Chân Nhân không cẩn thận lại thành Tiêu Thần Y, lại cũng chỉ có thể từ đến người ta dạng này lấy lòng hắn. Tiêu trưởng phòng, kết hôn chưa a? Trò chuyện, Lâm Tịch Phàm mẫu thân bỗng nhiên cười ha hả mà hỏi thăm, nhiều hứng thú dáng vẻ. Tiêu Phàm vội vàng nói, a di, ta còn chưa kết hôn. Kia có bạn gái không? Nếu là không ngại, a di giới thiệu cho ngươi một cái. Lâm mẫu 10 điểm nhiệt tâm nói, a di, Tiêu Phàm ca ca đã có bạn gái. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, một bên Phương Du Mỹ đã cướp mở miệng. A, là nhà nào cô nương a? Lâm mẫu càng thêm hứng thú. Lời này nghe rất cổ trang kịch, nhưng ở kinh sư hào môn thế gia, lại 10 điểm bình thường. Liệu tất Tiêu gia đích trưởng tôn, tìm đối tượng cũng là thế gia hào môn thiên kim. Chính là ta a, ta chính là Tiêu Phàm ca ca bạn gái. Phương Du Mỹ cười hì hì nói. Một lời đã nói ra, ngồi đây phải sợ hãi, tất cả mọi người trợn to tròng mắt. Tiểu Mỹ, lại nói hưu nói vượn. Chốc lát, Nhiều Vũ Đình một tiếng quát lớn, sắc mặt có chút xấu hổ. Nhà đầu này, càng ngày càng không tưởng nổi. Quen cho nàng, Phương Du Mỹ lại càng thêm cười đến vui vẻ, lớn nháy mắt một cái nháy mắt, thực tế để người khó mà phân biệt nàng là nói đùa hay là nghiêm túc. Chỉ khổ Tiêu Chân Nhân, trong chốc lát mặt mo phiếm hồng, đứng ngồi không yên. Chương 261, Thương Lượng. Nhiều nhiều như vậy nhạc đệm, vô luận như thế nào, cái này lễ đính hôn đều chưa nói tới thái bình vô sự, Lâm gia cùng Diệp gia trưởng bối hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ. Nhất là Lâm Tịch Phàm mẫu thân, đang nghe Phương Du Mỹ trò đùa lời nói về sau, trên mặt mặc dù đều là vui cười chi ý, nhưng trong lòng cảnh giác cảm giác tăng nhiều, cũng không tiếp tục mở miệng hỏi thăm có quan hệ Tiêu Phàm vấn đề cá nhân. Lâm gia cố nhiên cũng coi là kinh sư hào môn thế gia, cùng Tiêu gia Phương gia tương đối mà nói, từ không thể đánh đồng. Trước mắt Lâm gia đại bộ phận phân đích hệ tử đệ đều chuyển hướng giới kinh doanh, đến phiên giới chính trị thế lực, cùng Phương gia tướng so kia là thiên xoa địa viễn, về phần Tiêu gia, càng thêm không cần nhắc lên. Lâm gia ngay tại thời kỳ toàn thịnh, cũng không có khả năng cùng Tiêu gia đi tương đối. Phương Du Mỹ chính miệng nói nàng là Tiêu Phàm ca ca bạn gái, cứ việc Nhiều Vũ Đình cũng quát lớn nhà mình khuê nữ, nhưng đến cùng phải hay không nói hưu nói vượn. Có phải là nói đùa, ai biết được. Có vẻ như Phương gia cô nương, gả cho Tiêu gia thiếu gia, thực tế quá xứng. Nhất là hai nhà lão gia tử đều tại thế, trong chính trị thêm phân không ít. Đương nhiên, Tiêu Phàm cùng Phương Du Mỹ ở giữa, niên kỷ chênh lệch tựa hồ có chút lớn, hẳn là có hơn 10 tuổi chênh lệch đi. Nhưng cái này không có gì, nhà trai niên kỷ hơi lớn chút, từ trước đến nay không phải quá lớn chướng ngại. Thế hệ trước nhà cách mạng hôn nhân, giữa nam nữ tuổi tác chênh lệch thậm chí có vượt qua 20 tuổi. Cứ việc đó là bởi vì chiến tranh niên đại tình huống đặc biệt tạo thành, nhưng cũng có thể nói rõ, tại hào môn thế gia, nhà trai lớn tuổi qua nhà gái hơn 10 tuổi, là hoàn toàn có thể tiếp nhận, các trưởng bối không sẽ đặc biệt để ý tình huống như vậy. Vạn nhất Tiêu gia cùng Phương gia các trưởng bối đều có ý tứ như vậy, mình cứng rắn muốn dính vào cho Tiêu Phàm giới thiệu cái gì đối tượng, kia không phải mình tự tìm phiền phức a. Mà Phương Du Mỹ như vậy toát ra một câu, làm cho một bàn này bầu không khí càng thêm trở nên tế nhị. Giản Tú Hoa vô tình hay cố ý không ngừng dò xét Phương Du Mỹ, càng xem càng là cao hứng, càng về sau quả thực có chút vui vẻ ra mặt. Tiểu Mỹ đứa nhỏ này, thật sự là quá hợp Giản Tú Hoa tâm ý, gia đình xuất thân không cần phải nói, kia tiểu bộ dáng nhiều đáng yêu a, muốn tướng mạo có tướng mạo. Muốn dáng người có dáng người. Đương nhiên, dáng người là tinh xảo chút, nhưng đây không phải còn vị thành niên, dáng người vẫn chưa hoàn toàn nảy nở a. Vóc dáng cao như vậy, chỉ cần một nảy nở, tuyệt đối là thon thả bên trong không mất đầy đặn, mắn đẻ cực kỳ. Tiểu Phàm nếu thật là cưới cái này khuê nữ, đây chính là quá tốt. Duy nhất để Giản Tú Hoa có chút không lớn hài lòng một điểm chính là Phương Du Mỹ niên kỷ quá nhỏ, mới lên cấp 3. Cái này muốn đợi nàng đại học tốt nghiệp gả cho Tiêu Phàm, tổng còn phải 6-7 năm a. Giản Tú Hoa muôn ôm cháu trai, kia còn có chờ. Bất quá vì nhi tử tương lai sinh hoạt có thể thuận buồm xuôi gió. Nhiều chờ mấy năm liền nhiều chờ mấy năm đi. Hiện tại mấu chốt là, chuyện này phải quyết định xuống, cũng không thể là tiểu nha đầu ăn nói lung tung.
Vì một câu như vậy không đáng tin cậy lời nói, để Tiêu Phàm bạch bạch cùng 6-7 năm, đến lúc đó tiểu nha đầu nhưng lại biến tâm, thích cái khác nam hài tử. Khó mà làm được, trong lúc nhất thời, Giản Tú Hoa hơi có chút lo được lo mất. Tướng so Giản Tú Hoa lo được lo mất, nhiều Vũ Đình tâm tình càng là không bình tĩnh, thỉnh thoảng chừng nữ nhi một chút. Xem ra nha đầu này thật sự là bị mình làm hư, cái gì cũng dám nói. Nguyên bản nhiều Vũ Đình đối Tiêu Phàm cũng rất có ý kiến, xem chừng việc này a, khẳng định cùng Tiêu Phàm có quan hệ. Nhà mình khuê nữ niên kỷ ấu tiểu, thẳng nếu không phải thụ lắc lư mê hoặc, như thế nào lại đột nhiên toát ra như vậy lời nói đến. Bất quá nhìn thấy Tiêu Phàm mặt đỏ tới mang tai, đứng ngồi không yên dáng vẻ thực tế không giống như là giả vờ, nhiều Vũ Đình mới tin tưởng, Tiêu Phàm cũng giống như mình, bị tiểu nha đầu đột nhiên tập kích. Lấy Tiêu Phàm đại sư thân phận, liệu tất cũng sẽ không thật đánh tiểu Mỹ chủ ý. Tiêu Phàm nhã nhặn ổn trọng, tuyệt không giống như là giả vờ. Ngược lại là kẻ đầu têu phương du Mỹ, như không có việc gì ngồi tại Tiêu Phàm bên người, cười hì hì ăn uống thả cửa, mảy may đều không có cảm thấy mình gây họa. Thật vất vả tan tiệc, Giản Tú Hoa vội vã đuổi theo nhiều Vũ Đình, vừa cười vừa nói, Vũ Đình a, tiểu hài tử ra ra thuận miệng nói đùa, ngươi nhưng 10 triệu đừng để trong lòng a. Cứ việc tại Giản Tú Hoa trong lòng phi thường vừa ý Phương gia tiểu cô nương, nhưng lời nói còn phải nói như vậy. Vô luận như thế nào, Phương Du Mỹ niên kỷ quá nhỏ, căn bản cũng không phải là nên yêu đương thời điểm, ai biết Phương gia trưởng bối là thế nào nghĩ. Vạn nhất hiểu lầm đây là nàng cùng Tiêu Trạm hướng vào, kia làm sao có ý tứ. Nhiều Vũ Đình miễn cưỡng cười một tiếng, nói tẩu tử, tiểu Mỹ đứa nhỏ này bị làm hư, thích loạn nói đùa. Mẹ, ta không có nói đùa. Không ngờ một bên Phương Du Mỹ lập tức mở miệng tỏ rõ lập trường, thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ngươi, nhiều Vũ Đình là thật có chút tức giận, ngay trước Giản Tú Hoa mặt ở đây, ngươi cho rằng lời gì đều có thể nói loạn. Cái này nếu là hứa hẹn cho Tiêu gia, đến lúc đó ngươi coi như muốn đổi ý, sợ cũng không dễ dàng như vậy. Tiêu gia là có thể tùy tiện vui đùa chơi sao, khi thật không biết nặng nhẹ, ai ngờ sau một khắc, Phương Du Mỹ lại tuét ra miệng nhỏ hì hì cười một tiếng, tới kéo lại mẫu thân cánh tay, vừa cười vừa nói, mẹ, người yên tâm đi, ta sẽ nghiêm túc học tập, cố gắng thi lên đại học, sẽ không chậm trễ việc học. Những việc này, chờ ta lên đại học rồi nói sau, có được hay không? Tự ngươi nói a, nhiều Vũ Đình hung hăng chừng khuê nữ một chút, hầm hừ nói. Đúng, chính ta nói. Tuyệt đối giữ lời nói. Ta nếu là không có thi đậu trọng điểm đại học, liền cả một đời không yêu đương không kết hôn. Phương Du Mỹ giơ tay lên, giống như là phát thệ như nói, trước một đoạn còn chững chạc đàng hoàng, phía sau một câu kia, lại đem hai vị mẫu thân nghe được trợn mắt hốc mồm, thực tế không biết nên dạy như thế nào mới là. Việc này khác một người trong cuộc Tiêu Phàm đồng chí, sớm đã cưỡi đại bôn lặng lẽ chuồn. Lẽ ra, Tiêu Phàm không đến mức như thế không biết lễ phép, không đến cùng phụ mẫu nói cá biệt chỉ có một người chạy mất. Nhưng tình huống trước mắt thực tế đặc thù, Tiêu Phàm là thật không dám cùng Phương Du Mỹ cùng một chỗ tại trưởng bối hai bên trước mặt ngoi đầu lên. Bởi vì có rất lớn khả năng, hắn sẽ bị xem như kẻ chủ mưu, làm không tốt nhiều Vũ Đình sẽ còn hoài nghi hắn đối Phương Du Mỹ động cái gì tay chân, làm hại tiểu cô nương thần hồn điên đảo, lớn mất bản tính. Tiêu Phàm rất rõ ràng, lịch triều lịch đại, thuật sư tại trên triều đình đều lên tác dụng không nhỏ, nhưng bình thường mà nói, thuật sư đều rất điệu thấp, tận lực ẩn thân ở phía sau màn. Triều đình đại quan đối cao minh thuật sư, tình cảm cũng đặc biệt phức tạp, có thể nói là vừa kính vừa sợ, không dám đắc tội quá sâu cũng không dám áp sát quá gần, chân chính đối thuật sư khăng khăng một mực tín nhiệm thổ lộ tâm tình, từ đầu đến cuối đều là số ít. Trước mắt Phương gia Lục gia đối với hắn Tiêu Phàm, chỉ sợ là loại tâm tính này. Giống từ Trấn Nam như thế, không thể không khăng khăng một mực đi theo Tiêu gia đi đến cùng hào môn tử đệ. Dù sao không nhiều. Kia cũng là bởi vì, từ Trấn Nam sau này tiền đồ vận thế, cùng Tiêu Thiên vận trình chăm chú ngay cả lại với nhau. Tiêu Thiên vận trình nếu là xuất hiện một loại nào đó không tốt biến hóa, từ Trấn Nam cũng tất nhiên sẽ đi theo không may. Bằng không, Tiêu Phàm há lại sẽ vì một ngoại nhân mượn đi đệ đệ mình hồng phúc. Xem ra chính mình trong lúc lơ đãng tại Phương Du Mỹ trước mặt triển lộ đủ loại thần hồ kỳ kỹ, giữa bất chi bất giác triệt để tin phục tiểu nha đầu. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Phàm không khỏi cười khổ lắc đầu. Cái này thật sự không phải bản ý của hắn, Tiêu chân nhân không đến mức nông cạn đến cần nhờ giả thần giả quỷ đi lừa gạt 16-17 tuổi cao trung tiểu nữ sinh. Xem ra sau này phải chú ý cùng Phương Du Mỹ bảo trì khoảng cách nhất định, miễn cho tiểu cô nương càng lún càng sâu, cuối cùng khó mà tự kiềm chế. Lại là Tiêu Phàm sai lầm,
chỉ là vừa nghĩ tới từ nay về sau muốn cùng Phương Du Mỹ có thể giữ một khoảng cách, Tiêu Phàm liền có chút phiền muộn. Không hề nghi ngờ, tại Tiêu Phàm trong lòng, rất thương yêu Phương Du Mỹ, tiểu nha đầu xác thực thật đáng yêu a. Mỗi lần cùng Phương Du Mỹ cùng một chỗ thời điểm, Tiêu Phàm tâm tình đều rất buông lỏng, rất vui sướng. Có lẽ, đây chính là cái gọi là duyên phân a. Đại Bôn rời đi Hoa Nhài hội sở, không có thẳng đến Chỉ Thủy xem, mà là đi hướng Văn Nhị Thái gia ở hẻm. Từ Tần Quan trở về, Tiêu Phàm chưa đi tiếp qua nhị sư huynh. Đại Bôn còn trên đường, điện thoại liền chấn vang lên, Tiêu Phàm cầm lấy xem xét, vừa vặn là Phương Du Mỹ đánh tới, hơi suy nghĩ một chút, hay là đè xuống nút trả lời. Tiểu Mỹ, ngươi làm sao một người chạy trước rồi? Phương Du Mỹ tại đầu bên kia điện thoại rất không cao hứng nói, Tiêu Phàm có thể tưởng tượng đạt được, tiểu nha đầu đỏ chói bờ môi nhỏ khẳng định đã vểnh lên. Ta còn có chút việc, Tiêu Chân Nhân đành phải nói như thế, bối rối né tránh chi ý, khó mà tận che đậy. Ta mặc kệ, dù sao ta hôm nay nhưng là trước mặt mọi người tuyên bố, ta là bạn gái của ngươi. Từ giờ trở đi, ta liền muốn hành xử bạn gái các hạng quyền lực. Ngươi không thể cự tuyệt, tiểu nha đầu nghiêm trang nói, ngữ khí còn rất nghiêm túc. Tiểu Mỹ, đừng hồ nháo, nhiều A-di không chừng làm sao sinh khí đâu. Tiêu Phàm lập tức lắc đầu cười khổ, nói, tiểu cô nương tâm tư, hắn là thật suy nghĩ không thấu, giờ khắc này ngươi cảm thấy đã đoán được nàng suy nghĩ trong lòng, ai biết sau một khắc, nàng kia xảo trá tai quái cái đầu nhỏ bên trong, lại sẽ toát ra cái gì mới mẻ suy nghĩ đến. Nói không chừng cùng nàng trước đó ý nghĩ hoàn toàn không là một chuyện, hoàn toàn trái ngược. Cho nên Tiêu Phàm cũng liền không đi suy nghĩ, coi như trò cười tới nghe. Chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể đem Phương Du Mỹ xem như bạn gái? Khác đều không nói, ít nhất cũng được chờ thêm 2-3 năm, cùng Phương Du Mỹ thi lên đại học về sau mới có thể cân nhắc vấn đề này a. Ai, Tiêu Đại Sư, lúc này ngươi thật đoán sai. Hi hi, mẹ ta mới không có sinh khí đâu. Lại nói, có thể đem nàng khuê nữ gả tiến vào Tiêu gia khi đại thiếu nãi nãi, nàng dựa vào cái gì sinh khí a? Cái này không rất tốt sao? Ta cho ngươi biết a, liền vừa rồi, mẹ ngươi tìm tới mẹ ta, cùng một chỗ thầm thầm thì. Không biết thương lượng chuyện gì. Giản A Di thấy ta toàn thân đều muốn phát kinh. A, à, lần này, Tiêu Chân Nhân là thật giận nảy cả mình, mồ hôi lạnh lập tức liền xuất hiện. Tiểu Mỹ, cái này không thể nói lung tung được a, muốn xảy ra vấn đề lớn. Ta không có nói lung tung, hai nàng xác thực thương lượng rất lâu. Đương nhiên, cũng không nhất định chính là đang thương lượng chuyện của chúng ta. Các nàng đại nhân sự việc, ta là tiểu hài tử, nơi nào hiểu được. Tiêu Phàm ca ca, người nói có đúng hay không? Bất quá nhìn qua, hai nàng đều cười đến thật vui vẻ, hì hì. Tiểu nha đầu tại điện thoại bên kia lạc lạc cười. Cười không ngừng phải Tiêu Chân Nhân toàn thân lông tóc dựng đứng, cái trán mồ hôi tuôn như nước. Chương 262, Văn Nhị Thái gia lo lắng. Cũng may tiểu nha đầu không lâu liền chủ động cúp điện thoại, xem chừng là bị Nhiêu Vũ Đình nắm chặt đi. Tiêu Chân Nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thuận tay lau một cái mồ hôi trán. Ngay cả sau lưng đều ướt át nhuận. Loại này lạnh mồ hôi nhỏ giọt cảm giác, Tiêu Chân Nhân đã thật lâu không có thử qua. Xe Mercedes tại hẻm bên ngoài tương đối rộng rãi địa phương ngừng tốt, Tiêu Phàm đi xuống xe, song nghi có chút nhàu một chút, lập tức sắc mặt như thường, đi tiến vào hẻm. Ngay một khắc này, Tiêu Phàm rất rõ ràng cảm giác được, hẻm bốn phía, có không ít người giám thị tồn tại. Lần này, quản môn chính là gừng hai, nhìn thấy Tiêu Phàm, lập tức cung cung kính kính chào hỏi. Mời tiểu sư thúc đi vào. Nhà cấp 4 trong sương phòng, ánh đèn sáng tỏ, Văn Nhị Thái ra một bên thưởng thức trà, một bên đọc sách. Văn Thiên nhìn chính là sách đóng chỉ, phong bì cổ xưa, trang sách ố vàng, có thể thấy được sách này nhiều năm rồi. Nhìn thấy Tiêu Phàm, Văn Thiên cười ha ha một tiếng, buông xuống sách đóng chỉ, nói, sư đệ, trở về rồi. Tiêu Phàm đi Tần Quan trước đó, cùng Văn Thiên điện thoại liên lạc qua, thông báo hành tung của mình. Thế nào? Lần này có thu hoạch a? Lễ nhượng Tiêu Phàm tại đối diện ghế mây bên trong ngồi xuống, gừng hai cho Tiêu Phàm dâng lên trà thơm, Văn Nhị Thái ra mỉm cười hỏi. Tiêu Phàm sở dĩ vội vã cùng Cơ Khinh Xa cùng một chỗ chạy tới Tần Quan, mặt ngoài là hướng về phía Uyển Thiên Thiên đi, Văn Thiên lại biết, nguyên nhân căn bản còn tại ở Uyển Thiên Thiên nói kia tòa cổ mộ cùng Đông Phương Sóc có quan hệ, chí thánh tại thuật bói toán bên trên cao thâm tạo nghệ, Văn Nhị Thái ra cũng là biết rõ. Nếu có thể tìm tới Đông Phương Sóc thân bút viết bản thảo, như vậy liền có khả năng tìm tới vô cực thuật tàng thất lạc những cái kia thiên chương, chí ít là có như vậy một chút hy vọng. Cái này không chỉ là Văn Thiên cùng Tiêu Phàm suy luận, cũng là qua nhiều năm như vậy,
lịch đại vô cực môn tổ sư cùng các cao nhân cộng đồng cho ra kết luận. Vì tìm kiếm những này thất lạc thiên chương, tông môn lịch đại tiền bối, không biết tốn hao bao nhiêu tâm huyết cùng tinh lực. Có thể nói, có thể nghĩ biện pháp đều nghĩ qua. Từ khi thứ 37 thay mặt trưởng giáo bắt đầu, hơn 1.000 năm quá khứ, vô số vô cực môn tiền bối hao phí to lớn tinh lực, cũng không thể nói là hoàn toàn làm chuyện vô ích. Hoặc nhiều hoặc ít có thu hoạch, chỉ là những này tìm trở về thiên chương cực kỳ lộn xộn tán toái, không đủ để kiếm ra hoàn chỉnh độ dài. Chỉ có thể cho hậu thế môn nhân tại lúc tu luyện cung cấp một chút tham khảo tác dụng. Nhưng căn cứ lịch đại tiền bối siêu tầm kinh nghiệm đến xem, xác thực cùng Đông Phương Sóc loại này trong truyền thuyết tiên nhân có liên hệ nhất định. Nhất là Đông Phương Sóc, cùng vô cực môn nào đó thay mặt trưởng giáo chân nhân quan hệ mật thiết, quan hệ cá nhân rất sâu đậm, đây là vô cực thuật tàng bên trên ghi lại rất rõ ràng. Nếu như có thể tìm tới hắn di cảo, có lẽ liền có cùng vô cực môn tương quan manh mối. Muốn nói công việc này cố nhiên trọng yếu, nguyên bản cũng không phải thứ nhất sự việc cần giải quyết. Đều đã thất lạc hơn 1.000 năm, cũng không vội tại nhất thời. Chậm rãi tìm chứ sao, bất quá Tiêu Phàm sau khi bị thương, cảnh giới rơi xuống, đứng trước hồng trần đại kiếp, muốn thuận lợi vượt qua kiếp số này, duy nhất trông cậy vào chính là cấp tốc khôi phục tại thuật pháp bên trên tu vi, thậm chí tiến thêm một bước. Tìm về thất lạc thiên chương, lập tức liền trở nên cực kỳ quan trọng, thậm chí là sống còn đại sự. Cũng chính là bởi vì dạng này, Tiêu Phàm lấy đường đường vô cực môn trưởng giáo chi tôn. Mới không tiếc ngàn dặm xa xôi đuổi tới tần quan đi gặp một vị trộm mộ nữ tặc, Văn Nhị Thái gia cũng không ngăn cản. Sự tình có chút cổ quái. Tiêu Phàm trả lời, có chút vượt quá Văn Thiên dự kiến. Cổ quái, Tiêu Phàm trầm ngâm, đem lần này tần quan chi hành đại khái trải qua hướng Văn Thiên miêu tả một lần. Nói như vậy, thật đúng là có điểm cổ quái. Thế mà sớm đã có người ở bên kia chờ lấy sư đệ, còn triệu tập một nhóm không kém nhân thủ. Người nào là thế nào biết trước đây này? Văn Thiên mỉm cười hỏi, thần sắc nhìn qua có chút nhẹ nhõm. Trong mắt lại là tinh quang lấp lóe. Muốn nói biết trước loại sự tình này, bọn hắn thường xuyên đều làm, mà lại phóng nhãn thiên hạ, có thể so với bọn hắn càng thêm biết trước cao thủ, thật đúng là không nhiều. Nhưng loại sự tình này, liền không nên phát sinh ở Tiêu Phàm trên thân. Thân là đại thuật sư, Tiêu Phàm trên thân trời cơ che đậy chi lực ra sao cùng lợi hại. Hành tung của hắn sao có thể bị người biết trước. Tiêu Phàm chậm rãi nói, chuyện này, có hai loại khả năng. Thứ nhất, Uyển Thiên Thiên là cái mồi nhử, bọn hắn biết ta sớm muộn sẽ đi tìm nàng, cho nên đã sớm tại ôm cây đợi thỏ. Thứ hai, Cơ Khinh Xa có vấn đề, là nàng hướng ngoại giới tiết lộ hành tung của ta. Tiêu Phàm ngược lại là tỉnh táo cực kỳ, nói tới Cơ Khinh Xa thời điểm, không có chút nào dị dạng, 10 điểm bình tĩnh. Vậy sư đệ cho rằng, cái kia một loại khả năng tính càng lớn đâu? Loại thứ nhất, làm sao mà biết, Văn Thiên bất động thanh sắc mà hỏi thăm, bởi vì cái kia hộp đen, có rất nhiều người đều đang chăm chú. Tỷ như ngay cả Chỉ Bân đều đi qua. Nếu như ta không đi qua, bọn hắn lần này bố trí cũng không lãng phí, tối thiểu nhất có thể từ Uyển Thiên Thiên trong tay thanh hộp đen cướp đi. Nếu là Cơ Khinh Xa tiết lộ hành tung của ta, trên lý luận bọn hắn chuẩn bị không có như vậy chu toàn, dù sao cũng là không phải đi tần quan, lúc nào đi tần quan, đều muốn để ta tới quyết định, so ra mà nói, Cơ Khinh Xa thời gian liền quá vội vàng chút. Ngô, sư đệ như thế phân tích, cũng có đạo lý. Văn Nhị Thái gia vuốt vuốt râu bạc trắng, trầm ngâm một lúc, nhẹ gật đầu, lập tức nói, bất quá, sư đệ cũng không thể phớt lờ. Cơ Khinh Xa người này, không đơn giản. Sư đệ nói nàng là Hà Lạc phái truyền nhân. Đàm đến nơi đây, Văn Thiên thần sắc trở nên 10 điểm chú ý. Tiêu Phàm có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ sư huynh không biết tình huống này à? Văn Thiên nói, ta không phải không biết, chỉ là không thể xác định. Dù sao Hà Lạc phái suy vi, đã thời gian rất lâu. Trước thanh niên ở giữa, Hà Lạc phái chia năm xẻ bảy, lẫn nhau tự giết lẫn nhau, nhiều năm như vậy một mực không có khôi phục qua nguyên khí. Căn cứ sư đệ đối nàng hiểu rõ, Cơ Khinh Xa chẳng những võ nghệ cao cường, mà lại tại thuật pháp bên trên tạo nghệ cũng rất cao, nếu như nàng là thuần túy Hà Lạc truyền thừa, ta còn thật có điểm kỳ quái, nàng những truyền thừa khác là thế nào góp đủ, hay là nói, thiên phú của nàng cao khiến người không cách nào tưởng tượng trình độ, dựa vào một chút tàn khuyết không đầy đủ phương pháp tu luyện, cũng có thể đem Hà Lạc phái thuật pháp luyện đến cao minh như vậy trình độ. Tiêu Phàm bỗng nhiên cười một tiếng, nói, sư huynh, Hà Lạc phái truyền thừa, cũng không hề hoàn toàn thất lạc. Ồ, sư huynh chẳng lẽ quên, vô cực thuật tàng công Ngọc Thiên bên trong, nhưng thu nhận sử dụng không ít Hà Lạc phái tu luyện công pháp. Có rất nhiều công pháp,
cơ hồ đều là hoàn chỉnh không thiếu sót, không so Hà Lạc phái bản thân truyền thừa kém đi nơi nào. Văn Thiên sợ hãi mà kinh, nghi hoặc nhìn qua Tiêu Phàm, nhíu mày nói, sư đệ, chúng ta Vô Cực Môn mặc dù hải nạp bách xuyên, lòng dạ bao la, nhưng không phải Vô Cực Môn đệ tử, bình thường đến nói, là không cho phép đọc qua Vô Cực Thuật Tàng. Chẳng lẽ sư đệ cho rằng, chúng ta môn nhân đệ tử bên trong, có người để lộ bí mật, Thanh Hà Lạc truyền thừa công pháp truyền thụ cho Cơ Khinh Sa? Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, khả năng này cũng không phải hoàn toàn không có. Văn Thiên lập tức nhắm mắt rơi vào trầm tư, sau một lát, nói, sư đệ, tình huống này vẫn tương đối khó mà xác định. Bình thường chúng ta Vô Cực truyền nhân sẽ chỉ sao chép cùng mình có liên quan công pháp tùy thân mang theo nghiên cứu, sẽ không đi sao chép cái khác lưu phái truyền thừa, trừ phi là chuyên môn hướng về phía Hà Lạc phái truyền thừa đi, kia lại coi là chuyện khác. Còn có một chút, chính là trưởng giáo cùng trưởng giáo truyền nhân, có cái này tiện lợi điều kiện. Tiêu Phàm khẽ cười nói, hẳn không phải là sư phụ lão nhân gia ông ta tự mình chỉ điểm Cơ Khinh Sa à. Kia ngược lại sẽ không, sư phụ đều đã ra ngoài dạo chơi rất nhiều năm, Cơ Khinh Sa mới bao nhiêu lớn niên kỷ. Giống như cùng sư đệ không kém bao nhiêu đâu, coi như sư phụ hữu tâm muốn trợ giúp Hà Lạc phái khôi phục truyền thừa của bọn hắn, cũng sẽ không giấu giếm chúng ta à, cái này cũng không tính là cái gì nhận không ra người chuyện xấu. Tiêu Phàm gật gật đầu, tán đồng Văn Thiên phân tích. Vô Cực Môn từ trước đại khí bàng bạc, chỉ thủy tổ sư thân làm một đời thuật sư lãnh tụ, thật muốn trợ giúp Hà Lạc truyền thừa, xác thực không tất yếu lén lút đi làm. Tóm lại vị này cơ tổng không đơn giản, nàng tận lực cùng sư đệ thân cận, chỉ sợ mục đích cũng không phải đơn thuần như vậy. Sư đệ là chính nhân quân tử, quang minh lỗi lạc, ý chí bằng phẳng, chỉ là giang hồ hiểm ác, tâm phòng bị người không thể không a. Văn Thiên nhẹ nói, lời nói thấm thía. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Tiêu Phàm cũng là thành tâm thụ giáo. Hắn cố nhiên thông minh tuyệt đỉnh, thiên tư hơn người, nhưng luận đến kinh nghiệm giang hồ phong phú, 10 cái Tiêu Phàm cũng so ra kém một cái Văn Nhị Thái gia. Cái này không có cách, người ta tuổi tác cùng giang hồ lịch duyệt bày ở đằng kia. Sư huynh, kệ bên này giống như nhiều chút khách không mời mà đến a. Tiêu Phàm nâng chung trà lên uống một ngụm, lập tức nói. Văn Thiên cười nhạt một tiếng. Khóe miệng hiện lên một tia trào phúng chi ý, nói, là gần đoạn thời gian mới nhiều lên, sư đệ đi tần quan cái kia buổi tối, ta nơi này chính là đến quý khách. Cục thành phố Tam Bả Thủ, tự mình đến ta nơi này làm khách, trọn vẹn ngồi 2 đến 3 giờ thời gian mới đi. Nghĩ xa mấy người bọn hắn, cũng các có khách mời, thoát thân không ra. Hiện tại xem ra, là có người lo lắng chúng ta đuổi tới tần quan đi, cùng sư đệ hội hợp, cố ý phái bọn hắn đến. Từ đó về sau, kể bên này liền nhiều hơn không ít khách không mời mà đến. Tiêu Phàm sắc mặt chìm xuống dưới, thế mà trực tiếp vận dụng cường lực cơ quan đến tham gia, xem ra đối phương đã càng ngày càng không có điểm mấu chốt. Văn Thiên đối Tiêu Phàm suy nghĩ rõ như lòng bàn tay, mỉm cười, ung dung nói, sư đệ cũng không nên tức giận, mọi thứ có lợi thì có hại. Đã bọn hắn không giảng quy tắc, chúng ta cũng không cần có cái gì kiêng kỵ. Lại nói, đối phương đến cùng là những người nào, theo cái này manh mối. Cơ vốn cũng có cái đại khái hình dáng. Trên thế giới này, liền không có chỉ chiếm tiện nghi không chuyện có hại. Nói như vậy, sư huynh đã lớn có sở hoạch. Đúng vậy, Văn Nhị Thái gia ngạo nghễ nói. Hiện tại chúng ta cần gấp nhất chính là khóa chặt mục tiêu chủ yếu, chờ đợi thời cơ chín muồi thời điểm, hảo hảo cùng hắn đấu một trận. Ngược lại muốn xem, đến cùng là những này tà ma ngoại đạo lợi hại, vẫn là chúng ta Vô Cực Môn chính tông truyền thừa cao minh. Nói. Văn Nhị Thái ra tuyết trắng thọ lông mày dương lên, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, trên mặt lộ ra kích động thần sắc. Vị này Vô Cực Môn nhị sư huynh, lão thì già rồi, lại là gừng quế chi tính, già di cay, tính tình nửa điểm cũng không bình thản. Tốt, liền theo sư huynh an bài đến xử lý. Tiêu Phàm nghiêm nghị đáp, chỉ cảm thấy một cỗ đấu trí tại trong ngực cháy hừng hực. Chương 263, chủ nhà. Gió mẹ kế vào ở chỉ thủy xem không lâu, Tiêu Phàm lần nữa cách xem ra ngoài. Lần này, lại là từ Trấn Nam gọi điện thoại cho hắn, rất cẩn thận xin hỏi Tiêu Nhất Thiếu có phải là có thời gian hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Nói là thật lâu không có lắng nghe qua một thiếu dạy bảo, trong đầu không nỡ. Đối từ Trấn Nam khách khí, Tiêu Phàm thật là có chút không lớn thích ứng. Mặc dù từ Trấn Nam là hẳn là khách khí với hắn chút, nhưng giọng nói kia, Tiêu Chân Nhân quả thực cảm thấy quá buồn nôn, cần biết trước đây không lâu, từ hành trưởng tại Tiêu Nhất Thiếu trước mặt, hay là gì chờ kiêu ngạo. Bất quá Tiêu Phàm ngược lại là không có cự tuyệt từ Trấn Nam mời. Tại Tiêu Phàm vải trong cục, từ Trấn Nam sau này là cái tương đối trọng yếu thẻ đánh bạc.
Từ Trấn Nam cùng Đại Sinh Ngân hàng bản thân có lẽ không phải như vậy quan trọng, lại có thể tạo được một cái rất tốt cầu nối tác dụng. Mặc kệ là loại nào thế lực, luôn có muốn cùng ngân hàng liên hệ thời điểm. Nhất là hùn vốn ngân hàng, rất nhiều chuyện thiết lập đến so quốc hữu ngân hàng càng thêm thuận tiện. Đại Bôn rời đi chỉ thủy xem, thẳng đến Trung Thiên khách sạn mà đi. Lần này, Từ Trấn Nam không tiếp tục tại Hoa Nhài mời khách. Bình thường đến nói, dựa theo mở tiệc chiêu đãi khách quý lệ cũ, không thể luôn luôn cố định tại cùng một nơi, bất kể là ai, luôn luôn cần một chút mới mẻ cảm giác. Hoa Nhài câu lạc bộ tư nhân tuy tốt, đi số lần quá nhiều, cũng sẽ có chút chán ngấy. Xe Mercedes đang đến gần Trung Thiên khách sạn thời điểm, bỗng nhiên giảm tốc, rất nhanh liền sang bên dừng lại, Tiêu Phàm từ trong xe đi xuống, ngẩng đầu lên đến, hướng Trung Thiên khách sạn tầng cao nhất nhìn lại. Trung Thiên khách sạn tạo hình cũng không trách dị, trung quy trung củ, 36 tầng lầu cao, xem như chung quanh đây tiêu chí thức kiến trúc. Khách sạn tầng cao nhất, cũng không có đặc biệt làm người khác chú ý địa phương. Cũng không ai chú ý Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện này động tác. Chỉ có Tiêu Phàm tự mình biết, hắn tại Trung Thiên khách sạn tầng cao nhất, cảm nhận được một cỗ cực kỳ sát khí mãnh liệt. Cỗ này mãnh liệt sát khí, cùng hắn trước mấy thời gian tại Dương Tây Lữ Điếm cho Uyển Thiên Thiên chữa thương lúc cảm nhận được sát khí, cơ hồ giống nhau như đúc. Tiêu Phàm cơ bản có thể kết luận, là xuất từ cùng trên người một người. Cái kia cường đại đến cực điểm đối thủ, lại một lần nữa xuất hiện. Đây đã là Tiêu Phàm lần thứ tư cảm giác được Diệp Cô Vũ khí tức. Lần đầu tiên là tại Trung Thiên Đại Hạ 49 lâu, Cơ Khinh Xa vườn treo, lần thứ hai chính là tại Dương Tây Lữ Điếm, lần thứ ba thì là tại Đông Hoa Đế Quân Miếu. Nếu như nói lần thứ nhất tại Cơ Khinh Xa vườn treo cảm giác được Diệp Cô Vũ khí tức, vẫn chỉ là trùng hợp lời nói, như vậy trải qua Dương Tây Lữ Điếm một lần kia, Tiêu Phàm liền 100% khẳng định, Diệp Cô Vũ xuất hiện, tuyệt đối cùng hắn Tiêu Phàm có một loại nào đó tất nhiên liên quan. Cường đại như vậy người, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ chạy tán loạn khắp nơi, liên tiếp mấy lần trùng hợp cùng hắn phát sinh gặp nhau. Tại một ít trong trò chơi, có vương không gặp vương quy tắc, trong cuộc sống hiện thực kỳ thật cũng giống vậy. Đặc biệt cường đại người, bình thường đều sẽ vô tình hay cố ý tránh gặp mặt, miễn cho phát sinh không thể khống ngoài ý muốn. Bất kể là ai đoạt ai danh tiếng, một cái khác cũng sẽ không tâm tình vui vẻ. Bất quá Tiêu Phàm hay là rất nhanh liền trở lại xe Mercedes bên trong. Lái xe hướng Trung Thiên khách sạn chạy tới. Chuyện này, khẳng định cùng Từ Trấn Nam không liên quan. Diệp Cô Vũ loại kia cực kỳ cường đại cực kỳ nguy hiểm sát khí, cũng không phải là người bình thường có thể cảm thụ được. Cũng chỉ có thuật pháp tu vi cao thâm, nội công tuyệt đỉnh Tiêu Phàm mới có thể tại xa như vậy khoảng cách bên trên liền có điều cảnh giác. Từ Trấn Nam mời hắn tại Trung Thiên khách sạn ăn cơm, chỉ là cái trùng hợp. Cùng lúc đó, nguyên bản ngồi tại ghế sofa bên trong. Hưởng thụ lấy hai tên bạch bào yêu cơ khẽ bóp xoa bóp Diệp Cô Vũ đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đi đến cửa sổ, đưa tay nhẹ nhàng vén lên nặng nề lông nhung thiên nga màn cửa, vừa hay nhìn thấy Tiêu Phàm một lần nữa trở lại xe Mercedes bên trong, giống như Tiêu Phàm đang lái xe trước đó, còn vung tay lên, tựa hồ lại chào hỏi hắn. Đương nhiên, cách xa như vậy, Tiêu Phàm có phải là thật hay không lại cho hắn chào hỏi, ai cũng không thể xác định, có lẽ chỉ là một cái vô tình động tác, thậm chí chỉ là Diệp Cô Vũ nhất thời ảo giác. Diệp Cô Vũ sắc mặt, trở nên có mấy phút giây chìm, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Trừ Từ Trấn Nam, còn có một người cũng tại Trung Thiên khách sạn đại đường ngồi cùng Tiêu Nhất Thiếu. Nhiêu Ngọc Sinh, xét thấy Nhiêu Ngọc Sinh cùng Từ Trấn Nam quan hệ, Tiêu Phàm tại khách sạn đại đường nhìn thấy hắn, không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Từ Trấn Nam mời hắn ăn cơm, kêu lên Nhiêu Ngọc Sinh tiếp khách, quá bình thường. Hai người ăn cơm, cái loại cảm giác này tổng là có chút là lạ. Tiêu Nhất Thiếu. Nhiêu Ngọc Sinh thậm chí đoạt tại Từ Trấn Nam phía trước, chủ động tiến lên cùng Tiêu Phàm nắm tay hàn huyên, trên mặt nhiệt tình thần thái cũng là vừa đúng, cho dù ai xem xét đều sẽ cảm giác đến bọn hắn là rất muốn bạn thân, giao tình không cạn. Tha tổng, Tiêu Phàm đối Nhiêu Ngọc Sinh rất khách khí, vừa thấy được Nhiêu Ngọc Sinh, Tiêu Chân Nhân lập tức nhớ tới xảo trá tai quái Phương Du Mỹ tới. Nhà đầu này, từ khi lần kia tại Diệp Linh ở lễ đính hôn tự nhận là Tiêu Phàm ca ca bạn gái về sau. Thế mà mỗi ngày đều cho Tiêu Phàm gọi điện thoại hoặc là gửi cái tin nhắn. Nhìn cái này tư thế, nếu như không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tiểu cô nương động tác này sẽ tiếp tục. Cũng may Phương Du Mỹ đánh cho điện thoại của hắn cùng phát tới tin nhắn, nội dung coi như bình thường, không phải Tiêu Nhất Thiếu càng không tốt ứng đối. Ba người không có tại đại đường hàn huyên quá lâu, Nhiêu Ngọc Sinh cùng Từ Trấn Nam đều biết Tiêu Phàm họ Tử, không thích Trương Dương, rất nhanh liền dẫn lĩnh Tiêu Phàm hướng Trung Thiên khách sạn cơm trưa sảnh đi đến. Trung Thiên khách sạn cơm trưa sảnh tại khách sạn tầng 3,
quy mô rất lớn, chiếm cứ ròng rã một tầng lầu, sinh ý cũng 10 điểm nóng này. Có vẻ như đầu năm nay, xa hoa khách sạn sinh ý liền không có không nóng này. Hết thảy đầu nguồn, tự nhiên đều chẳng qua là bởi vì công khoản hai chữ, có công khoản không biết hoa, chẳng lẽ là kẻ ngu không thành. Quản hắn là dân son hay là dân cao, hoa lại nói. Dù sao không phải quan gia son, càng không phải là quan gia cao. Ba người tại to lớn trong bao xương ngồi xuống, lộ ra trống trải bỏ. Từ Trấn Nam có chút ngượng ngùng, nhưng cũng không cách nào khả thi. Mời Tiêu Phàm không so mời người khác, có thể gọi Bồi Tử tiểu thư đến đây trợ hứng. Những này mánh lới, lại cho Từ Trấn Nam ba cái lá gan, cũng không dám tại Tiêu Phàm trước mặt xuất ra. Đành phải như thế lãnh lãnh thanh thanh, tốt vào hôm nay cái này chủ nhà, nhưng thật ra là Nhiêu Ngọc Sinh muốn mời, bất quá là mượn hắn Từ Trấn Nam danh nghĩa mà thôi, nói trắng ra, tối nay Nhiêu Ngọc Sinh là chủ, hắn Từ Trấn Nam thì là người tiếp khách. Tự nhiên, an bài thịt rượu chuyện như vậy, còn phải là Từ Trấn Nam ra mặt. Rất nhanh, thịt rượu liền nước chảy giá đưa đi lên, đều là tương đối món ăn thanh đạm đồ ăn, lấy thức ăn chay làm chủ. Có hạn 2-3 cái món ăn mặn, cũng 10 điểm cấp cao, tuyệt không phải thịt cá. Một ít, Diệp Linh đính hôn chuyện này, ta nghe nói, ha ha, một thiếu thanh danh đại trấn A. Không nghĩ tới một thiếu đối trung y chi đạo cũng tinh thông như vậy. Đầu năm nay, chân chính trung y mọi người đã càng ngày càng ít, không có mấy cái nha. Một thiếu tiêu chuẩn này, chậc chậc, không tầm thường, không tầm thường A. Ta Nhiêu Ngọc Sinh bội phục, đến, một ít, kính ngươi một chén. Nhiêu Ngọc Sinh tự mình cho Tiêu Phàm rót đầy chén rượu, cười ha hả nói. Từ Trấn Nam liền ở một bên góp thú, phụ họa nói, đúng vậy A, ta cũng nghe nói. Diệp gia khuê nữ nghe nói lúc đầu ngay cả lời đều nói không nên lời, một thiếu một bộ thuốc cho uống hết, hiệu quả nhanh chóng. Hắc, so tây y chích còn thấy hiệu quả nhanh à? Nghe nói thanh kia cái gì cao giáo sư nóng nảy phải, lúc ấy liền chạy mất, lăng không dám đợi tiếp nữa. Ha ha, cho tới nay, đại gia hỏa liền có cái quen thuộc họ tư duy xu hướng tâm lý bình thường, cho rằng tây y thấy hiệu quả nhanh, trung y thấy hiệu quả chậm. Kỳ thật cái này thật đúng là cái hiểu lầm. Trung y chỉ cần chẩn bệnh chính xác, dùng thuốc đối chứng, thấy hiệu quả tuyệt đối không so tây y chậm. Bất quá những này, Tiêu Phàm cũng không có ý định cùng Từ Trấn Nam Nhiêu Ngọc Sinh nhiều lời, đối tượng sai. Hai vị này chỉ là muốn lấy lòng Tiêu Nhất Thiếu một phen, tuyệt không phải muốn cùng hắn thảo luận trung y cùng tây y dị đồng. Tiêu Phàm bưng chén lên cùng Nhiêu Ngọc Sinh đụng một cái, đầy uống cúp làm. Tại kinh sư hào môn thế gia ở giữa, có quan hệ Tiêu Nhất Thiếu hải lượng nghe đồn đã sớm truyền bá ra. Tiêu Phàm thậm chí bị không ít người hiểu chuyện phong làm kinh sư thế gia hào môn mới tử thần. Nhưng hòa nói bên trong, Tiêu Phàm rất tiết chế, cũng không thích uống. Ha ha, một ít, tiểu Mỹ tiểu nha đầu kia, ha ha, ta vẫn thật không nghĩ tới nàng sẽ to gan như vậy, ha ha. Qua ba lần rượu, Nhiêu Ngọc Sinh bỗng nhiên đem câu chuyện chuyển tới Phương Du Mỹ trên thân, cười ha ha, hàm hàm hồ hồ nói, ý kia lại là rõ ràng. Tiêu Phàm song mi nhàn rỗi dơ lên, nhìn Nhiêu Ngọc Sinh một chút. Không biết Phương Du Mỹ vị này tiểu cứu cứu, làm sao bỗng nhiên nâng lên cái này gốc dạ, đoán chừng không phải một thoại hoa thoại, khẳng định có nội tại nguyên nhân. Từ hôm nay muộn Nhiêu Ngọc Sinh cùng Từ Trấn Nam hai người biểu hiện, Tiêu Phàm rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được, nhưng thật ra là cái này chủ nhà là Nhiêu Ngọc Sinh mời. Nhiêu Ngọc Sinh tránh đi Tiêu Phàm ánh mắt, mở cái miệng rộng cười ha hả nói, một ít, đêm nay lúc đầu cơ tổng cũng muốn đi qua, nhưng nàng lâm thời có việc, nhờ ta cho một thiếu bồi tội. Tiêu Phàm liền cười, Nhiêu Ngọc Sinh nhận biết Cơ Khinh Sa, có lẽ tại lúc trước hắn, nhưng Cơ Khinh Sa nếu thật là nghĩ hẹn hắn ăn cơm, tuyệt đối không tất yếu mượn tay người khác Nhiêu Ngọc Sinh, càng sẽ không nói ra bồi tội lời nói tới. Bất quá Tiêu Phàm tự nhiên sẽ không vạch trần Nhiêu Ngọc Sinh, tha tổng đây chỉ là nhân tế kết giao bên trong thường dùng tiểu kỹ xảo mà thôi, không đủ để ý. Cơ tổng lúc này a, để một chuyện cho phiền vài ngày. Nhiêu Ngọc Sinh tiếp tục nói, Tiêu Phàm hay là từ chối cho ý kiến. Xem chừng đêm nay Nhiêu Ngọc Sinh mời hắn, liền cùng cái này chuyện phiền toái có quan hệ, lại không biết thật sự là Cơ Khinh Sa phiền phức hay là Nhiêu Ngọc Sinh phiền phức của mình, cố ý đẩy lên Cơ Khinh Sa trên đầu đi. Từ lần trước Nhiêu Ngọc Sinh chuyên mời Cơ Khinh Sa đến bồi Tiêu Phàm ăn cơm, cũng có thể gặp hắn hai quan hệ tương đối mật thiết. Đem Tiêu Phàm từ đầu đến cuối không chịu liền cái đề tài này tiếp lời, Nhiêu Ngọc Sinh cũng không có cách nào, ngượng ngùng cười một tiếng, nhìn Từ Trấn Nam một chút. Tự nhiên là hy vọng Từ Trấn Nam tranh thủ thời gian ra mặt giải vây, không muốn làm cho quá xấu hổ. Từ Trấn Nam ngầm hiểu, lập tức liền bưng chén rượu lên hướng Tiêu Phàm mời rượu. Tiêu Phàm cùng hắn đụng một chén, một ít,
không biết Đồng Thiên Lỗi người này, một thiếu có không có một chút ấn tượng. Lại uống vài chén rượu, ăn vài miếng đồ ăn, Như Ngọc Sinh rốt cục mở miệng nói đến trọng điểm, trên mặt mặc dù hay là chất đầy thiếu dung, ánh mắt sớm đã trở nên 10 điểm nghiêm trọng. Đồng Thiên Lỗi, tựa như là cửa sắt một cái xí nghiệp nhà. Tiêu Phàm song mi có chút nhăn lại, nói. Đối cái này Đồng Thiên Lỗi, Tiêu Phàm thật đúng là không có quá ấn tượng khắc sâu, không biết Như Ngọc Sinh tại sao phải nâng lên hắn. Đúng đúng, chính là hắn. Kỳ thật cái này Đồng Thiên Lỗi, tại cửa sắt vẫn rất có thực lực, cùng mọi người quan hệ đều vẫn còn tương đối mật thiết, chính là tính tình có chút táo bạo, tương đối thích gây tai họa. Như Ngọc Sinh luôn miệng nói, lại lắc đầu liên tục, tựa hồ đối với vị này Đồng Thiên Lỗi táo bạo rất xem thường. Chương 264, điều giải người. Tiêu Phàm lạnh nhạt hỏi, cái này Đồng Thiên Lỗi, có chỗ đặc biết gì a? Như Ngọc Sinh cùng Từ Trấn Nam liền liếc nhau một cái, đều có chút im lặng. Vừa rồi Như Ngọc Sinh hỏi Tiêu Phàm đối Đồng Thiên Lỗi có không có một chút ấn tượng, nhưng thật ra là rất khách khí hỏi pháp. Tại Như Ngọc Sinh xem ra, cửa sắt cùng thủ đô cách gần như thế, đối với Đồng Thiên Lỗi, Tiêu Phàm hẳn là rất quen thuộc mới là. Dù sao Đồng Thiên Lỗi tại cửa sắt, thật là cái nhân vật. Thân gia ngàn tỷ, là toàn bộ Yến Bắc tỉnh đại danh đỉnh đỉnh phú thương, tại một chút cả nước họ quan phương cùng bán chính thức cơ cấu bên trong, đều có chức vụ. Vẻn vẹn chỉ là có tiền, cũng liền thôi. Từ khi cải cách mở ra về sau, trong nước kẻ có tiền kia là từng gốc mà bốc lên đến, không có nhiều nhất, chỉ có thể có càng nhiều hơn. Mấu chốt cái này Đồng Thiên Lỗi cũng coi là cái đỏ đỉnh thương nhân, nghe nói cùng thủ đô một vị đại nhân vật nào đó có tương đối quan hệ mật thiết, tính được là vị đại nhân vật kia môi giới. Cái này liền làm cho Đồng Thiên Lỗi coi như tại thủ đô phú thương vòng tròn thậm chí là quan phương vòng tròn bên trong, đều có địa vị khá cao. Đồng Thiên Lỗi vì đó phục vụ vị đại nhân vật kia, hoặc là nói cái kia hào môn thế gia, cùng lão Tiêu gia quan hệ coi như là qua được. Ai ngờ Tiêu Phàm nhưng thật giống như đối Đồng Thiên Lỗi cơ vốn không có ấn tượng gì, để Như Ngọc Sinh có chút buồn bực. Tại Như Ngọc Sinh xem ra, Đồng Thiên Lỗi cứ việc xuất thân lùm cỏ, nhưng mà trải qua cố gắng của mình, đã đưa thân thượng lưu xã hội. Thân phận có lẽ còn không thể cùng hắn Như Ngọc Sinh đánh đồng, nhưng cũng có tư cách cùng hắn tại rất nhiều trường hợp bình khởi bình tọa. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Tiêu Phàm đối Đồng Thiên Lỗi không có gì ấn tượng, nhưng cũng nói được. Bỏ qua một bên Tiêu Phàm thân phận của mình không nói, liền lão Tiêu nhà đích trưởng tôn cái thân phận này liền không thể coi thường. Tuyệt không phải bất luận kẻ nào cũng có thể làm cho lão Tiêu gia đích hệ tử đệ nhìn với con mắt khác. Nói một cách khác, tại Như Ngọc Sinh trong mắt, Đồng Thiên Lỗi là cái nhân vật. Tại Tiêu Phàm trong mắt, Đồng Thiên Lỗi cơ bản cũng là người qua đường giáp. Tiêu Nhất Thiếu quả thực có tư cách này. Tiêu Phàm muốn tận lực cùng Phương Lê thậm chí Phương gia giữ gìn mối quan hệ, lại không có nghĩa là Như Ngọc Sinh có thể cùng Phương Lê sánh vai. Hai người ở thế gia hào môn bên trong thân phận địa vị, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Như Ngọc Sinh trong lúc nhất thời, có chút không biết nên như thế nào mở miệng, tựa hồ chuyện này còn có chút phức tạp. Là như vậy, một ít, trước đó không lâu. Phương thư ký không phải đi cửa sắt à? Từ Trấn Nam liền ở một bên bồi cười nói, điểm như thế nửa câu. Tiêu Phàm gì cùng cơ trí, Từ Trấn Nam như thế nhắc lên, trong đầu lập tức liền có phương hướng, song nghi không khỏi có chút nhăn lại, lạnh nhạt hỏi, Phương thúc thúc vừa đi cửa sắt, địa phương bên trên những người này, không đến mức như vậy đuôi mù à? Phương Lê trước mấy thời gian chính thức đi cửa sắt nhậm chức, tiến vào Yến Bắc tỉnh ủy ban, xuất trưởng chính trị và pháp luật hệ thống. Kiêm nhiệm Yến Bắc tỉnh phòng công an sở trưởng. Đối với Phương Lê cái này bổ nhiệm, cũng không phải không có ai nghi vấn. Cũng không phải nói tư lịch vấn đề, Phương Lê tư lịch là đầy đủ. Phương Lê vốn chính là phó bộ cấp cán bộ, Phương gia tại chính trị và pháp luật hệ thống thâm căn cố đế, rời kinh đi nhậm chức Yến Bắc, bất quá là gia tăng một đoạn địa phương thượng nhiệm chức kinh lịch, người lý lịch chỉnh tề tốt hơn nhìn chút thôi, căn bản liền chưa nói tới là đề bạt, thậm chí ngay cả trọng dụng đều chưa nói tới. Nhiều nhất xem như bình điều. Nguyễn Cưỡng muốn nói có ít chỗ tốt, chính là ở tỉnh ủy thành viên ban ngành trên vị trí này, sau này có thể đi địa phương càng nhiều, nhưng cung cấp lựa chọn nào khác lớn hơn. Chân chính để người nghi vấn chính là Phương Lê cái kia phòng công an giải kiêm chức. Chính trị và pháp luật bí thư kiêm nhiệm công an cơ quan thủ trưởng, đương thời là hết sức phổ biến cách làm, từ trên xuống dưới, dạng này bổ nhiệm chỗ nào cũng có. Nhưng mà cụ thể đến Yến Bắc tỉnh, cụ thể đến Phương Lê bản nhân trên đầu, cái này bổ nhiệm liền có chút ý vị sâu xa. Phương Lê bản nhân chưa hề tại công an cơ quan từng nhậm chức, không có mặc qua dù là một ngày đồng phục cảnh sát. Trước đó, hắn chủ yếu làm cũng là cân đối làm việc, đây là hắn sở trường. Chỉ huy cụ thể hành động,
tựa hồ cũng không phải là Phương thư ký am hiểu. Cùng cả nước các nơi rất nhiều nơi công an cơ quan đồng dạng, Yến Bắc tỉnh hệ thống công an nội bộ cũng là đỉnh núi san sát, thế lực khắp nơi đánh cờ dây dưa không thôi. Nguyên bản lần này điều chỉnh, phòng công an giải chức vụ này, là dự định an bài cho kỹ thuật cán bộ, sau đó phòng công an nội bộ còn có mấy cái trọng yếu chức vụ cũng phải làm tốt an bài, tính là đối các mặt thế lực đều có cái bàn giao. Ai ngờ bên trên đi ngoài dữ liệu để Phương Lê kiêm nhiệm phòng công an dài, mà lại đối phòng công an nội bộ cương vị điều chỉnh cũng cho đông kết, vốn có nhân viên một mực bất động. Trên danh nghĩa là để cùng Phương Lê đến nhận chức quen thuộc tình huống về sau lại làm điều chỉnh, trong thực tế tình tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Phương Lê người còn chưa tới cửa sắt, đã bị trên kệ hỏa lô. Nhiêu Ngọc Sinh thở dài, nói ta lúc ấy nói, Yến Bắc chỗ kia phức tạp, không dễ làm, để hắn thận trọng cân nhắc. Cũng không biết nghe ai đầu độc, tỷ phu của ta lúc này là quyết tâm, một ngụm liền đáp ứng, vội vã liền đi. Ai nha, Yến Bắc là thật phức tạp. Điểm này, Tiêu Phàm cùng Từ Trấn Nam đều tán đồng. Yến Bắc bởi vì đặc thù vị trí địa lý, từ trước là bảo vệ kinh sư cuối cùng một lớp bình phong, Yến Bắc tỉnh chính trị cũng rất thụ cao tầng chú ý, không ít chính trị đại phái hệ đều nhúng tay Yến Bắc nhân sự an bài. Trọng yếu như vậy một cái kinh kỳ tỉnh, không thể nghi ngờ không thể nào làm được thuần một sắc. Từ một cái nào đó chính trị phe phái hoặc là hào môn thế gia đến trưởng khống. Các thế lực lớn cũng sẽ ở nơi này biểu hiện bọn hắn tồn tại. Chỉ một điểm này, liền tạo thành Yến Bắc tỉnh cục thế chính trị đặc biệt phức tạp, các loại quan hệ dây dưa không rõ. Tỷ như lần này Phương Lê kiêm chức, bên trong liền thật không đơn giản. Đừng nhìn chỉ là dính đến một cái phòng công an nhân sự an bài, nhưng bởi vì hệ thống công an đặc thù, phòng công an bổ nhiệm nhân sự chẳng những phải đi qua Yến Bắc tỉnh ủy nghiên cứu, còn cần đi qua Bộ Công an nghiên cứu đồng ý. Song phương ý kiến nhất trí, nhân sự an bài mới có thể chứng thực xuống dưới. Nói cách khác, để Phương Lê kiêm nhiệm Yến Bắc tỉnh phòng công an dài, đồng thời đông kết Yến Bắc tỉnh phòng công an nội bộ điều chỉnh nhân sự, bản thân liền là thế lực khắp nơi đánh cờ về sau tạm thời đạt thành thỏa hiệp. Loại tình hình này khẳng định không có khả năng trường kỳ tiếp tục kéo dài, mâu thuẫn sớm muộn muốn bộc phát, phải giải quyết, chính là cái trễ bộc phát sớm bộc phát vấn đề mà thôi. Nhiêu Ngọc Sinh là thật không hiểu, vì cái gì Phương Lê chọn đi Yến Bắc tỉnh nhậm chức. Tự nhiên, hắn cùng Từ Trấn Nam đều không rõ ràng lắm, Phương Lê cuối cùng quyết định đi Yến Bắc, cũng là bởi vì trước mắt vị này Tiêu Đại Sư nói qua một câu, Đông Nam 600 bên trong, là Phương Lê phúc địa. Lúc này ngược lại tốt, vừa tới Yến Bắc, ngay cả băng ghế cũng còn không có che nóng, liền có người ra yêu thiêu thân. Nhiêu Ngọc Sinh vừa nói vừa lắc đầu liên tục, thần sắc rất là ảo não. Tiêu Phàm vẫn như cũ từ tốn nói, cán thương nơi tay, thực sự có người ra yêu thiêu thân, bắt lại chính là. Đương nhiên, cán thương không có thể giải quyết toàn bộ vấn đề, có rất nhiều đại nhân vật, liền không phải có thể dùng cán thương đi đối phó, nhưng ở Tiêu Phàm nghĩ đến, như vậy đại nhân vật chí ít không bao gồm Đồng Thiên Lỗi loại cấp bậc kia thương nhân ở bên trong. Dù là hắn là cái đỏ đỉnh thương nhân, tại Phương Lê dạng này hào môn thế gia đời thứ hai trưởng môn nhân trước mặt, cũng còn chưa đủ nhìn. Nhiêu Ngọc Sinh lần nữa phiền muộn một chút, lập tức cười khổ nói, một ít, địa phương bên trên sự tình, thật phức tạp, xử lý không tốt. Lời nói này rất huyền chuyển, kỳ thật chính là hướng Tiêu Phàm vạch ra, ca môn, địa phương bên trên những việc này, ngươi là thật không hiểu. Nào có đơn giản như vậy, ngươi cho rằng nói bắt người liền có thể bắt sao? Một ít, Đồng Thiên Lỗi người này đi, giống như cùng Tiết Lan Tiết chủ nhiệm quan hệ rất không tệ, nghe nói bọn hắn hay là bạn học thời đại học. Từ Trấn Nam lại ở một bên nhắc nhở, Tiết Lan chính là Tiết Gốm cô, tại bảo đảm giám sẽ làm việc. Cân nhắc đến Tiêu Phàm trước kia một mực tại, không hỏi thế sự, chưa hẳn liền biết Tiết Lan là thần thánh phương nào. Bất quá Tiết Gốm cùng Tiêu Phàm là đồng học, tăng thêm một câu như vậy giải thích, liệu tất Tiêu Phàm liền nắm chắc trong lòng. Tiêu Phàm lông mày quả nhiên nhẹ nhàng nhăn lại, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Tiết gia tại thủ đô cũng coi là rất có danh vọng hào môn thế gia. Cứ việc còn không đuổi kịp Tiêu gia Uông gia dạng này một cùng hào môn, thế lực cũng là không tiểu. Nhất là tại tài chính nghiệp cái này một khối, càng là có cực kỳ sâu xa lực ảnh hưởng. Tỷ như Tiết Gốm tại chứng giám hội làm việc, hắn cô Tiết Lan tại bảo đảm giám sẽ làm việc. Vô luận chứng giám hội hay là bảo đảm giám sẽ, trên thực tế tất cả đều là từ ngân hàng nhân dân tách ra, nhiều năm trước kia, bọn hắn là người một nhà. Thẳng đến về sau nghề bảo hiểm vụ cùng chứng khoán nghiệp vụ cao tốc phát triển, mới không thể không đem ngân hàng nhân dân đối nghề bảo hiểm cùng chứng khoán nghiệp giám thị chức năng tách ra ngoài, chuyên môn thành lập bảo đảm giám sẽ cùng chứng giám hội hai cái này cơ cấu. Bất quá lập tức, Tiêu Phàm thần sắc lại trở nên bình tĩnh như nước,
tựa hồ đối với việc này không có hứng thú. Xác thực chuyện này cùng hắn quan hệ cũng không phải rất lớn, nhìn qua, thậm chí cùng Nhiêu Ngọc Sinh từ Trấn Nam quan hệ cũng không lớn. Cùng loại chính trị đấu tranh cùng đánh cờ, Phương Lê nhưng so với bọn hắn kinh nghiệm phong phú nhiều. Tiêu Phàm không cảm thấy mình bao biện làm thay có thể so Phương Lê xử lý phải càng tốt hơn. Nhiêu Ngọc Sinh cùng Từ Trấn Nam lại liếc nhau, Nhiêu Ngọc Sinh cắn răng, nói, một ít, Đổng Thiên Lỗi người này mặc dù tính khí nóng nảy, bất quá cũng coi như giảng nghĩa khí, đối với bằng hữu không sai. Mà lại hắn tại cửa sắt thanh sinh ý làm được lớn như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cùng cơ thị tập đoàn cũng có chút vãng lai. Lời này nghe vào hay là 10 điểm không giới hạn, Tiêu Phàm lại trong nháy mắt liền minh bạch Nhiêu Ngọc Sinh lời ngầm. Đổng Thiên Lỗi người này, không những ở trên quan trường có hậu đài có chỗ dựa, ở địa phương thế lực cũng rất lớn, các loại quan hệ rắc rối phức tạp, cùng cơ khinh xa cùng cơ thị tập đoàn quan hệ, tuyệt sẽ không là Nhiêu Ngọc Sinh nói đơn giản như vậy. Chỉ sợ Nhiêu Ngọc Sinh bản nhân, cũng cùng Đổng Thiên Lỗi có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên lụy. Cuối cùng, Nhiêu Ngọc Sinh cũng là thương nhân, ngay tại Kinh Yến kinh doanh, cùng Đổng Thiên Lỗi cơ khinh xa đều có rất sâu kết giao, 10 điểm bình thường. Bây giờ Đổng Thiên Lỗi bỗng nhiên muốn ra yêu thiêu thân, hướng Nhiêu Ngọc Sinh tỷ phu Phương Lê khiêu khích, Nhiêu Ngọc Sinh tự nhiên là ngồi không yên. Vô luận bên nào ăn thiệt thòi, đối với hắn đều không có chỗ tốt. Việc này, còn phải điều giải. Trước đó, Nhiêu Ngọc Sinh muốn điều giải việc này, nói cái gì cũng sẽ không tìm được Tiêu Phàm trên đầu. Nhưng tình huống bây giờ tự nhiên không giống. Phương Lê Nhiêu Vũ Đình đối Tiêu Phàm cảm nhận tốt như vậy, thậm chí Phương Du Mỹ tiểu nha đầu kia đều nói muốn cho Tiêu Phàm làm bạn gái. Bởi vậy có thể thấy được, Phương gia là thật dự định cùng Tiêu gia tiến một bước giữ gìn mối quan hệ. Mà cơ khinh xa tựa hồ cùng Tiêu Phàm quan hệ cũng rất tốt. Tiêu Phàm chẳng phải là điều giải việc này nhân tuyển tốt nhất à? Bất quá nhìn qua, Tiêu Nhất Thiếu tựa hồ đối với xung làm điều người không nhiều hứng thú lắm. Chương 265, phe thứ ba thế lực. Mắt thấy Tiêu Phàm thần sắc nhàn nhạt, không có liền Đổng Thiên Lỗi sự tình nói thêm cái gì, Nhiêu Ngọc Sinh cũng liền không tốt tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. Dù sao chuyện này không đơn giản, vẻn vẹn chỉ là một cái Đổng Thiên Lỗi, cũng liền thôi, mấu chốt liên lụy đến Tiết gia, còn liên lụy đến Phương Lê, thậm chí liên lụy đến toàn bộ Yến Bắc tỉnh ủy cùng cao tầng nội bộ một chút rắc rối phức tạp quan hệ nhân mạch, Tiêu Phàm không có ý định nhúng tay đi vào. Đương nhiên, cái này cũng cùng Nhiêu Ngọc Sinh thái độ có quan hệ rất lớn. Nhìn qua, Nhiêu Ngọc Sinh đối Tiêu một trẻ măng khi khách khí, thậm chí là cung kính, không có chút nào chỗ thất lễ. Nhưng cái này đều chỉ là mặt ngoài đồ vật, trên thực tế, Nhiêu Ngọc Sinh tại Tiêu Phàm trước mặt vẫn luôn rất cẩn thận, rất nhiều lời đều không dám làm rõ nói. Chí ít hắn vẫn chưa nói cho Tiêu Phàm, chuyện này cùng hắn Nhiêu Ngọc Sinh đến cùng lớn bao nhiêu liên quan. Nếu như vẻn vẹn chỉ là cùng Đổng Thiên Lỗi có chút kinh doanh bên trên vãng lai, Nhiêu Ngọc Sinh đoạn không đến mức như thế không giữ được bình tĩnh. Chính chủ cũng còn không động tác đâu, người gấp cái gì? Nhiêu Ngọc Sinh không chịu chủ động nói rõ. Tiêu Phàm tự nhiên tuyệt sẽ không truy vấn ngọn nguồn. Yến hội cũng là đều vui mừng mà tán, Nhiêu Ngọc Sinh cùng Từ Trấn Nam cung cung kính kính đem Tiêu Phàm đưa đến cửa khách sạn, đưa mắt nhìn đại bôn rời đi. Nhiêu Ngọc Sinh sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, Từ Trấn Nam thấp giọng nói, Ngọc Sinh, người cũng không nên quá lo lắng. Nhiêu Ngọc Sinh hừ một tiếng, nói ta có thể không lo lắng ha. Tỷ phu của ta tính cách ngươi ít nhiều hiểu rõ một điểm a. Đổng Thiên Lỗi tính tình, ngươi liền rõ ràng hơn. Kia là cái ngốc lớn mật, không sợ trời không sợ đất. Một khi đòn khiêng bên trên, ai có thể cho bọn hắn giải khai. Lão hồ ly kia, tự tay đem chuyện này giao đến tỷ phu của ta trong tay, nói rõ chính là muốn tọa sơn quan hổ đấu, tránh đều tránh không khỏi. Từ Trấn Nam tê tê hút một ngụm khí lạnh, đưa thay sờ sờ cái cằm, tựa hồ cũng cảm thấy việc này rất khó khăn xử lý. Đại bôn rời đi Trung Thiên khách sạn không lâu, Tiêu Phàm điện thoại di động lại vang lên, là cơ khinh xa đánh tới. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, xem chừng cơ khinh xa cũng nên gọi điện thoại cho hắn. Cứ việc trước đó, Tiêu Phàm đối Yến Bắc tỉnh thế lực khắp nơi hiểu rõ không phải vào sâu như vậy, lại vô cùng rõ ràng. Một khi Yến Bắc phát sinh đại sự, gần như không thể tránh khỏi muốn đem cơ khinh xa cùng cơ thị tập đoàn cho liên lụy đi vào. Vô luận trên mặt bàn hay là dưới mặt bàn, cơ thị tập đoàn cùng cơ khinh xa đều tính được là Yến Bắc tỉnh hết sức quan trọng một phái thế lực. Vừa rồi Nhiêu Ngọc Sinh mặc dù có chút nói không tỉ mỉ, Tiêu Phàm cũng có thể đoán được, việc này cơ khinh xa thoát không khỏi liên quan, lại không biết là nguyên nhân gì, cơ khinh xa không có tự mình đến cùng hắn gặp mặt. Thật xin lỗi, một ít, không có quá khứ cùng ngươi. Thất lễ, điện thoại vừa tiếp thông, cơ khinh xa liền là đi thẳng vào vấn đề nói,
ngữ khí hiền hòa tự nhiên, là hoàn toàn bằng hữu tư thế, bất quá vẫn là lộ ra mấy phần khách khí, cho thấy phải tại Cơ Khinh Sa trong suy nghĩ, nàng cùng Tiêu Phàm quan hệ còn ở vào một loại nào đó cần nghiên cứu thêm nghiệm giai đoạn. Không sao, Tiêu Phàm trả lời vẫn là như vậy lời ít mà ý nhiều, không lộ mảy may thanh sắc. Cơ Khinh Sa khe khẽ thở dài, nói thật xin lỗi. Một ít, gần đây lại có người bắt đầu nghĩ cách, ta không thể không đặc biệt chú ý cẩn thận một điểm. Nếu là cùng ngươi áp sát quá gần, vạn nhất bị có ý khác người lấy ra làm văn chương, coi như không tốt giải thích. Tiêu Phàm nhàn nhạt lên tiếng, từ chối cho ý kiến. Yến Bắc Tỉnh tình huống có lẽ rất phức tạp, nhưng người khác muốn bắt hắn đến làm văn chương. Nhưng cũng không có đơn giản như vậy, lão Tiêu gia đích hệ tử đệ, tuyệt không phải tốt như vậy liên lụy. Bình thường chính trị đánh cờ, tất cả mọi người sẽ rất cẩn thận tránh đi những cái kia siêu cấp hào môn. Bởi vì là siêu cấp hào môn một khi bị liên lụy vào, Tiêu lão gia tử loại này đẳng cấp nguyên lão dù chỉ là nhẹ nhàng một câu, đều đủ mọi người luống cuống tay chân một hồi lâu. Đương nhiên, đặc biệt nhằm vào cái nào đó hào môn phát động thế công, kia lại coi là chuyện khác. Một ít, kỳ thật chuyện này, Phương Thư Ký khả năng hiểu lầm, Yến Bắc Tỉnh người của mọi tầng lớp, đối với Phương Thư Ký đến nhậm chức Yến Bắc, đều là rất hoan nghênh. Đối Phương Thư Ký yêu cầu, tất cả mọi người rất biết rất hết sức đi phối hợp. Có lẽ riêng lẻ vài người phản ứng hơi chỉ độn một điểm, cũng không phải muốn cố ý lãnh đạm. Cơ Khinh Sa cân nhắc câu chữ, cẩn thận nói. Kỳ thật Cơ Khinh Sa lời nói này, hoàn toàn có thể xem là Yến Bắc Tỉnh dân gian thế lực tỏ thái độ. Cơ Khinh Sa không có quá hiển hách quan phương thân phận, nhưng nàng tại Yến Bắc Tỉnh chân thực thế lực, lại là rõ ràng, rất nhiều người đều rõ ràng. Cơ Khinh Sa minh bạch nói cho Tiêu Phàm, nàng không có ý định cùng Phương Lê đối nghịch, những người khác tựa hồ cũng không có tính toán như vậy. Yến Bắc trên đường bằng hữu sẽ rất phối hợp Phương Thư Ký. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói Cơ Tổng, Đồng Thiên Lỗi có phải là thuộc về kia phản ứng chỉ độn thiếu trong mấy người một cái. Cơ Khinh Sa là Yến Bắc thế lực ngầm long đầu lão đại, lại không có nghĩa là toàn bộ Yến Bắc Tỉnh liền không có cái khác đại ca, trên thực tế, liền xem như Văn Nhị Thái gia tại Hoàng Hải, cũng chỉ là một vị sau cùng trọng tài, mà không thể nào làm được nhất thống thiên hạ. Đồng Thiên Lỗi thế lực có lẽ còn so ra kém Cơ Khinh Sa, hẳn là cũng đầy đủ hắn tự thành hệ thống. Cơ Khinh Sa không nguyện ý cùng Phương Lê đối nghịch, không có nghĩa là Đồng Thiên Lỗi cũng sẽ là hoàn toàn tương tự ý nghĩ. Đồng lão đại nhất định phải riêng một ngọn cờ, người cơ luôn có thể quản được hắn a. Cơ Khinh Sa cười khổ một tiếng, nói, một ít, Đồng Thiên Lỗi thần kinh là tương đối lớn một điểm, nhưng phản ứng cũng không đến nỗi trễ như vậy cùn. Hắn chỉ là tính tình tương đối táo bạo, lại không phải đồ ngốc. Bất quá lần này, Đồng Thiên Lỗi mình không có nhiều lựa chọn nào khác. Một ít, ngươi là đại nhân vật, đối với Đồng Thiên Lỗi loài cỏ này mãng xuất thân tiểu nhân vật, khả năng ngày bình thường hiểu rõ cũng không nhiều. Mặc kệ hắn là tính cách gì, hắn đi cho tới hôm nay không dễ dàng, càng như vậy, càng là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Thật đem hắn bức gấp, chuyện gì cũng dám làm. Cá nhân ta cảm thấy, Phương Thư Ký vừa mới đến nhận chức, vẫn là phải trước ổn vừa vững, tìm hiểu một chút tình huống lại nói. Cũng cho đoàn người một chút xíu thời gian. Một ít, xin ngươi nhắn dùm Phương Thư Ký, không nên đem người làm cho quá gấp. Chó gấp còn nhảy tường đâu. Đồng Thiên Lỗi trình độ không thấp, bản khoa, thậm chí cùng Tiết Gốm cô Tiết Lan còn là đồng học, bên trên chính là danh giáo. Bất quá cùng Tiêu Phàm tương đối mà nói, Đồng Thiên Lỗi cũng chỉ có thể coi là xuất thân lùm cỏ. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nói, Cơ Tổng tựa hồ đối với vị này Đồng Thiên Lỗi ấn tượng rất không tệ a. Cơ Khinh Sa chỉ thiếu chút nữa nói rõ, trên thực tế liền là muốn Tiêu Phàm ra mặt làm hòa sự lão, để Phương Lê thả Đồng Thiên Lỗi một ngựa, ít nhất cũng phải cho Đồng Thiên Lỗi tranh thủ một điểm thời gian, để hắn có cơ hội đổi chính tự mình sai lầm. Đến tận đây, Tiêu Phàm có thể 100% khẳng định, Nhiêu Ngọc Sinh cùng Đồng Thiên Lỗi ở giữa liên lụy rất sâu. Không phải, Nhiêu Ngọc Sinh là Phương Lê cậu em vợ, từ hắn ra mặt đi hướng Phương Lê cầu tình, không so mượn tay người khác Tiêu Phàm cái này ngoại nhân tới thuận tiện. Chính là bởi vì Nhiêu Ngọc Sinh cùng Đồng Thiên Lỗi dây dưa không rõ, mới không dám đến Phương Lê trước mặt đi cầu chuyện này. Hắn là người trong cuộc nha, mà lại Tiêu Phàm nếu là ra mặt, đại biểu không chỉ có riêng là bản thân hắn, còn ẩn ẩn đại biểu cho Tiêu gia. Chẳng những Phương Lê cùng Đồng Thiên Lỗi phía sau Tiết gia sẽ rất kiêng kỵ, vị kia trực tiếp đem Phương Lê gác ở trên lửa đồ nướng đại nhân vật, đều phải cẩn thận cân nhắc một chút. Một nói ít cười, nói thật, ta đối Đồng Thiên Lỗi không có nửa phân hảo cảm. Người này quá thô lỗ, tính tình rất thúi, ta không để ý tới hắn nhiều năm. Bất quá dưới mắt thế cục này, dắt một phát động toàn thân a.
Cơ Khinh Sa trong giọng nói, mang theo rất rõ ràng bất đắc dĩ. Nếu có thể không nhận liên lụy liền đem Đồng Thiên Lỗi xử lý, Cơ Khinh Sa đương nhiên rất tình nguyện. Mấu chốt hiện tại thời cơ không đúng, Phương Lê thật xuất thủ đem Đồng Thiên Lỗi xử lý, Yến Bắc cái khác mấy cỗ dân gian thế lực lập tức liền sẽ phải gánh chịu vạ lây. Nhất là nếu là đem Nhiêu Ngọc Sinh liên lụy đi vào, cơ hồ sẽ trực tiếp liên lụy đến Cơ Khinh Sa. Đừng nhìn Cơ Khinh Sa cùng Đồng Thiên Lỗi ở giữa không thế nào thích hợp, Nhiêu Ngọc Sinh lại là liên hệ song phương cầu nối. Làm tại kinh nước Yến mặt phát triển kinh thương con em thế gia, Nhiêu Ngọc Sinh cùng Cơ Khinh Sa Đồng Thiên Lỗi dạng này ngay tại chỗ hổ giữ gìn mối quan hệ, hoàn toàn hẳn là. Nhiều người bằng hữu nhiều con đường nha. Tiêu Phàm chậm rãi lái đại bôn tại rộng rãi xi măng trên đường cái vững vàng hướng về phía trước, đối điện thoại di động trầm giọng nói, Cơ Tổng, đối với Yến Bắc tình huống cụ thể, người so ta rõ ràng nhiều. Phương thư ký cũng so ta rõ ràng được nhiều, tin tưởng hắn sẽ có trọn vẹn hoàn thiện phương thức xử trí. Cơ Khinh Sa nhẹ nói, một ít, ta đối Yến Bắc tình huống, có lẽ còn không bằng Hoàng thư ký hiểu như vậy. Hoàng thư ký mới thật sự là lão Yến Bắc, nghe nói Phương thư ký vừa đến mặc cho, Hoàng thư ký liền cùng Phương thư ký gặp qua mặt, hy vọng Phương thư ký có thể hảo hảo chỉnh đốn một chút cửa sắt trị an trật tự, đối với một chút nghiêm trọng uy hiếp xã sẽ an toàn trị an tai họa ngầm, muốn dưới đại lực khí dọn dẹp sạch sẽ, triệt để tiêu trừ nguy hiểm tai họa ngầm. Cơ Khinh Sa rốt cục đem mấu chốt nhất một điểm nói ra. Trong miệng nàng lời nói Hoàng thư ký, Tiêu Phàm đương nhiên biết rõ là thần thánh phương nào. Chính là Yến Bắc tỉnh một vị nào đó phó thư ký, Yến Bắc nhân vật số 3. Như là Cơ Khinh Sa nói như vậy, Hoàng thư ký là lão Yến Bắc, đơn thuần luận tại Yến Bắc làm việc tư lịch, đương nhiệm Yến Bắc tỉnh ủy lão đại cùng tỉnh chính phủ lão đại, đều so Hoàng thư ký kém chút hỏa hầu. Hoàng thư ký ở tỉnh ủy phân công, chẳng những phân công quản lý cán bộ làm việc, còn kiêm quản chính trị và pháp luật làm việc. Hoàng đại bằng bí thư, Tiêu Phàm lông mày nhau. Khó trách chuyện này, nhiều Ngọc Sinh cùng Cơ Khinh Sa đều nóng nảy, lại nguyên lai là có phe thứ ba tham gia. Nếu không, Phương Lê vừa mới đến nhậm chức Yến Bắc, coi như kiến công lập nghiệp tâm tình lại bức thiết, cũng sẽ không như thế vội vã hướng Tiết Lan đồng học khai chiến. Huống chi Phương Lê ra sao cùng ổn trọng tính cách, Phương Lê vừa đến, Hoàng đại bằng liền đem Đồng Thiên Lỗi đẩy lên trước mặt hắn, nói rõ là muốn tọa sơn quan hổ đấu. Tại Phương Lê trong mắt, Đồng Thiên Lỗi cố nhiên không đáng nói đến, tùy tiện duỗi ra một cái ngón tay, liền đem Đồng Thiên Lỗi cùng hắn xí nghiệp tập đoàn nghiền nát. Nhưng tăng thêm Đồng Thiên Lỗi đứng sau lưng Tiết Lan cùng toàn bộ Tiết gia, vậy coi như không đơn giản. Hoàng đại bằng rõ ràng cũng không phải hướng về phía Đồng Thiên Lỗi đi. Một cái người trong nghề, nếu như không có Tiết gia môi giới thân phận, để người ta Hoàng thư ký cầm con mắt nào nhìn ngươi đây. Một ít, nói thật đi, ta cảm thấy... Nào đó chút ít đại nhân vật tướng ăn cũng quá khó coi một chút. Chốc lát, Cơ Khinh Sa tại điện thoại bên kia nói, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt mỉa mai chi ý. Chương 266, thế cục cũng không lạc quan. Cơ Tổng, ta có cái đề nghị. Tiêu Phàm không có vội vã trả lời Cơ Khinh Sa ngôn ngữ, trầm mặc chốc lát, mới chậm rãi nói. Một thiếu thỉnh giảng, mặc kệ là đại nhân vật còn là tiểu nhân vật, mặc kệ là đại nhân vật còn là tiểu nhân vật. Ta đề nghị hay là từ người khác đi giải quyết. Vô luận là Yến Bắc hay là địa phương khác, dù sao đều là chấp chính đảng thiên hạ. Tiêu Phàm ngữ khí rất là nghiêm túc, Cơ Khinh Sa liền sững sờ ngơ ngác một chút. Ngọc Quan Âm Cơ Khinh Sa địa vị, sớm đã đạt được giang hồ đồng đạo công nhận. Tại dân gian, Cơ Khinh Sa cơ hồ có nhất ngôn cửu đỉnh vô thượng địa vị. Nhưng loại này giang hồ địa vị, tự nhiên không có khả năng thật bên trên được bàn tiệc. Tiêu Phàm đây là đang công khai nhắc nhở Cơ Khinh Sa. Đại nhân vật ở giữa sự tình, tuyệt đối không được lẫn vào quá sâu. Cơ Khinh Sa lão gia tử, năm đó cũng là bởi vì xa vào đến những này không nói rõ được cũng không tả rõ được đánh cờ bên trong, mới có thể tại như mặt trời ban trưa lúc bỗng nhiên xảy ra chuyện, khiến trẻ tuổi Cơ Khinh Sa không thể không vội vã gấp trở về, tiếp nhận bấp bênh Cơ thị tập đoàn. Về sau Cơ Khinh Sa cũng xác thực biểu hiện ra cực mạnh năng lực, thậm chí có truyền ngôn nói, tiền nhiệm Yến Bắc tỉnh ủy bí thư thôi chức. Đều cùng Cơ Khinh Sa có mật thiết nào đó liên quan. Đương nhiên loại này giang hồ truyền ngôn chưa hề từng chiếm được chân chính nghiệm chứng. Nhưng mà dù coi như truyền ngôn là thật, Cơ Khinh Sa thật có cái này khiêu động một tỉnh chính đàn năng lực, Tiêu Phàm cũng cho rằng nàng nhất định phải càng thêm chú ý cẩn thận. Một cái không phải người bên trong thể chế, trộn lẫn vào bên trong thể chế đánh cờ sâu như thế, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Lấy hắn Tiêu gia đích trưởng tôn thân phận, tham dự chính trị đánh cờ. Cũng chỉ có thể du tẩu tại biên giới, làm cái từ bên cạnh hiệp trợ tác dụng, chân chính diễn chính, còn phải là Tiêu lão gia tử, Tiêu Trạm,
Diệp Khí Vân những này bên trong thể chế quan lớn. Cơ Khinh Xa nhưng không có hắn mạnh mẽ như vậy chỗ dựa. Mà lại lần này tham dự đánh cờ số phe nhân mã, Phương Lê, Hoàng Đại Bằng, Đồng Thiên Lỗi đều không thể coi thường, đều tiếp dây anten. Cơ Khinh Xa tấm kia tân tân khổ khổ bệnh lên đến quan hệ. Tại loại trình độ này đánh cờ bên trong, đến cùng có thể cho nàng cung cấp bao lớn trợ lực, thực tế khó mà nói. Một ít, kỳ thật ta một chút đều không muốn trộn lẫn cùng. Cơ Khinh Xa nói, trong giọng nói, xen lẫn nhẹ nhẹ bất đắc dĩ. Ta không muốn lẫn vào, nhưng lại không thể không lẫn vào. Người trong giang hồ, người không khỏi mình, đúng, một thiếu, cái kia hộp đen, mở ra đi. Bên trong có cái gì tốt bảo bối a? Cơ Khinh Xa lập tức từ cô đơn bên trong thoát khỏi ra, mỉm cười hỏi, ngữ khí nặng lại trở nên ưu nhã vui sướng. Cơ Khinh Xa cùng Tân Lâm cùng Uyển Thiên Thiên cũng khác nhau, nàng không tình nguyện lắm đem mình yếu ớt một mặt tại Tiêu Phàm trước mặt triển lộ ra. Mà lại, nàng cũng đúng là một mực chú ý Uyển Thiên Thiên từ tần quan bớt thu hồi lại cái kia hộp đen, không biết cổ nhân đến cùng ở bên trong thả chút vật gì tốt. Tiêu Phàm mỉm cười nói, còn không có mở ra, thứ này, khác nghề như cách núi. Không tìm được người trong nghề thật đúng là không tốt giải. Bất quá đoán chừng cũng không bao lâu nữa liền có thể tìm tòi hư thực. Vậy là tốt rồi, Cơ Khinh Xa nhẹ nhàng cười một tiếng, lại cùng Tiêu Phàm hàn huyên vài câu, liền là cúp điện thoại. Tiêu Phàm song mi dần dần vặn thành một cái chữ xuyên. Cùng Nhiêu Ngọc Sinh cùng một chỗ lúc uống rượu, Tiêu Phàm đối với chuyện này cũng không quá để tâm, lấy Nhiêu Ngọc Sinh thân phận, tha nhà thực lực, chỉ cần không phải trời cái sọt lớn. Tổng không có quá lớn phiền phức, hiện tại, đương nhiên không giống. Có thể làm cho Cơ Khinh Xa cùng hắn nói ra vừa rồi kia lời nói đến, có thể thấy được việc này nghiêm trọng trình độ, vượt qua dữ liệu của hắn. Cơ Khinh Xa kết xuống tấm kia quan hệ, không thể coi thường. Cơ Khinh Xa chỗ ngồi khách quý. Thậm chí còn có hội nghị trưởng lão thành viên, có dạng này mạnh hữu lực quan hệ, bình thường phiền phức, Cơ Khinh Xa tuyệt đối có thể hời hợt hóa giải mất, quyết không đến mức chủ động hướng hắn cầu viện binh. Thực chất bên trong đầu, Cơ Khinh Xa kiêu ngạo cũng là không thể nghi ngờ. Đồng dạng, Phương Lê bị cuốn vào đến đây là không phải ổ bên trong, cũng là Tiêu Phàm không nguyện ý nhìn thấy. Trải qua qua cố gắng của hắn. Hiện tại Phương gia không nói đã chuẩn bị cùng Tiêu gia kết thành minh hữu, tối thiểu nhất xem như lui tới mật thiết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Phương Lê cũng là tin tưởng hắn dự đoán mới quyết định đi Yến Bắc tỉnh nhậm chức. Tiêu Phàm dứt khoát nói qua, Tây Nam 600 bên trong, là Phương Lê phúc địa. Bây giờ vừa mới nhậm chức liền gặp được loại này thật không tốt xử trí đại phiền toái, chỉ sợ đối với hắn Tiêu chân nhân cảm nhận, muốn chuyển tiếp đột ngột. Đại bôn chậm rãi chạy tiến vào chỉ thủy xem ga ra tầng ngầm. Nguyên bản chỉ thủy xem không có ga ra tầng ngầm, chỉ thủy tổ sư xây dựng chỉ thủy quan chi lúc, dù coi như là tại thành phố thủ đô, ô tô cũng vẫn là cái dương đồ chơi, tại sang toàn bộ cần ỉ lại nhập khẩu, đường cái kiến thiết cũng rối tinh rối mù niên đại, ô tô coi là thật không thế nào áp dụng. Cái này ga ra tầng ngầm là cải cách mở ra về sau rất nhiều năm, mới cải biến ra. Ngày xưa yên tĩnh chỉ thủy xem, từ khi Uyển Thiên Thiên chuyển sau khi đi vào, liền trở nên không phải an tĩnh như vậy. Soát. Một cái đen nhánh đồ vật, bỗng nhiên từ trong động vọt ra, người biết là cái gì sao? Chỉ thủy xem nào đó lương đình phía dưới, Uyển Thiên Thiên hòa Phong mẹ kế ngồi đối diện nhau, Uyển Thiên Thiên một thân màu đỏ váy áo, đâm hai đầu bím tóc, vẫn là như vậy la lị, gió mẹ kế thì là áo trắng váy trắng, phiêu nhiên xuất trần, nhìn qua, gió mẹ kế niên kỷ so Uyển Thiên Thiên còn lớn 2-3 tuổi. Bất quá giờ phút này, thành thục ổn trọng gió mẹ kế hai con mắt trợn thật lớn, không nháy mắt tiếp cận váy đỏ la lị Uyển Thiên Thiên. Tú đẹp trên gương mặt, lộ ra lại là hiếu kỳ lại là khẩn trương thần sắc, lắc đầu liên tục. Là cái gì nha? Rắn, một đầu lão đại rắn. Uyển Thiên Thiên hai tay bỗng nhiên quét ra, ngã ngửa người về phía sau, hét lên. A, gió mẹ kế lập tức rít lên một tiếng, trong mắt bắn ra thất kinh thần sắc, lập tức đưa tay vỗ vỗ ngực, thở phào một hơi. Ai nha, hù chết ta. Thiên Thiên tỷ tỷ, cái này cổ mộ đáng sợ như vậy, các ngươi làm gì còn muốn đi vào a? Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Lại là Uyển Thiên Thiên ngay tại cho gió mẹ kế kể chuyện xưa, giảng chính là Uyển Thiên Thiên một lần nào đó trộm mộ kinh lịch. Uyển Thiên Thiên khẩu tài cực giai, đặc biệt giỏi về kiến tạo khủng bố bầu không khí, một đoạn đối nàng mà nói, tựa như chuyện thường ngày, lại bình thường bất quá kinh lịch, tại gió mẹ kế nghe tới, quả thực chính là kinh tâm động phách, so Hollywood còn kinh khủng hơn, còn muốn truyền kỳ. Gió mẹ kế tính cách nhu uyển, nhã nhặn trang nhã, chuyển tiến vào chỉ thủy xem trong mấy ngày này, cùng trong quán mỗi người quan hệ đều chỗ rất khá. Chẳng những Tân Lâm rất thích nàng,
Uyển Thiên Thiên cũng rất nhanh liền cùng nàng hòa mình. Tương đối trầm tĩnh Tân Lâm, gió mẹ kế tựa hồ càng thích cùng trời sinh tính hoạt bát Uyển Thiên Thiên ở chung một chỗ. Đương nhiên, đa số thời điểm nàng một người im ắng đang mở mê, một có thời gian rảnh rỗi, gió mẹ kế liền đọc qua Tiêu Phàm đưa cho nàng mấy quyển sách đóng chỉ, đều là vô cực thuật tàng bên trong cùng số học trận pháp đem quan một chút thiên chương. Gió mẹ kế cơ hồ muốn trầm mê trong đó. Đương nhiên, lại cường hãn tuyệt luân học bá, cũng không có khả năng 24 giờ đắm chìm trong sách, ngẫu nhiên vẫn là phải nghỉ ngơi một chút thay đổi đầu óc. Kỳ thật gió mẹ kế cùng mọi người trong ấn tượng tiêu chuẩn học bá có khác biệt rất lớn, cũng không phải là loại kia cổ hủ con mọt sách, đối tập học 10 điểm yêu thích, Uyển Thiên Thiên ngẫu nhiên cho nàng trò chuyện lên trên giang hồ một chút truyền thuyết ít ai biết đến chuyện lý thú, gió mẹ kế lập tức nghe được say sưa ngon lành, như si như say. Hai tiểu cô nương cái này hòa hợp một màn, vừa lúc bị im ắng đi tới Tiêu Phàm nghe tới. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một vòng mỉm cười, nhẹ nhàng hướng mình ở lại mật thất đi đến, cũng không định quấy rầy hai nàng nói chuyện phiếm. Mỗi ngày một lần cho Uyển Thiên Thiên khơi thông kinh mạch, nay trời vẫn chưa hoàn thành, cũng có thể thoảng qua áp sau. Gió mẹ kế khó nghỉ được như thế một hồi, liền để Uyển Thiên Thiên lại cho nàng chém gió tốt. Thực tế không nghĩ tới, tính tình như vậy khác lạ hai tên nữ hài tử, lại có trở thành khuê mật phát triển xu thế. Quả nhiên là thế sự khó liệu. Tiêu Phàm, Uyển Thiên Thiên lại lập tức liền nghiêng đầu lại, kêu lên. Tiêu Phàm vào cửa thời điểm, dưới chân lặng yên không một tiếng động, Uyển Thiên Thiên nhưng vẫn là dựa vào nhạy cảm vô so trực giác nháy mắt liền cảm thấy hắn tồn tại. Đối với mình ngưỡng mộ trong lòng nam nhân, nữ hài tử giác quan thứ 6 thường thường muốn so bình thường nhạy cảm rất nhiều lần. Gió mẹ kế tựa như trong mộng bừng tỉnh, vội vàng hướng Tiêu Phàm khom người một chút, mỉm cười chào hỏi. Tiêu đại ca, tại Chỉ Thủy xem ở mấy ngày, gió mẹ kế cũng không gọi nữa Tiêu Phàm Tiêu tiên sinh, đổi giọng gọi Tiêu đại ca. Nói thật, Chỉ Thủy xem tình hình hoàn toàn ra khỏi gió mẹ kế ngoài ý liệu, rốt cuộc không nghĩ tới tại cái này ồn ào náo động vô so thành phố lớn vùng ngoại ô, lại còn có dấu như thế một chỗ thế ngoại đào nguyên, động thiên phúc địa. Gió mẹ kế đối Chỉ Thủy xem thực tế rất hài lòng, so Tiêu Phàm mời nàng ở tiến vào cấp 5 sao khách sạn còn muốn hài lòng được nhiều. Mà lại Tiêu Phàm ôn tồn lễ độ bề ngoài cùng phong cách hành sự, cũng rất hợp gió mẹ kế khẩu vị. Cứ việc Tiêu Phàm là đối mặt với gió mẹ kế đi tới, gió mẹ kế lại hoàn toàn không có phát giác, dù sao cùng toàn thân đều là cơ quan tin tức Uyển Thiên Thiên tương đối mà nói, gió mẹ kế giác quan thứ 6 muốn chỉ độn nhiều. Nói chuyện phiếm đâu, Tiêu Phàm liền là dừng bước, vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, Thiên Thiên tỷ tỷ giảng cố sự quá êm tai, tốt kích thích, thật là khủng khiếp, ta đều dọa suốt mồ hôi đến. Gió mẹ kế vừa cười vừa nói, hồn nhiên ngây thơ, không có chút nào xảo trá dáng vẻ. Tiêu Phàm nói đùa nói tốt, dạng này cũng có thể kích thích huyết dịch vận hành, thư trải qua linh hoạt. Các ngươi tiếp tục, ai nha, ta nghỉ ngơi thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta về đi làm việc. Gió mẹ kế cầm lấy trước mặt trên bàn đá điện thoại một nhìn thời gian, lập tức liền đứng dậy. Mặc dù là tại Chỉ Thủy xem, gió mẹ kế vẫn như cũ chế định hợp lý làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Đồng thời rất nghiêm ngặt dựa theo thời gian này đồng hồ tiến hành làm việc và nghỉ ngơi, cơ hồ cẩn thận tỉ mỉ. Tiêu Phàm cùng Uyển Thiên Thiên đều cười gật đầu, không có giữ lại. Mặc dù liên hệ thời gian không dài, Tiêu Phàm cùng Uyển Thiên Thiên nhưng cũng biết, vị này trẻ tuổi nữ nhà khoa học tại nào đó chút thời gian là rất cố chấp, mọi thứ kiên trì mình ý đã định. Cơ hồ có thành tựu nhà khoa học, đều có loại này tương đối cứng nhắc tính cách. Khoa học bên trên sự tình, không thể có nửa điểm qua loa. Nhìn qua gió mẹ kế lượn lờ mềm mại uyển chuyển thân hình, Uyển Thiên Thiên xinh đẹp mắt phượng bên trong phóng xạ ra thần thái khác thường. Người biết không, Tiêu Phàm, người tìm tới một vị thiên tài. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua thiên phú như vậy kiệt xuất nữ hài tử, có lẽ so thiên phú của ngươi còn muốn cao. Chốc lát, Uyển Thiên Thiên thấp giọng nói, ngữ khí lại là cảm khái lại là tán thưởng, thậm chí còn mang theo một tia đố kỵ. Chương 267, Phương Du Mỹ bày ra đại sự. Tiêu Phàm nguyên bản không có ý định nhúng tay Yến Bắc sự tình. Dính đến chính trị đánh cờ, Tiêu Phàm hết sức cẩn thận. Cho tới bây giờ, Tiêu Phàm lấy hắn thuật pháp trợ Tiêu ra một chút sức lực, cũng đều là làm việc thiện tích đức, không có dây dưa đến chính trị đánh cờ bên trong đi. Yến Bắc nhìn như một góc nhỏ, cũng không phải là quan hệ toàn cục, nhưng liên lụy đến Phương Lê, Hoàng Đại Bằng, Tiết Lan bọn người, kia nước đục cực kỳ. Càng quan trọng chính là, gió mẹ kế tìm ra lời giải tiến độ tương đối thuận lợi. Không bao lâu, hộp đen liền có thể mở ra đến, Tiêu Phàm rất muốn biết, cái này dùng hà đồ âm dương ngũ tuyệt trận bảo vệ trong hộp, đến cùng ẩn giấu đi cái gì bí mật. Đối với hắn mà nói,
Chuyện này rất quan trọng, có lẽ có thể từ đó giải khai một chút trước nay chưa từng có bí mật. Nhưng người tính không bằng trời tính, Tiêu Chân Nhân không đi tìm sự tình chủ động tìm tới Tiêu Chân Nhân. Một ngày này, Tiêu Phàm vừa mới cho Uyển Thiên Thiên khơi thông kinh mạch, điện thoại liền vang lên. Ai vậy? Uyển Thiên Thiên mềm nhũn tựa ở trong ngực của hắn, lười biếng hỏi. Đỏ rực trên khuôn mặt nhỏ nhắn chảy ra từng ly từng tí đổ mồ hôi, lộ ra nói không nên lời kiều diễm. Trước mắt Uyển Thiên Thiên chân khí nội tức vẫn như cũ bị Tiêu Phàm lấy cường đại bản mệnh chân nguyên phong ấn tại đan điền khí hải, không có thể vận dụng nội lực son phấn đỏ, so phổ thông tiểu cô nương còn muốn mảnh mai, mỗi lần khơi thông kinh mạch, đem thể nội âm sát khí cưỡng ép khu trục, đều sẽ để Uyển Thiên Thiên mỏi mệt không chịu nổi. Cũng may Tiêu Phàm lồng ngực rộng lớn rắn chắc, đầy đủ nàng dựa vào. Tiêu Phàm lắc đầu, không có trả lời nàng, cầm điện thoại di động lên đè xuống nút trả lời, tiểu Mỹ. Dãy số biểu hiện, điện thoại này là Phương Du Mỹ đánh tới. Phương Du Mỹ mỗi ngày cùng hắn liên hệ một lần, đã dần dần trở thành quen thuộc. Tiêu Phàm, người nhanh lên tới đây một chút, ta bày ra đại sự. Phương Du Mỹ thấp giọng nói, cho dù cách sóng vô tuyến điện, cũng có thể nghe được. Tiểu cô nương ngữ khí có chút khẩn trương. Tiêu Phàm không khỏi cảm thấy kỳ quái. Phương Du Mỹ lúc nào khẩn trương qua, tiểu nha đầu ngoan ngoãn ở trường học đi học, có thể bày ra cái đại sự gì. Tiêu Phàm nhưng không tin, Khải Minh Trung học còn có người dám đi gây Phương đại tiểu thư. Theo Tiểu Quế Tử báo cáo, khu bộ giáo dục cùng Khải Minh Trung học nghiêm túc xử lý tôn chủ nhiệm cùng mấy cái kia nữ lưu manh, khu cục công an càng đem kia một vùng cùng nữ lưu manh tiểu cầm các nàng hơi có một chút quan hệ thanh niên lêu lổng bắt lại một nhóm lớn. Tiểu Quế Tử báo cáo rất kỹ càng, Tiêu Phàm nhưng không có lắng nghe. Dạng này sự tình, Tiêu Phàm tin tưởng Tiểu Quế Tử nhất định có thể xử lý phải 10 điểm đúng chỗ. Ngươi ở trường học lại gây tai họa rồi. Tiêu Phàm tốt hơn theo miệng hỏi một câu, cái gì trường học a? Ta hiện tại cửa sắt, vừa tới đâu? Tiêu Phàm càng thêm có chút ngoài ý muốn, người đi cửa sắt rồi. Hôm nay trường học không cần lên khóa a. Uyển Thiên Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, ở bên cạnh nói, hôm nay tuần lễ 6. Coi là thật trong núi không nhật nguyệt, Tiêu Chân Nhân còn thật không biết hôm nay là thứ 7. Trường học nghỉ, tiểu nha đầu đi cửa sắt thăm hỏi lão ba, rất là hợp lý. Chỉ là không nghĩ tới Uyển Thiên Thiên đối ngày nào trong tuần nhớ được rõ ràng như vậy. Ai, ai đang nói chuyện, ai ngờ bên này Uyển Thiên Thiên mới mở miệng, bên kia Phương Du Mỹ liền nghe tới. Lập tức liền kêu la. Là Trần Dương a, Tiêu Phàm, người cùng với nàng tại một khối đâu. Nghe vào, tiểu cô nương có chút tức hổn hển. Chẳng lẽ nàng thật đúng là đem Tiêu Phàm xem như bạn trai, bây giờ liền bắt đầu ăn dấm rồi. Uyển Thiên Thiên ăn một chút cười một tiếng, vũ mị mắt to thoáng nhìn Tiêu Phàm, hỏi Tiêu một ít, Trần Dương là ai? Giống như người hồng nhan chi kỷ không ít mà. Tiêu Phàm lập tức một cái đầu có hai cái lớn như vậy, hung hăng chừng Uyển Thiên Thiên một chút. Cảnh cáo nàng không muốn tại hồ nháo, sau đó đối điện thoại di động nói, tiểu Mỹ, đừng ngắt lời, nói chuyện đứng đắn, người bày ra cái đại sự gì rồi. Như thế nào là ta ngắt lời rồi? Rõ ràng là người bên kia có người xen vào có được hay không? Tốt, Tiêu Phàm, thật nhìn không ra a, người như vậy hoa tâm, bạn gái còn thật không ít đâu. Người nói, người đến cùng nghĩ muốn thế nào? Ai ngờ Tiêu Chân Nhân một bộ này căn bản liền không dùng được, Phương Du Mỹ kêu to lên. Tựa hồ giận không kềm được. Nữ nhân ăn dấm thời điểm, người liền lấy một chi súng đối nàng đều không dùng được. Chớ nói chi là loại này không đau không ngứa cái gọi là cảnh cáo. Tiểu Mỹ, đừng làm rộn. Tiêu Phàm một tiếng gào to, rất nghiêm khắc dáng vẻ. Phương Du Mỹ lấy làm kinh hãi, điện thoại bên kia lập tức liền trầm mặc xuống. Kỳ thật đụng phải loại tình hình này, kinh nghiệm phong phú nam nhân có rất nhiều loại càng thêm khéo đưa đẩy cách đối phó, tuyệt sẽ không giống Tiêu Chân Nhân dạng này. Sẽ chỉ ngoài mạnh trong yếu gào to. Phương Du Mỹ chỉ cần lại cùng hắn đối giống vài câu. Dẫn đầu thua trận, nhất định là Tiêu Chân Nhân, không phải Phương Đại Tiểu Thư. Không đáng tiếc Phương Đại Tiểu Thư nhìn qua khí thế hùng hổ, kỳ thật cũng là không có chút nào kinh nghiệm thái điểu, Tiêu Phàm như thế hét lớn một tiếng, thật đúng là đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Phương Du Mỹ méo miệng ở bên kia nói thầm mấy câu, lại rốt cục không còn dám đối Tiêu Phàm bão nổi, đành phải ủy ủy khuất khuất địa có việc nói sự tình. Ta bao ném, Phương Du Mỹ tại đầu bên kia điện thoại rất ủy khuất nói. Nguyên lai like đây chính là tiểu nha đầu lời nói bày ra đại sự, Tiêu Phàm vừa tức giận vừa buồn cười. Làm sao rớt, ở đâu rớt, nhà ga, liền vừa rồi, ta vừa xuống xe lửa không bao lâu, bao liền bị người đánh cắp. Tiêu Phàm kinh ngạc hỏi, người ngồi xe lửa đi cửa sắt.
Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng có chuyến đặc biệt đưa đón đâu. Phương Du Mỹ có chút tức giận nói. Phương Lê đối tử nữ giáo dục, kỳ thật tương đối nghiêm khắc, nhiều vũ đình cứ việc đối Phương Du Mỹ 10 điểm bảo vệ, lại cũng không yêu chiều, Phương Du Mỹ trên thân không có quá nhiều kiêu kiều nhị khí. Đương nhiên đối với Tiêu Phàm mà nói, Phương Du Mỹ liền đủ xảo trá tai quái. Kết hợp xuất thân của nàng lai lịch, Phương Du Mỹ loại trình độ này nuông chiều, thật không tính là gì, rất nhiều người bình thường hài tử, xa so Phương Du Mỹ càng thêm nuông chiều được nhiều. Phương Du Mỹ nghỉ lúc ngồi xe lửa đi cửa sắt nhìn lão ba, cũng coi là một loại rèn luyện. Một mình ngươi, bao làm sao rớt, ngươi khẳng định là bị người đánh cắp rồi. Tiêu Phàm hỏi, mặc kệ nơi nào nhà ga, đều là ngư long hỗn tạp chỗ, so ra mà nói rất hỗn loạn. Nhất là trước đây ít năm, chị An xã hội càng kém, nhà ga băng đảng đua xe, trộm bao đảng một gốc dạ một gốc dạ. Bất quá những năm này trải qua không gián đoạn nghiêm trị cùng tổng hợp quản lý, loại tình huống này rất có cải thiện, nhất là cửa sắt nhà ga, càng là quản lý phải không sai. Phương Du Mỹ lần đầu đi cửa sắt thăm người thân, liền bị người đánh cắp bao, không khỏi quá trùng hợp. Ta đương nhiên khẳng định, trộm bao ra hỏa, đều đã gọi điện thoại cho ta tới. Tiêu Phàm song mi bỗng nhiên dương lên, ngồi thẳng người, đây chính là cái mới mẻ sự tình, trộm bao ra hỏa chủ động cho người ta đánh người mất gọi điện thoại tới. Bằng trực giác, Tiêu Phàm liền biết chuyện này không đơn giản. Là như thế này, gọi điện thoại cho ta người kia, tự xưng là cha ta bằng hữu, nói giúp ta bắt đến cái kia trộm bao tặc, để ta quá khứ thanh bao cầm về. Phương Du Mỹ hạ giọng, đem chuyện đã xảy ra nói cái đại khái, hơi hơi có chút thở dốc. Tiêu Phàm sửng sốt một chút, nói, đây là một loại mới trò lừa gạt a, cũng không tránh khỏi quá vụng về đi, cũng không trách Tiêu Chân Nhân lơ ngơ, còn thật không thể lý giải đây rốt cuộc là cái có ý tứ gì. Nhưng loại này trò lừa gạt thi triển đến Phương Du Mỹ trên đầu, lại coi là thật tìm nhầm người. Thử nghĩ Phương Lê làm sao có thể có một cái tại nhà ga trộm bao bằng hữu. Đây không phải trò lừa gạt, đây là một loại cảnh cáo. Ai ngờ Phương Du Mỹ lại phủ định ý kiến của hắn. Cảnh cáo, đúng, ta liền cho là như vậy. Vừa rồi gọi điện thoại cho ta người kia, tự xưng gọi Đồng Thiên Lỗi. Đồng Thiên Lỗi, Tiêu Phàm lập tức liền lấy lại tinh thần. Nếu như vừa rồi kia điện thoại thật sự là Đồng Thiên Lỗi đánh, như vậy Phương Du Mỹ suy đoán liền không sai, cái này quả thật không phải trò lừa gạt, mà là cảnh cáo. Bất quá sự tình đã cùng Đồng Thiên Lỗi kéo lên quan hệ, Tiêu Phàm tính cảnh giác lập tức đề cao không ít. Tại Tiêu Phàm trong suy nghĩ, Đồng Thiên Lỗi chẳng phải là cái gì, nhưng bây giờ Đồng Thiên Lỗi tìm tới cũng không phải hắn, mà là Phương Du Mỹ, không phải do Tiêu Phàm quá nhàn nhã. Tiểu Mỹ, người biết cái này Đồng Thiên Lỗi là ai? Biết, cửa sắt rất nổi danh một cái xí nghiệp nhà, ta lần trước rất ngẫu nhiên nghe cha mẹ ta nói tới qua người này, cha ta nói người này có lẽ sẽ có vấn đề. Không nghĩ tới, hắn thật là có vấn đề. Phái người theo dõi ta, trộm túi của ta. Phương Du Mỹ một hơi không ngừng nói. Tự nhiên, đây đều là Phương Du Mỹ suy đoán, bất quá Tiêu Phàm rất rõ ràng, Phương Du Mỹ cái suy đoán này, rất tiếp cận sự thật. Xem ra ngắn ngủi 2-3 ngày quá khứ, sự tình lại phát sinh không tưởng được biến hóa, Đồng Thiên Lỗi trực tiếp đem chủ ý đánh tới Phương Du Mỹ trên đầu, đây là bị bức gấp, chuẩn bị chó cùng rứt dậu đâu. Thử nghĩ chuyện này nếu để cho Phương Lê biết, chỉ sợ lập tức sẽ nổi trận lôi đình, không chút khách khí liền đem Đồng Thiên Lỗi nhổ tận gốc. Dù là bởi vậy cùng Tiết gia toàn diện khai chiến cũng sẽ không tiếc. Hậu quả như vậy, Đồng Thiên Lỗi khẳng định không phải không cân nhắc qua. Nhưng như cũ hướng phía Phương Du Mỹ xuất thủ, có thể thấy được hắn cũng không có quá nhiều đường lui. Tiểu Mỹ, thật thông minh nha. Tiêu Phàm khích lệ một câu. Tiểu Nha đầu lẻ loi một mình tại cửa sắt nhà ga đụng tới loại chuyện này, không có thất kinh. Đồng Thiên Lỗi một gọi điện thoại tới, lập tức liền có thể suy đoán ra tình hình khác thường. Lập tức cho Tiêu Phàm gọi điện thoại, xác thực không uổng công Tiêu Phàm câu này khích lệ. Cái đó là, Phương Du Mỹ lập tức đắc ý, lập tức lại có chút chột dạ hỏi, vậy ta làm sao bây giờ? Hắn vẫn chờ ta trả lời chắc chắn đâu. Việc này, muốn hay không cho ta biết cha, tạm thời đừng nói cho Phương Thúc Thúc. Như vậy đi, ngươi về trước tỉnh ủy đi tìm Phương Thúc Thúc, thanh số điện thoại của ta nói cho Đồng Thiên Lỗi, để hắn cùng ta đến đàm. Tiêu Phàm lập tức làm quyết định. Tiêu Phàm cũng không nghi ngờ Phương Lê chính trị trí tuệ, càng không từ đại địa cho là mình so Phương Lê càng cao minh hơn, nhưng việc này đem Phương Du Mỹ kéo vào, Phương Lê khó tránh khỏi sẽ quan tâm sẽ bị loạn, không giữ được bình tĩnh. Tại thịnh nộ bên trong làm ra bất kỳ quyết định gì, cũng sẽ không là rất sáng suốt, một cái cân nhắc khác không chu toàn, liền có khả năng ra cái sọt lớn.
Mà lại Phương Lê là làm sự tình tam phương một phương, hắn một khi tự mình ra mặt, vậy liền lại không có khoan nhượng. Thật, vậy ngươi tới hay không cửa sắt? Ta nghĩ ngươi, đằng sau câu này, rõ ràng thanh âm thì nhỏ hơn nhiều, cứ việc tiểu nha đầu không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng có thể gặp nhau, nàng nói câu nói này trước đó, lấy hết dũng khí. Không e dè ở một bên nghe lén Tiêu Phàm gọi điện thoại, Uyển Thiên Thiên lập tức nhếch miệng, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Đối thủ cạnh tranh càng ngày càng nhiều. Chương 268, dây dưa không rõ quan hệ phức tạp. Một cúp điện thoại, Tiêu Phàm lập tức đứng dậy. Chờ một chút, Uyển Thiên Thiên gọi một tiếng. Tiêu Phàm nhìn qua, ngươi là muốn đi cửa sắt à? Ừm, kia để Đường Huyên đi chung với ngươi. Tiêu Phàm lông mày mau dương lên, mang theo trưng cầu chi ý. Ngươi không hiểu rõ Đồng Thiên Lỗi, kia là cái nhân vật hung ác. Người trên giang hồ, chuyện trên giang hồ, có đôi khi hay là lấy giang hồ thủ đoạn giải quyết tương đối tốt. Coi như xảy ra vấn đề gì, cũng có cái lui bước chỗ trống. Uyển Thiên Thiên nói, ngữ khí khó được trịnh trọng. Tiêu Phàm nhíu mày, cái gọi là nhân vật hung ác, cái kia cũng tùy từng người mà khác nhau. Tại trong mắt người bình thường, đầu đường lưu manh liền xem như nhân vật hung ác. Nhưng thứ nhất nữ mà đầu đều như thế đánh giá, như vậy cái này Đồng Thiên Lỗi thật là có khả năng không giống bình thường. Lẽ ra từ Tân Lâm cùng đi Tiêu Phàm đi cửa sắt là người chọn lựa thích hợp nhất, Thất Diệu Cung thiếu chủ giang hồ lịch duyệt, có lẽ không đuổi kịp Yên Chi xã nhị đương ra, nhưng cũng muốn đi sẽ không quá xa. Mấu chốt Tân Lâm cùng Tiêu Phàm hết sức ăn ý, nhiều khi Tiêu Phàm đều khỏi phải mở miệng, Tân Lâm liền biết nên xử trí như thế nào. Chỉ là hộp đen Hòa Phong mẹ kế còn tại Chỉ Thủy xem, vì để phòng vạn nhất, Tiêu Phàm cùng Tân Lâm không thể đồng thời rời đi Chỉ Thủy xem. Uyển Thiên Thiên mình chỉ ít 3 tháng không có thể vận dụng chân khí cùng người tranh đấu, vậy cũng chỉ có Đường Huyên bồi tiếp Tiêu Phàm đi cửa sắt. Đương nhiên, Uyển Thiên Thiên cái này an bài, cũng không thể bảo hoàn toàn không có tư tâm. Uyển Đại đương ra muốn để Đường Huyên đi nhìn một cái này bỗng nhiên xuất hiện đối thủ cạnh tranh, lại là thần thánh phương nào. Minh Pháp có nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Được, Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, liền là gật đầu đồng ý. Rất nhanh, Đại Bôn rời đi Chỉ Thủy xem. Lái xe không phải Tiêu Phàm, mà là Đường Huyên. Đường Huyên tính cách dịu dàng, cùng Tân Lâm đồng dạng, không thích lắm nói nhiều, cũng là cái rất thích hợp cận vệ nhân tuyển. Đương nhiên, Đường Huyên cùng Tân Lâm khuyết điểm cũng là nhất trí. Đó chính là làm cận vệ, hai nàng đều thật xinh đẹp chút, không khỏi qua phân làm cho người chú mục. Tiêu Phàm điện thoại chấn vang lên, một cái đến từ cửa sắt lạ lẫm số điện thoại, bất quá nhìn xem kia dãy số bên trong liên tiếp 8 chữ. Tiêu Phàm cũng có thể đoán được kia là Đồng Thiên Lỗi đánh tới. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn điện thoại di động, không có lập tức nghe. Đường Huyên vững vàng tiếp tục tay lái, đã không có hướng Tiêu Phàm nhìn bên này. Càng không có lộ ra cái gì thần sắc kinh ngạc, ngược lại là rất được làm cận vệ chân lý. Cùng điện thoại di động kêu trọn vẹn nửa phút về sau. Tiêu Phàm mới đè xuống nút trả lời, lạnh nhạt nói, người tốt, vị nào? Xin hỏi là Tiêu Tiên Sinh a, ta là Đồng Thiên Lỗi. Điện thoại bên kia, truyền tới một thô hào giọng nam, mang theo nồng đậm giang hồ khí hơi thở. Đồng Thiên Sinh, Tiêu Phàm ngữ khí vẫn như cũ rất nhạt, tương đối yên tĩnh. Đồng Thiên Lỗi liền tắc nghẽn một chút, lúc này mới nói tiếp, Tiêu Tiên Sinh, là Phương Tiểu Thư để ta tìm ngươi, Phương Tiểu Thư nói. Ngươi là biểu ca của nàng, ha ha, là chuyện như vậy đi, Tiêu Tiên Sinh. Nghe, Đồng Thiên Lỗi ngữ khí có chút xem thường, từ khi Đồng Thiên Lỗi tại cửa sắt thành phố quật khởi về sau. Còn có rất ít người đối ở trước mặt hắn như thế nắm qua. Phương Du Mỹ nói Tiêu Phàm là nàng biểu ca, Đồng Thiên Lỗi có chút nửa tin nửa ngờ, làm không tốt. Họ Tiêu này người trẻ tuổi có thể là Phương Du Mỹ bạn trai. Cứ việc nghe thủ hạ các huynh đệ phản ứng, Phương Lê Phương thư ký cái này tiểu nữ nhi, niên kỷ còn nhỏ, bất quá 16-17 tuổi. Nhưng người tuổi trẻ bây giờ, đừng bảo là 16-17 tuổi, chính là 13-14 tuổi. Đều có yêu đương. Thậm chí Đồng Thiên Lỗi bạn gái bên trong, liền có 14-15 tuổi tiểu cô nương, niên kỷ so Phương Du Mỹ còn nhỏ hơn. Thật muốn là như vậy biểu ca, Đồng Thiên Lỗi coi như khứu lớn. Phương Lê là cái đại nhân vật, bởi vì Phương Lê quan hệ, Phương Du Mỹ cũng rất quan trọng, nhưng cái này lại không có nghĩa là. Phương Du Mỹ bạn trai cũng là quan trọng nhân vật, liệu tất Phương Lê tuyệt đối sẽ không thừa nhận loại quan hệ này. Dạng này ô long, cũng không thể có. Đồng Tiên Sinh. Ta ước chừng sau 4 tiếng đến cửa sắt. Nghe nói tiểu Mỹ mất đi đồ vật tại Đồng Tiên Sinh trong tay, hẹn cái thời gian địa điểm đi. Tiêu Phàm căn bản không có ý định cùng Đồng Thiên Lỗi nói nhảm, trực tiếp nói, ngữ khí càng thêm lãnh đạm.
Ha ha, tốt, nghĩ không ra Tiêu tiên sinh hay là người nóng tính đâu. Tiêu tiên sinh, chờ ngươi đến cửa sắt lại gọi điện thoại cho ta đi, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ làm an bài. Đồng Thiên Lỗi lập tức cúp điện thoại, sẽ không lại cho Tiêu Phàm cơ hội mở miệng. Xem ra Đồng Thiên Lỗi đối Tiêu Phàm thân phận xác thực mang theo nghi vấn. Một ít, chuyện này, có phải là cùng Cơ Tổng có liên quan gì? Cùng Tiêu Phàm sau khi để điện thoại xuống, Đường Huyên một bên lái xe, một bên giống như là rất tùy ý mà hỏi thăm. Đường Huyên dáng người cao gầy mà không mất đi đầy đặn, từ khía cạnh nhìn, đường cong linh lung, nhất là mê người. Tiêu Phàm nhìn nàng một chút, hỏi ngược lại, vì cái gì có câu hỏi này? Đường Huyên nở nụ cười xinh đẹp, nói ta liền suy nghĩ, chỉ là một cái Đồng Thiên Lỗi, chỉ sợ không có nặng như vậy phân lượng, đáng giá ngươi ở thời điểm này vội vã đuổi tới cửa sắt đi. Nghe vào, nhị đương gia đối Đồng Thiên Lỗi hiểu rất rõ. Đường Huyên rốt cục quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, trên mặt vẫn như cũ mang theo nhu uyển ý cười, nói, một ít, nếu như có thể mà nói, mời ngươi gọi tên của ta đi, không nói gạt ngươi, mỗi lần nghe ngươi gọi ta nhị đương gia, trong đầu đều cảm thấy là lạ. Tốt, Tiêu Phàm cũng không có nắm, mỉm cười gật đầu, tạ ơn. Đường Huyên lập tức thở phào một hơi, mừng rỡ không thôi. Nhìn ra được, vừa rồi nội tâm của nàng kỳ thật rất khẩn trương. Tựa hồ Tiêu Phàm đáp ứng cùng không, đối nàng mà nói cực kỳ trọng yếu. Không khách khí, Đồng Thiên Lỗi người này, kỳ thật rất kỳ quái. Nói hắn là tên côn đồ, hắn lại là đường đường chính chính sinh viên đại học danh tiếng, người nói hắn là cái nho thương, hắn nhưng lại so lưu manh còn không giảng đạo lý, hãm hại lừa gạt, thủ đoạn gì cũng dám dùng. Cơ Khinh Xa cùng Cơ Thị tập đoàn tại toàn bộ Yến Bắc, danh vọng như mặt trời ban trưa, nhưng mà Đồng Thiên Lỗi lại có thể tại Cơ Khinh Xa dưới mí mắt riêng một ngọn cờ. Đồng Thiên Lỗi, Lỗi Thạch tập đoàn, cùng Cơ Thị tập đoàn cũng có được thiên ti vạn lũ liên hệ, dây dưa không rõ. Tiêu Phàm song mi có chút nhăn lại, nói như vậy, Đồng Thiên Lỗi cùng Cơ Khinh Xa đã là hợp tác đồng bạn, lại là đối thủ cạnh tranh. Đường Huyên hai mắt thật to lập tức liền trợn tròn, trên mặt lộ ra 10 điểm bội phục thần sắc, chốc lát, mới nhẹ nói, một thiếu quả nhiên cơ trí hơn người, vẻn vẹn chỉ bằng như thế mấy câu, liền trực tiếp nói trúng chân tướng. Ta lúc đầu còn không biết nên như thế nào thuyết minh Đồng Thiên Lỗi cùng Cơ Khinh Xa quan hệ trong đó đâu. Một nói ít phải lại chính xác cũng không có, Cơ Khinh Xa cùng Đồng Thiên Lỗi ở giữa, đã là hợp tác đồng bạn, cũng là đối thủ cạnh tranh. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, chậm đợi đoạn dưới. Luận nguồn gốc lời nói, Đồng Thiên Lỗi cùng Cửu Lão Gia Tử kỳ thật quan hệ rất sâu, thậm chí có thể nói như vậy, Đồng Thiên Lỗi vốn là Cửu Lão Gia Tử một tay nhấc mang theo ra. Cơ gia cùng Cơ Thị tập đoàn tại Yến Bắc, nhất là tại cửa sắt, lúc ấy thật sự là cây lớn dễ sâu, đến cùng sâu bao nhiêu nhập ảnh hưởng, ngoại nhân ai đều không phải rõ ràng như vậy. Bất quá Đồng Thiên Lỗi thực tế là cái làm đại ca tài năng, trên cơ bản cửa sắt giữa phố phường Tam Giáo Cửu Lưu đều muốn nhìn Đồng Lão bản sắc mặt làm việc. Trước kia Cửu Lão Gia Tử khi còn tại thế, Đồng Thiên Lỗi rất thủ quy củ. Cơ Khinh Xa tiếp nhận Cơ Thị tập đoàn về sau, không biết là nguyên nhân gì, cùng Đồng Thiên Lỗi ở giữa dần dần có chút ngăn cách. Tất cả mọi người nói, đây là Đồng Thiên Lỗi không phục Cơ Khinh Xa, muốn tự lập môn hộ. Bất quá cá nhân ta phân tích, chỉ sợ không phải có chuyện như vậy. Đường Huyên không chậm không nhanh giới thiệu lấy có quan hệ Đồng Thiên Lỗi cùng Cơ ra nguồn gốc, xe Mercedes lại mở nhanh như điện chớp, vẫn chưa vì vậy mà ảnh hưởng đến đi đường tốc độ. Tiêu Phàm mỉm cười hỏi, vậy ngươi lại là làm sao phân tích đây này? Cuối cùng, hay là Cơ Khinh Xa đang chủ động xa lánh Đồng Thiên Lỗi, hoặc là nói, là tại xa lánh trên đường huynh đệ. Cơ Khinh Xa đối Cửu Lão Gia Tử lúc trước Tam Giáo Cửu Lưu ôm đồm cách làm, vốn cũng không phải là rất đồng ý. Hiện tại dù sao không so lúc trước, xã hội pháp trị, quốc gia lại thỉnh thoảng nghiêm trị, trên đường càng ngày càng không dễ lăn lộn, không cẩn thận, coi như không rơi đầu, cũng phán cái mười mấy năm ở tù. Cơ Khinh Xa muốn từng bước cùng Đồng Thiên Lỗi cùng trên đường huynh đệ kéo dài khoảng cách, tẩy trắng Cơ gia cùng Cơ Thị tập đoàn. Đại phương hướng rất chính xác, Tiêu Phàm lạnh nhạt nói. Chẳng những Cơ Khinh Xa cùng Cơ Thị tập đoàn là như thế này làm, rất nhiều dính đến trên đường sự vụ công ty lớn, đều có cùng loại động tác. Có ít người thành công tẩy trắng lên bờ, nhưng càng nhiều trên đường đại ca cùng công ty của bọn hắn, cuối cùng lại tẩy không sạch sẽ, hay là trầm luân xuống dưới. Mảnh bàn về đến, chân chính rửa sạch sẽ lên bờ chính là số ít, tẩy không sạch sẽ chính là đại đa số. Có câu lời nói được tốt, ra hốn, tổng là phải trả. Đường Huyên cười cười, nói, đại phương hướng là rất chính xác, nhưng Cơ gia muốn triệt để cùng trước kia rũ sạch, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đụng phải một chút trên đường gút mắc, Cơ Khinh Xa còn phải xuyên thấu qua Đồng Thiên Lỗi đi giải quyết.
nhất là Cơ gia một chút nguyên lão, đều hoặc nhiều hoặc ít giữ lại án cũ, không thể không đối Đổng Thiên Lỗi khách khí mấy phân. Lỗi Thạch tập đoàn có một bộ phân nghiệp vụ, cũng là từ Cơ thị tập đoàn bên kia phân ra đến. Mặt khác, ta còn nghe nói. Nói đến đây, Đường Huyên do dự, không có tiếp tục nói đi xuống. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, nói, Huyên Huyên, nơi này không có người khác, muốn nói cái gì cứ nói đi, đừng cố kỵ. Đường Huyên đưa tay vuốt vuốt đen nhánh tóc dài, Vũ Mị cười một tiếng, nói, ngược lại cũng không phải cố kỵ, chuyện này ta chỉ là nghe nói. Giống như Đổng Thiên Lỗi ở bên trên cũng có người, tựa hồ hay là rất đáng gờm đại nhân vật, liền ngay cả Yến Bắc tỉnh những cái kia đại lãnh đạo, đều muốn cho hắn ba phần mặt mũi. Những chuyện này, ta cũng không phải là rõ ràng như vậy, không dám đoán bừa. Đổng Thiên Lỗi đứng sau lưng Tiết Lan, đứng lão Tiết nhà, đối với Nhiêu Ngọc Sinh từ Trấn Nam bọn người mà nói, đây không phải cái gì bí mật. Bọn hắn cũng là kinh sư thế gia hào môn tử đệ. Nhưng Đường Huyên là rất thuần túy người giang hồ, những này thế lực chính trị cùng thế gia hào môn, nàng mà nói, thực tế quá xa xôi. Tại Đường Huyên trong mắt, tỉnh ủy cùng tỉnh chính phủ dị đồng, chỉ sợ đều phân không rõ lắm. Phân tích Cơ Khinh Sa cùng Đổng Thiên Lỗi quan hệ trong đó, nàng nói đến đạo lý rõ ràng, nói chuyện đến Đổng Thiên Lỗi chỗ dựa, cũng chỉ có thể bằng phỏng đoán. Tiêu Phàm cười nói, cái này chúng ta mặc kệ hắn, ta lúc này, chính là đi cửa sắt giúp biểu muội ta muốn về bọc của nàng bao, chuyện khác, không cần để ý. Cái này cũng nói đúng. Đường Huyên mỉm cười, lái đại bôn, lên xa lộ đường cái. Chương 269, Lao Ngục Tai Ương. Đổng Thiên Lỗi chậm rãi đưa điện thoại di động đặt tại nhựa thủy tinh trên bàn trà, nồng đậm lông mày mau nhào đến cùng một chỗ. Vị này danh chấn cửa sắt thậm chí tại toàn bộ Yến Bắc tỉnh đều tiếng tăm lừng lẫy Đổng lão đại, ngoại hình cùng thanh âm của hắn đồng dạng, tương đương thô hào. Hơn 40 tuổi dáng vẻ, ngắn tóc húi cua, mặt chữ quốc, chợt nhìn, có điểm giống là bộ đội xuất thân loại kia thiết hán. Trên thực tế, Đổng Thiên Lỗi không có làm qua binh, cao trung đồng học Quang Vinh nhập ngũ thời điểm, hắn đã tại thủ đô một chỗ trọng điểm đại học học tập, cùng Tiết Lan trở thành bạn học cùng lớp. Tại trong đại học, Đổng Thiên Lỗi là rất nổi danh. Cũng bởi vì hắn dáng dấp đủ soái, cùng lúc kia nổi danh nhất Nhật Bản minh tinh điện ảnh Cao Kho Kiện đồng dạng, là rất điển hình ngạnh hán hình tượng. Đã nhiều năm như vậy, Đổng Thiên Lỗi càng giống Cao Kho Kiện, chẳng những tương tự, mà lại rất giống. Bất quá đến bây giờ niên đại, Cao Kho Kiện sớm đã bị người quên lãng, Đổng lão đại cũng không còn là dựa vào lấy khuôn mặt hấp dẫn đơn thuần nữ đồng học tiểu hòa tử, mà là thân gia ngàn tỷ đồng tổng. Trong phòng trang trí 10 điểm tân triều tiền vệ, sáng long lanh, rất nhiều đồ dùng trong nhà tạo hình đều rất khoa huyễn. Lấy Đổng Thiên Lỗi tuổi tác đến xem, không nên thích loại này tân triều trang trí, trừ phi hắn thực chất bên trong đầu không thừa nhận mình là vị hơn 40 tuổi đại thúc. Trên thực tế cũng là như thế, Đổng Thiên Lỗi vẫn luôn không chịu nhận mình già, tinh lực của hắn thể lực, mảy may cũng không thua gì hai mười mấy tuổi tuổi trẻ nam hài, trên giường, vẫn như cũ có thể để cho nữ nhân thét lên không thôi. Tỷ như bàn trà đối diện vị kia xinh đẹp vũ mị trung niên mỹ phụ. Thiên Lỗi, lại cho Tiết Lan gọi điện thoại đi. Trung niên mỹ phụ đại mi nhíu chặt, nhìn ra được, nàng ở sâu trong nội tâm 10 điểm sầu lo. Bất quá vẫn là tận lực khống chế tâm tình của mình, để thanh âm của mình nghe càng thêm nhu hòa yêu nhã một chút, miễn cho ảnh hưởng đến Đổng Thiên Lỗi tâm tình. Đổng Thiên Lỗi lắc đầu, từ mũi khổng lý phun ra một ngụm chọc khí, hừ lạnh nói, không cần phải vậy. Trung niên mỹ phụ nguyên bản tràn ngập ánh mắt mong đợi lập tức liền phai nhạt xuống, khe khẽ thở dài. Cùng Đổng Thiên Lỗi cùng một chỗ nhiều năm như vậy, cái này cái nam nhân là cái dạng gì tính cách, nàng hiểu rất rõ. Đổng Thiên Lỗi thực chất bên trong đầu, đặc biệt kiêu ngạo, nếu không phải loại tính cách này, có lẽ hôm nay cùng Đổng Thiên Lỗi cùng một chỗ sinh hoạt, liền nên là Tiết Lan, mà không phải nàng. Lúc trước truy cầu Đổng Thiên Lỗi nữ đồng học không ít, lấy nàng xinh đẹp nhất, nhưng lấy Tiết Lan gia đình điều kiện tốt nhất. Mắt thấy trung niên mỹ phụ thần sắc ảm đạm, Đổng Thiên Lỗi tựa hồ lòng có không đành lòng. Nói, Tiết gia thái độ, người cũng không phải không biết. Hiện tại Tiết Lan, ngươi cho rằng còn là lúc trước Tiết Lan sao, cũng sớm đã tâm như sắt đá. Lần này, phải chính ta gánh vác, có lẽ cùng Tiết gia quan hệ còn có thể tiếp tục, nếu là gánh không được, nên giết nên dóc thịt, kia cũng là ta mình sự tình, cùng lão Tiết nhà không quan hệ. Trung niên mỹ phụ có chút tức giận nói, Tiết gia làm sao có thể dạng này. Lúc trước cần chúng ta hiệu lực thời điểm, nhiều khách khí a. Hiện tại xảy ra chút tình trạng, lập tức liền làm rùa đen rút đầu. Dạng này tháo cối giết lừa, sau này ai còn dám cùng bọn hắn vãng lai. Hắc hắc, tháo cối giết lừa sự tình, bọn hắn làm được nhiều.
hiện tại cái này mày còn không có gỡ, liền chuẩn bị thanh con lửa giết. Thượng vị giả ai không là lòng dạ độc ác như vậy? Đồng Thiên Lỗi thật không có giống trung niên mỹ phụ như thế tức giận bất bình. Tháo cối giết lừa sự tình, chính hắn cũng đã từng làm không ít. Đồng Thiên Lỗi cho tới bây giờ đều không có cảm thấy mình là người tốt. Tại bây giờ thế giới này, người tốt là rất khó lẫn vào mở. Kia, ít nhất ngươi cũng muốn gọi điện thoại chứng thực một chút cái kia họ Tiêu thân phận của người trẻ tuổi a. Hắn đến cùng phải hay không Phương Lê thân thích, có phải là Phương Du Mỹ biểu ca? Chuyện này thật không thể khinh thường. Trung niên Mỹ phụ lại nhắc nhở một câu. Chuyện này đối với Phương Du Mỹ mà nói, có lẽ chính là chơi cái hơi kích thích điểm trò chơi. Đối với bọn hắn mà nói, một nước vô ý lại liền có khả năng là tai họa ngập đầu. Cứ việc đi đến một bước này cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng có thể thanh sự tình làm được tỉ mỉ một điểm, vậy vẫn là tỉ mỉ một điểm tốt. Đã nhiều năm như vậy, cho dù ai cũng biết, Đồng lão đại có cái hiền nội trợ. Đồng Thiên Lỗi vẫn lắc đầu, không cần phải vậy. Mặc kệ người trẻ tuổi kia có phải là Phương Lê thân thích, đều dâu ria. Ta lại không phải thật muốn đem bọn hắn thế nào, chính là cho Phương Lê để tỉnh một câu, đừng đem ta làm cho quá ác. Thật làm cho ta không đường có thể đi, người nào thời gian cũng sẽ không tốt qua. Kỳ thật Đồng Thiên Lỗi trong lòng cũng nắm chắc, tốt nhất là có thể đem Tiêu Phàm thân phận làm rõ ràng. Nhưng mà yêu cầu chứng chuyện này, liền nhất định phải cho Tiết Lan gọi điện thoại. Kinh sư những cái kia thế gia hào môn đời thứ hai tử đệ đệ tử đời thứ ba tình huống, mình cũng không có Tiết Lan rõ ràng như vậy. Dù sao Đồng Thiên Lỗi cơ nghiệp là tại cửa sắt, không phải tại thủ đô. Đồng Thiên Lỗi không muốn cùng Tiết Lan liên hệ. Năm đó đồng học, hôm nay đã sớm biến thành một loại khác rắc rối quan hệ phức tạp. Đồng Thiên Lỗi không muốn đi tự chuốc nhục nhã. Cứ việc mỗi lần cùng Tiết Lan trò chuyện, Tiết Lan ngữ khí đều 10 điểm ôn hòa yêu nhã. Nhưng thực chất bên trong đầu lộ ra kia cỗ cao cao tại thượng khí tức, Đồng Thiên Lỗi như thế nào không cảm giác được. Đoán chừng Tiết Lan mỗi cùng hắn trò chuyện một lần, đều muốn ở trong lòng cười lạnh một lần, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế. Lúc trước ngươi nếu là cưới ta, hiện tại làm sao đến mức uốn tại tiểu tiểu cửa sắt làm cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng dưới mặt đất lão đại. Lão Tiết nhà tuy nói không phải một cùng hào môn, muốn bồi dưỡng một vị phò mã đảng chính trị tài nguyên hay là thướt tha có thừa. Những năm này, Đồng Thiên Lỗi mặc dù vẫn luôn vì Tiết gia làm môi giới, ở sâu trong nội tâm nhưng cũng cho tới bây giờ đều không cho rằng Tiết gia cao mình một chờ. Bất quá là lợi dụng lẫn nhau, theo như nhu cầu thôi. Càng là cùng những thế gia tử đệ này đi được gần, nội tâm thì càng không có cái gì vẻ kính sợ. Thần sở dĩ bị người kính sợ, cũng là bởi vì thần chỉ đều cao cao tại thượng, không ăn nhân gian yên hỏa, duy chỉ cần thiết cảm giác thần bí. Nếu như mỗi ngày cởi sạch ngủ cùng một chỗ, dù là lão bà của mình là đầu bạch xà cũng không có gì đáng sợ. Mà lại, đã lão Tiết nhà lần này là như thế một loại thái độ, Đồng Thiên Lỗi tin tưởng, coi như mình cho Tiết Lan gọi điện thoại, chỉ sợ Tiết Lan cũng sẽ không nói cho hắn quá nhiều chân thực nội tình. Cái kia họ Tiêu, mạnh sát cũng chính là cái 20 tuổi người trẻ tuổi, cho dù xuất thân hào môn, lại tính được cái gì. Thiên Lỗi, ta hôm trước đi gặp qua Diêm Đại Sư. Trung niên Mỹ phụ đem Đồng Thiên Lỗi không có ý định cải biến chủ ý của mình. Thoảng qua do dự một chút, hay là đem Diêm Đại Sư chuyển ra. Đồng Thiên Lỗi mặt bên trên lập tức lộ ra rất xem thường thần sắc, vung tay lên, nói tại sao lại xách cái kia Diêm Đại Sư. Ta không phải đã nói với ngươi, đừng tin những này giả thần giả quỷ đồ vật, làm sao lão không nghe đâu. Loại người này miệng đầy nói hưu nói vượt, quang biết lừa gạt tiền. Nhìn ra được, Đồng Thiên Lỗi đối cái gọi là Diêm Đại Sư thực tế không ưa, chỉ là sợ trung niên Mỹ phụ quá lúng túng. Mới cũng không nói đến càng lời khó nghe tới. Thiên Lỗi, ta biết ngươi không tin, thế nhưng là người ta Diêm Đại Sư thật tính được rất chuẩn, ngươi liền chú ý điểm đi. Trung niên Mỹ phụ có chút nóng nảy, bỗng nhiên rất thẳng người. Thật sao, vậy lần này hắn còn nói thứ gì? Diêm Đại Sư nói, ngươi năm nay vận trình không dễ đi, làm không tốt liền có lao ngục tai ương. Trung niên Mỹ phụ vốn là còn mấy phân lo lắng, thấy Đồng Thiên Lỗi thái độ này, cũng liền không nghĩ ngợi nhiều được. Đem Diêm Đại Sư nguyên thoại gọn gàng dứt khoát liền nói ra. Lao ngục tai ương, ha ha, hắn không phải đầu một cái như thế dự đoán người. Sớm tại hơn 20 năm trước, ta vừa lên đại học lúc đó, liền có người cho ta xem qua tướng coi số mạng, nói ta có lao ngục tai ương. Hiện tại thế nào, ta còn không phải hảo hảo. Đồng Thiên Lỗi cười ha ha. Thiên Lỗi, ta thừa nhận, rất nhiều coi bói đều là giang hồ phiến tử, thế nhưng là... Nhưng cũng chưa chắc mỗi cái đại sư đều là lừa đảo. Diêm Đại Sư, trung niên Mỹ phụ nói còn chưa dứt lời,
Đồng Thiên Lỗi liền vung tay lên, đánh gãy nàng. Nói, được rồi, đừng nói cái này Diêm đại sư, ngươi hảo hảo đặt trong nhà ở lại đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngươi đi đâu? Trung niên Mỹ phụ vội vã hỏi. Đi nghe Đào Sơn Trang. Nghe nói Đồng Thiên Lỗi đi nghe Đào Sơn Trang, trung niên Mỹ phụ thật không có hỏi lại, vội vàng đi trên kệ áo gỡ xuống Đồng Thiên Lỗi áo khoác, cho hắn mặc lên người. Ôn Nhu nói, Thiên Lỗi, bất kể như thế nào, trước kia lão gia tử đối ngươi không tệ, hiện tại lại là tình huống như vậy, ngươi quản quản tính tình châu bò của mình, không nên quá táo bạo. Cơ Khinh Xa vốn cũng không là đèn đã cạn dầu. Được, ta đi cầu nàng cũng có thể đi. Đồng Thiên Lỗi miệng bên trong nói như vậy, trong mắt lại hiện lên một tia giận dữ. Trung niên Mỹ phụ chỉ làm không nhìn thấy, tiễn hắn đến cửa phòng khách, lại căn dặn một câu, Thiên Lỗi, chuyện này tốt nhất đừng để lão pháo tham dự, hắn kia tính cách, rất dễ dàng chuyện xấu. Đi đi, ngươi liền đừng nhắc tới, ta nhà mình huynh đệ, ta không so ngươi hiểu rõ. Lão pháo tính tình là nóng nảy một điểm, cũng không phải không hiểu chuyện người, biết nên làm như thế nào. Đồng Thiên Lỗi trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mong mỏi. Trung niên Mỹ phụ liền ngậm miệng lại, đưa mắt nhìn Đồng Thiên Lỗi bóng lưng rời đi, thật sâu thở dài. Cùng rất nhiều đại lão bản thích lái xe hơi khác biệt, Đồng Thiên Lỗi mở chính là một đài Audi xe Việt dã. Đồng Thiên Lỗi chính mình đạo, là bởi vì xe Việt dã không gian lớn, mở dễ chịu. Đương nhiên, cũng không bài trừ mở xe Việt dã lộ ra càng trẻ tuổi dạng này một cái tâm lý nhân tố đang tác quái. Đen nhánh Audi xe Việt dã từ Đồng Thiên Lỗi ở lại biệt thự hậu viện mở ra ngoài, rất nhanh liền chuyển lên phồn hoa lớn đường cái, thẳng đến Nghe Đào Sơn Trang mà đi. Nghe Đào Sơn Trang là Cơ Thị tập đoàn trước kia khai thác một cái xa hoa tòa nhà, mấy năm trước từng là cửa sắt thành phố xa hoa nhất bất động sản tòa nhà đại danh từ. Cơ Thị tập đoàn chủ tịch Cơ Khinh Xa liền ở tại Nghe Đào Sơn Trang nào đó ngôi biệt thự. Đồng Thiên Lỗi đang Nghe Đào Sơn Trang cũng có một bộ biệt thự, bất quá nhiều số thời điểm cũng không đến bên này ở. Đối Nghe Đào Sơn Trang, hắn tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được, màu đen Audi xe Việt dã rất nhanh liền mở đến Cơ Khinh Xa ở trước biệt thự ngừng lại. Cứ việc từ cửu lão gia tử nơi đó tính toán ra, Cơ Khinh Xa là vãn bối, nhưng nhìn tại lão gia tử trên mặt mũi, Đồng Thiên Lỗi hay là tuân thủ nghiêm ngặt lấy lớn trên mặt quy củ, mỗi lần có việc, đều chủ động đến Nghe Đào Sơn Trang đến tìm Cơ Khinh Xa thương lượng, miễn cho làm cho người ta nhàn thoại nói hắn Đồng lão đại người đi trà lạnh, qua sông đoạn cầu. Đương nhiên, Cơ Khinh Xa đối Đồng Thiên Lỗi cũng rất khách khí, mỗi lần đều tự mình tiếp đãi. Lần này cũng không ngoại lệ, quản gia khách khí đem Đồng lão đại mời tiến vào biệt thự. Chỉ bất quá, tại loại này khách khí che giấu phía dưới, lẫn nhau ở giữa chân thực khoảng cách đến cùng có bao xa, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Đồng Thiên Lỗi không có tại biệt thự ở lâu, ước chừng sau nửa giờ, liền đi ra, sắc mặt âm trầm, hầm hừ trên mặt đất Audi xe Việt dã, nhanh chóng đi. Đồng Thiên Lỗi vừa rời đi biệt thự, Cơ Khinh Xa bộ kia màu đen xe ben cũng từ trong nhà để xe chạy ra, rất nhanh liền dung nhập vào thành thị cuồn cuộn xe sông bên trong. Chương 270, một kiếp đổi một kiếp. Vào đêm, Nghe Đào Sơn Trang biệt thự cùng chung cư thứ tự sáng lên ánh đèn. Trong phòng bếp vang lên nồi hoạch giao kích thanh âm, một cỗ mê người mùi thơm phiêu dương ra. Tuyết trắng chỉnh tề trong phòng bếp, một vị yểu điệu nữ tử áo đen váy đen, vây quanh manh manh màu vàng tạp dề. Đen nhánh bóng loáng mái tóc rất đơn giản lên đỉnh đầu cuộn thành một cái búi tóc, dùng cái tóc đừng tốt, theo nữ tử động tác trên tay run lên một cái, để người luôn luôn kìm lòng không đặng lo lắng, cái này đại đại búi tóc sẽ sụp ra cái tóc, bỗng nhiên chút xuống tới. Trong phòng khách yên tĩnh, chỉ có một vị khách nhân. Vị khách nhân này tựa hồ cũng là 10 điểm có thể bảo trì bình thản tính tình, lặng lặng mà ngồi tại trang nhã bố chế ghế sofa bên trong, đã không có mở tivi, cũng không có chơi điện thoại. Mà là cầm một bản rất cổ xưa, bìa sách đều đã ố vàng sách đóng chỉ tại nhiều hứng thú lật xem. Hiện tại đã rất ít gặp dạng này người trẻ tuổi. Đương nhiên, nếu như vị khách nhân này là Vô Cực Môn đương đại trưởng giáo, kia lại coi là chuyện khác. Tiêu Chân Nhân nhất quán ngồi được vững. Một ít, hơi chờ a, lập tức liền có thể lấy ăn cơm. Chỉ chốc lát, áo đen váy đen yểu điệu nữ tử bưng một bàn rau xào từ trong phòng bếp chuyển ra, mỉm cười nói. May mà trong phòng khách chỉ có Tiêu Phàm một vị khách nhân, nếu như bị người khác nhìn thấy Cơ Khinh Xa cái dạng này, còn không phải tròng mắt đều rơi xuống một chỗ. Danh chấn kinh yến ngọc quan âm Cơ Khinh Xa, vậy mà tự mình xuống bếp làm lên tiểu nương tử. Cái này áo đen váy đen, thêm manh manh màu vàng tiểu tạp dề, nhìn qua thật đúng là ra dáng. Cái này cần là cỡ nào khách nhân tôn quý, mới đáng giá Cơ Tổng tự mình xuống bếp. Liền xem như Cơ Khinh Xa tương lai vị hôn phu, Cơ Thị tập đoàn tương lai đại trưởng quỹ.
chỉ sợ cũng không có loại này siêu cấp đãi ngộ a. Chỉ cần Cơ Khinh Sa gật đầu, không biết có bao nhiêu tinh anh nam sĩ nguyện ý xuống bếp vì Cơ tổng vừa lộ tay nghề. Mấu chốt là, Cơ Khinh Sa thế mà lại còn làm đồ ăn, nhìn qua tựa hồ còn rất nhuần nhuyễn dáng vẻ. Thực tế để người không thể tưởng tượng nổi, bất quá Tiêu Chân Nhân tựa hồ một bộ đương nhiên dáng vẻ, mỉm cười gật đầu. Lần này, Tiêu Chân Nhân chấn định tự nhiên lại không phải giả vờ, đã Cơ Khinh Sa đem hắn làm bằng hữu. Như vậy có bằng hữu từ phương xa tới, chủ nhân tự mình xuống bếp làm dừng lại tốt đồ ăn chiêu đãi, không phải 10 điểm bình thường a. Chỉ cần không phải Uyển Thiên Thiên cùng Phương Du Mỹ loại kia tình hình, Tiêu Chân Nhân liền có thể rất bình thường cùng xinh đẹp Mỹ Mi liên hệ, sẽ không đầu phát chướng, đau đầu muốn nứt. Dù coi như là đối mặt Cơ Khinh Sa dạng này tuyệt đại vưu vật, Tiêu Chân Nhân cũng có thể định ra tinh thần. Cùng Tiêu Chân Nhân khí định thần nhàn tương đối mà nói. Cơ Tổng lại có chút hơi buồn bực, từ nàng thay đổi quần áo ở nhà trang, tự mình xuống bếp bắt đầu. Tiêu Phàm ngay tại rất chân thành mà nhìn xem nàng cất giữ quyển cổ thư kia, thế mà cũng không có vụng trộm dò xét nàng một chút. Chẳng lẽ mình lực hấp dẫn thật liền như thế? Đối với Cơ Khinh Sa loại này đẳng cấp đại mỹ nữ mà nói, Tiêu Phàm như thế ưu nhã thân sĩ biểu hiện, quả thực chính là một loại khiêu khích. Tại Cơ Khinh Sa trong mắt, Tiêu Phàm biểu hiện được càng thân sĩ, khiêu khích trình độ liền càng mãnh liệt. Bất quá cân nhắc đến Tiêu Phàm khoảng thời gian này khẳng định bị Uyển Thiên Thiên cuốn lấy đầu óc choáng váng, Cơ Khinh Sa cũng liền tha thứ hắn một lần. Cũng liền Tiêu Chân Nhân đủ mạnh mẽ, mới có thể chấn được chàng tử, đổi một cái hơi yếu một chút. Chỉ sợ sớm đã bị Uyển Thiên Thiên cùng Tân Lâm ngay cả da lẫn xương đều nuốt vào, một điểm không còn sót lại một chút cặn hạ. Kia hai nha đầu liền không có một cái dễ trêu. Rất nhanh, Cơ Khinh Sa liền làm tốt ba món ăn một món canh, bưng lên tinh xảo gỗ hồ đào bàn ăn. Thơm quá, Tiêu Phàm buông xuống sách đóng chỉ đi qua, nhếch lên cái mũi ngửi ngửi, tán thưởng một câu. Cơ Khinh Sa nở nụ cười xinh đẹp, nói cái này là dựa theo ta khẩu vị của mình làm. Nếu là không hợp khẩu vị của ngươi, nhưng đừng nóng giận a. Có ăn liền tốt, còn dám chọn ba lấy bốn a. Tiêu Phàm cũng cười lên, cái đó là, nếu là dám chọn ba lấy bốn, vậy chính ngươi đi làm tốt. Cơ Khinh Sa hé miệng cười khẽ, trong chốc lát bách mị liên tục xuất hiện, kiều diễm vô song. Giống như ngay cả phòng ăn ánh đèn sáng ngời đều bỗng nhiên phai nhạt xuống. Như vậy ở không tiểu nương tử cách ăn mặc, như vậy nhẹ tần mỏng cười, tự nhiên nhiên trêu ghẹo, làm cho phòng ăn bầu không khí lập tức liền trở nên 10 điểm ấm áp. Biết được Tiêu Phàm muốn đuổi phó cửa sắt, Cơ Khinh Sa tự mình đi đường cao tốc lối vào chỗ nghênh đón, cũng không có đi khách sạn, trực tiếp liền đem Tiêu Phàm tiếp về mình ở lại biệt thự. Đây là rõ ràng hảo hữu chí giao thân cận tư thế. Mặc dù cho tới nay, hai người liên hệ số lần chưa nói tới quá nhiều, nhưng mỗi một lần quan hệ, tựa hồ cũng có chút không giống bình thường cho nên chuyện phát sinh. Nhất là trước đó không lâu Tần Quan chuyến đi, song phương cũng coi là cộng đồng kinh lịch gian nan hiểm trở, có thể xưng bạn cùng chung hoạn nạn. Tiêu một ít đến cửa sắt, Cơ Tổng đương nhiên phải tốt tiếp đãi chu đáo. Bất quá Cơ Khinh Sa cũng không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ an bài Đường Huyên khi lái xe. Cái này bàn ăn bên trên, cũng không nhìn thấy Đường Huyên thân ảnh. Ngay cả cùng Cơ Khinh Sa như hình với bóng phạm nhạc, cũng rất phá lệ chưa từng xuất hiện. Cơ Khinh Sa liền mời Tiêu Phàm một người, cũng không sợ Đường Huyên có ý kiến gì. Cũng không phải Cơ Khinh Sa xem thường Đường Huyên, mấu chốt hai nàng đều là nữ nhân. Cơ Khinh Sa cái này diễn xuất, Đường Huyên hoàn toàn có thể lý giải. Nếu như Cơ Khinh Sa mời Đường Huyên cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ ở phòng khách ngồi các loại, phản cũng có vẻ là Cơ đều ở cho Đường Nhị đương ra tú thủ nghệ của mình. Từ phạm nhạc tự mình tiếp đãi Đường Huyên, cũng không tính bôi nhỏ Yên Chi xã nhị đương ra thân phận. Gỗ hồ đào bàn ăn bên trên chỉ bày 4 cái đồ ăn, nhưng nhìn qua, mỗi cái đồ ăn đều tinh xảo phi phàm. Tiêu Phàm gặp một lần liền cười, toàn tiệc chay, một mực song nấm chanh diễm, một mực thịt kho tàu bí đao, một mực củ lạc, một mực đậu hũ canh. Mặc dù còn không có ăn, không biết hương vị như thế nào, nhưng sắc cùng hương xác thực không cần phải nói. Nhất là khó được chính là, Cơ Khinh Sa làm mấy cái này đồ ăn cũng không có hoa phí quá nhiều thời gian, cứ như vậy xuống bếp, cứ như vậy bưng ra. Bởi vậy có thể thấy được, những này đồ ăn đều là nàng thường xuyên làm. Cơ Tổng, bình thường thích trong nhà nấu cơm ăn à? Tiêu Phàm cũng không khách khí, ngay tại bàn ăn một bên ngồi xuống, cười hỏi. Hai người ăn cơm, cũng liền không phân cái gì chủ khách vị. Đúng vậy à, ta thích trong nhà nấu cơm ăn, ngược lại cũng không phải sợ đi bên ngoài ăn không vệ sinh. Mấu chốt nghiên cứu thực đơn cũng là một loại hưởng thụ. Nhất là cái này thức ăn chay, làm hoa văn thật nhiều, so làm món ăn mặn giảng cứu nhiều. Chậm rãi nghiên cứu,
chậm rãi tìm tòi nếm thử, kỳ nhạc vô tận. Còn có thể rất tốt tu tâm dưỡng tính, hóa giải táo bạo chi khí. Nói như vậy, một mũi tên trúng mấy chim. Xem như thế đi, Cơ Khinh Sa mỉm cười, tự tay cho Tiêu Phàm bới thêm một chén nữa cơm trắng. Đây là Tiêu Phàm lần đầu tại Cơ Khinh Sa trong nhà ăn cơm, không có rượu cũng không có đồ uống, trực tiếp liền cho sới cơm. Tiêu Phàm cười nói âm thanh tạ ơn, bưng chén lên, cũng không thấy phải có sao không thỏa. Cơ Khinh Sa cho mình cũng thịnh một chén nhỏ cơm, tại Tiêu Phàm đối diện ngồi xuống đến, yên lặng ăn cơm, một câu đều không nói thêm lời. Phòng ăn bầu không khí, càng thêm ấm áp, nghe Đào Sơn Trang biệt thự tràn đầy ấm áp, cửa sắt nam đứng cách đó không xa dân ngõ hẻm trong. Lại là hoàn toàn một loại khác tràng cảnh, đèn hoa mới lên thời điểm, một đài bảy thành mới Audi xe con. Chậm rãi tại nam đứng dân ngõ hẻm cách đó không xa quảng trường bên cạnh ngừng lại. Nơi này là lão nam đứng, mặc dù còn không có hoàn toàn vứt bỏ, nhưng cũng không còn là năm đó đầu mối nhà ga, theo xe mới đứng làm xong đưa vào sử dụng, lão nam đứng tầm quan trọng lập tức liền hạ thấp rất nhiều. Kể bên này ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu, các loại người cùng ra vào vãng lai, ồn ào náo động không thôi, ẩn ẩn đã có khu ổ chuột hương vị. Đầu hạ lúc phân, phương Bắc thời tiết cũng đã không còn mát mẻ, có từng hơi khí nóng. Trên quảng trường đầu người chen chen, tương đương náo nhiệt. Cư dân phụ cận dùng qua bữa tối về sau, nhao nhao đi ra khỏi nhà, đến quảng trường bên này đi dạo một phen. Quảng trường bốn phía có không ít cửa hàng, còn có một số lưu động bán hàng rong đẩy xe nhỏ giao hàng, đem một chút tình lữ trẻ tuổi cùng ăn hàng khẩu vị một chút xíu treo lên tới. Trung niên Mỹ phụ từ Audi trong ghế xe đi xuống, tại hai tên thân thể cường tráng nam tử cùng đi phía dưới, hướng về dân ngõ hẻm trong đi đến. Trung niên Mỹ phụ trang phục phải cực kỳ phổ thông, không chút nào làm cho người chú mục. Ngay cả bộ kia bảy thành mới Audi xe con, cũng dừng ở quảng trường bên này, không có ngừng đến dân cửa ngõ tử bên ngoài đi. Diêm đại sư liền ở tại dân ngõ hẻm trong, trung niên Mỹ phụ một chút đều không muốn gây nên người khác chú ý. Dân trong ngõ ánh đèn u ám, lúc đầu có đèn đường, cũng đã sớm xấu không sai biệt lắm, chỉ có thể dựa vào hai bên trong phòng lộ ra ánh đèn đến lục lọi đi lên phía trước. Trung niên Mỹ phụ chậm rãi từng bước vượt qua mấy vòng, chuyển tiến vào một tòa đen xì kiểu cũ đơn nguyên nhà lầu. Cũng may mắn có hai tên đại hán vạm vỡ tùy hành bảo hộ, không phải trung niên Mỹ phụ một thân một mình còn thật không dám ban đêm đến bên này. Cái này cũng khó trách Đồng Thiên Lỗi đánh chết cũng không chịu tin tưởng Diêm đại sư này chỗ ở cũng không tránh khỏi quá hàn sầm điểm. Thật có kia thiết khẩu trực đoán năng lực, chính mình sẽ lẫn vào thảm như vậy. Người sáng suốt xem xét liền minh bạch cái gọi là Diêm đại sư bất quá là giang hồ phiến tử. Trung niên Mỹ phụ thân phận như vậy địa vị, đường đường chính chính đại học danh tiếng tốt nghiệp, không biết vì cái gì, cứ như vậy tin tưởng Diêm đại sư. Trung niên Mỹ phụ lục lọi, lảo đảo bên trên tầng 3, đẩy ra một cái vết dỉ loang lổ cửa chống trộm, cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Rất kiểu cũ đơn nguyên phòng, rất chật chội cổ xưa phòng khách. Nam đứng dân ngõ hẻm bên này đơn nguyên nhà lầu, vốn là thế kỷ trước 80-90 niên đại dựng lên nhóm đầu tiên đường sắt chức công túc xá, tại lúc ấy là rất tân triều hộ hình, đã nhiều năm như vậy, tự nhiên đã sớm tụt hậu. Cổ xưa phải không thể lại cổ xưa. Nhưng cái này cổ xưa trong phòng khách, nhưng lại chưa như mọi người suy đoán như thế, mốc meo, ngược lại lộ ra một cỗ nhàn nhạt đàn hương khí tức, khiến người vừa nghe phía dưới, liền là tâm thần thanh thản. Đến rồi, một cái nhàn nhạt, hơi có vẻ già nua giọng nam vang lên, bình tĩnh ôn hòa, không chậm không nhanh. Diêm đại sư, trung niên Mỹ phụ hướng phía phòng khách ngồi trên ghế salon một cái mơ mơ hồ hồ bóng người cúi người chào thật sâu xuống dưới, chấp lễ rất cung. Kỳ thật ngươi không cần lại đến, có chút sự tình đã chú định, đổi không được. Không đợi trung niên Mỹ phụ nói cái gì, Diêm đại sư cũng đã mở miệng. Diêm đại sư, lần này xin ngươi nhất định phải giúp một chút, giúp ta một chút ra lão đồng, cầu ngài. Trung niên Mỹ phụ lần nữa cúi đầu xuống dưới, ngữ khí càng thêm thành khẩn, chỉ cần ngài giúp lần này. Vô luận điều kiện gì, ta đều sẽ đáp ứng. Mơ hồ bóng người yên tĩnh lại, chốc lát, mới chậm rãi nói, vì cái gì ngươi luôn luôn chấp mê bất ngộ đâu. Ta đã nói với ngươi rồi, nam nhân của ngươi lần này lao ngục tai ương, chưa hẳn thấy chính là chuyện xấu. Hắn muốn thật tránh thoát một kiếp này, đối với hắn cũng chưa chắc chính là chuyện tốt. Một kiếp đổi một kiếp, càng về sau, kiếp số càng nặng a. Đại Hào Môn, Tiêu Phàm, bản dịch chuẩn. Hết tập 18.